chương 2201 một quân công tử không tới sao. Đạm đài thanh toàn cắn môi, trong lòng thầm nghĩ. Nàng phái người đích thân đi mời lại không mời được, hay là trong lòng quân tiêu giao, nàng thật sự chỉ là một người qua đường giáp. Ồ, oh, vị vân tiêu thiếu chủ kia không tới sao, thật đáng tiếc, người ta còn muốn gặp vị thiếu chủ kia mà. Đạm đài Minh Châu đứng bên cạnh cũng chu cái miệng nhỏ lên, hiển nhiên có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, giọng nói của ti nghi bỗng chuyển đến, vân thị đế tộc, vân tiêu thiếu chủ đến, tiếng nói vừa dứt toàn trường xôn xao vô số ánh mắt đều cùng phóng ra một vị công tử bạch y trắng hơn cả tuyết khí chất chắc tuyệt thản nhiên cất bước đi vào tiên khí tràn đầy siêu trần tuyệt tục phong thần tú nhã không đọa hồng trần đã không còn bút lực nào diễn tả được phong tư khiến người ta hướng tới này chỉ làm người ta cảm giác như trích tiên giáng trần vị kia chính là vân tiêu thiếu chủ sao trời ạ quả thực không giống phàm nhân nghe nói hắn để lại một tên khác trên phong thần bi quân tiêu dao khó trách có thể đứng đầu bảng trên hình mạo phong thần bi thật không thể không phục vô số tu sĩ đều ở đây đều kinh ngạc cảm thán cho dù là nam tử cũng phải trầm trồ thậm chí không sinh ra được cảm xúc ghen ghét bởi vì bọn họ và quân tiêu dao kém nhau quá xa khi tranh lệch quá lớn thì ngược lại sẽ không sinh ra tâm lý ghen ghét bởi vì căn bản không phải người cùng một thế giới bọn họ chỉ có thể ngước nhìn quân tiêu dao mà rất nhiều kiêu nữ tiểu thư ở các thế lực ở đây đều sắc mặt ửng hồng trái tim nảy mầm từng vị tiểu thư giai nhân của đạm đài đế tộc cũng sao xuyến trong lòng. Thật sự quá 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 xoái luôn. Đạm đài Minh Châu há cái miệng nhỏ thành một chữ không. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Ban đầu trong đầu nàng cũng đã tưởng tượng ra phong tư của quân tiêu giao. Kết quả nhìn thấy người thật, đạm đài Minh Châu cũng phát hiện sức tưởng tượng của mình thật sự quá hạn hẹp. Căn bản không tưởng tượng ra được tướng mạo của trích tiên nhân này. Mà đạm đài thanh toàn đứng bên cạnh cũng xúc động. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy quân tiêu giao, nhưng gặp lại sau một năm trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà cảm thán dù chỉ làm bằng hữu với nhân vật như vậy cũng là một loại vinh quang hơn nữa nàng cũng mơ hồ cảm giác được khí thức của quân tiêu dao càng sâu không lường được hơn lúc ở phong thần bi mới trôi qua một năm mà khí thức của quân tiêu dao đã có biến hóa long trời lở đất như vậy có diện mạo thì thôi thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng như thế quả thực làm người ta tự biết xấu hổ ở sau sự khiếp sợ ban đầu mọi người cũng thấy được bên người quân tiêu giao có một nam một nữ đi theo đó là vân ngọc xanh và vân thanh lâm họ cũng cùng quân tiêu giao tiến đến mừng thọ vị kia là thiên nữ của vân thị đế tộc vân ngọc xanh còn có vân thanh lâm bích lạc vương thể bọn họ đều là người xuất sắc thế hệ trẻ của vân thị đế tộc nhìn dáng vẻ hiện tại sao lại như biến thành thị nữ và tùy tùng vậy mọi người lại khiếp sợ ở bên ngoài hai vị này đều là tồn tại được người người theo đuổi ngưỡng mộ kết quả hiện tại chỉ có thể kính cẩn mà đi theo phía sau quân tiêu giao. Điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian một năm ngắn ngủn, quân tiêu giao đã hoàn toàn ngồi ổn vị trí vân thị thiếu chủ, uy vọng không ai sánh bằng. Hắn chính là vân tiêu. Bên kia, hạ hầu trấn ngồi trên vị trí khách quý cũng hơi híp mắt, nhìn về phía quân tiêu giao. Hắn không tra xét ra cảnh giới thực lực của quân tiêu giao, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự mênh mông ẩn sâu kia. Quân tiêu giao không để ý ánh mắt của người khác, hơi chắp tay và nói, Hôm nay vãn bối tới hơi muộn một chút, mong rằng đạm đài cổ tổ chớ để ý. Lời nói của quân tiêu giao thông dong khéo léo, mặc dù đối mặt với đế tộc cổ tổ, hắn vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, xử lý thành thạo. Khí độ này lại làm người ta trước mắt sáng ngời. Đạm đài minh châu còn nhịn không được ngao ngao kêu lên, ta quyết định vân tiêu thiếu chủ chính là nam thần mới của ta. Một bên, đạm đài thanh toàn chỉ hơi mỉm cười, tâm tình bỗng trong sáng lên. Có lẽ là vì quân tiêu giao đích thân tiến đến đi. Ở trong mắt quân tiêu giao nàng không chỉ là một người qua đường giáp được hắn tiện tay cứu giúp. Ha ha, sao lão phu lại để ý chứ, còn nối dõi của thiên nhai đại đế quả thật là nhân trung long phượng. Đạm đài ngọc long nhìn thật sâu vào quân tiêu giao. Thanh niên trước mặt làm ông ta thoáng có cảm giác nhìn không thấu, giống như được bao phủ trong một tầng sương mù. Điều này làm trong lòng đạm đài ngọc long chút có kinh ngạc. Lấy thân phận của ông ta mà lại nhìn không thấu một tiểu bối tuổi trẻ, đây là là lần đầu tiên. Nhưng lão phu đảo còn phải cảm ơn ngươi đã cứu ngô tiểu ra hỏa nhất mạch của ta. Đạm đài Ngọc Long hơi mỉm cười. Đạm đài Thanh Toàn cũng tiến lên, cười tươi hành lễ với quân tiêu giao và nói, đa tạ công tử nguyện ý tiến đến, hôm nay Thanh Toàn phải, chiêu đãi công tử thật tốt để báo đáp ân cứu mạng. Một số người ở đây lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, rất nhiều người không biết chuyện quân tiêu giao đã cứu đạm đài Thanh Toàn. Sau một hồi hỏi thăm, trong mắt rất nhiều người đều ả à hiện ra một tia ái muội. Hay là vị kiêu nữ này của đạm đài đế tộc đã động tâm, vô nghĩa sao có thể không động tâm được nhân vật tuyệt thế như vân tiêu thiếu chủ cứu giúp là cuộc gặp gỡ tình cờ cầu cũng cầu không được rất nhiều người đều cảm thấy có lẽ kiêu nữ của đạm đài đế tộc sẽ luân hãm mà trên ghế khách quý sắc mặt hạ hầu trấn rất âm trầm cũng không phải hắn có ý gì với đạm đài thanh toàn mà là nếu đạm đài thanh toàn thật sự có cảm tình với quân tiêu giao thậm chí liên hôn thì chẳng phải đạm đài đế tộc đang tạo dựng mối quan hệ thân thiết với vân thị đế tộc điều này tuyệt đối không phải tin tốt đối với hạ hầu đế tộc mà cách duy nhất có thể ngăn cản đạm đài thanh toàn chính là làm nàng biết kỳ thật quân tiêu giao không hoàn mỹ như vậy hoặc có thể nói là không phải vô địch nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha trong mắt hạ hầu trấn hiện lên một tia tâm cơ thâm trầm sau khi quân tiêu giao xuất hiện không khí cả buổi tiệc mừng thọ cũng leo lên đỉnh cao đạm đài ngọc long vốn là vai chính hôm nay kết quả quân tiêu giao vừa đến đã đoạt đi tất cả ánh mắt toàn trường Đạm Đài Ngọc Long cũng không để ý, tất nhiên ông không có khả năng so đo với một hậu sinh vãn bối. Mà Đạm Đài Thanh Toàn đang đi chiêu đãi quân tiêu giao, ngồi ở bên người hắn. Đạm Đài Minh Châu lại đỏ mặt lặng lẽ ngồi ở bên kia. Mà Vân Ngọc Xanh thấy cảnh này thì phồng phồng má, có chút buồn bực. Đa tạ quân công tử nể mặt đến dự, trước đó Thanh Toàn còn tưởng rằng công tử sẽ không tới. Đạm Đài Thanh Toàn khẽ nói. Sao vậy được, Thanh Toàn cô nương đã mời thì quân mỗ nhất định vui lòng đến. Quân tiêu giao hơi mỉm cười, hắn không tới thì làm sao điều tra nhân quả sau lưng đạm đài thanh toàn. Thanh toàn kính công tử một ly. Đạm đài thanh toàn nâng ly. Lúc này, đạm đài Minh Châu ngồi bên cạnh chủ động rót rượu cho quân tiêu giao. Vân tiêu thiếu chủ, mời. Khuôn mặt nhỏ ợp đạm đài Minh Châu đỏ bừng. Đa tạ, quân tiêu giao nhận lấy ly. Điều này làm đôi mắt đạm đài Minh Châu tràn ra vui sướng. Trước kia nàng còn tưởng rằng nam thần xuất chúng như quân tiêu giao, nhất định là người cực kỳ cao lãnh, sẽ không ngó ngàng gì đến người khác không ngờ hắn lại ôn tồn lễ độ như thế. Điều này càng làm đạm đài Minh Châu hướng tới không thôi. Đạm đài thanh toàn yên lặng nhìn tình cảnh này. Chẳng lẽ cô nàng này thực sự có ý đó? Trong lòng nàng yên lặng nghĩ. Mà lúc này, bỗng có một giọng nới truyền đến, vân tiêu thiếu chủ, cử ngưỡng đại danh, không bằng chúng ta tới trợ hứng cho tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ được không? Nghe thấy giọng nới này, quân tiêu giao liếc mắt một cái nhìn lại. Người lên tiếng chính là Hạ Hầu Trấn. Rốt cuộc cũng đụng độ sao? ánh mắt của mọi người người ở đây đều tập trung trên người quân tiêu giao và hạ hầu trấn bọn họ đều biết lần này hạ hầu trấn đến tham dự tiệc mừng thọ của đạm đài đế tộc kỳ thật là có ý khác chắc chắn là vì ước lượng thực lực của thiếu chủ tân nhiệm của vân thị đế tộc này dù sao hạ hầu đế tộc cũng muốn thực hiện dã tâm đứng đầu đế tộc thì chướng ngại lớn nhất chính là vân thị đế tộc nhưng quan hệ giữa các đế tộc rắc rối phức tạp khống chế lẫn nhau dưới tình huống không có biến số cấp sử thi thì hai đại đế tộc muốn triển khai bất hủ chiến là điều không quá hiện thực ngược lại có khả năng sẽ để thế lực đế tộc khác ngư ông đắc lợi cho nên cuộc tranh phong giữa bát đại đế tộc chuyển rời lên người thế hệ trẻ tuổi xét từ trình độ nào đó thì thế hệ trẻ càng cường thịnh đồng nghĩa với tương lai của đế tộc đó sẽ càng hùng mạnh thiếu chủ đại nhân vị kia chính là hạ hầu trấn của hạ hầu đế tộc có được thiên phú trấn lôi phù cốt cũng từng để lại tên trên thần thông bảng vân ngọc xanh nói với quân tiêu giao Quân tiêu giao lạnh nhạt gật gật đầu, thật ra hắn cũng không để ý loại khiêu khích này, ngược lại còn nói, người nói trợ hứng là như thế nào. Hạ hầu chấn nghe vậy thì nói thẳng, vân tiêu thiếu chủ thân là con nối dõi của thiên nhai đại đế, vậy có lẽ thiên phú thực lực rất bất phàm. Không bằng chúng ta so hai chiêu, cũng coi như góp vui cho tiệc mừng thọ này. Lời hạ hầu chấn nói không nằm ngoài dự đoán của mọi người, rốt cuộc vị thiên kiêu vô thượng này, của hạ hầu đế tộc đã lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Quân tiêu giao cũng không cảm thấy bất ngờ, từ lúc hắn bước lên vị trí thiếu chủ của vân thị đế tộc thì đã biết mình sẽ bị thiên kiêu các đại đế tộc thậm chí thế lực khắp giới hải khiêu chiến nhưng quân tiêu giao không sợ hắn gần như đã quét ngang tất cả thiên kiêu cùng thế hệ ở tiên vực dị vực cửu thiên tất nhiên giới hải cũng sẽ không ngoại lệ có lẽ ở giới hải tồn tại yêu nghiệt làm hắn cảm thấy hứng thú hoặc là kinh ngạc cảm thán nhưng nhất định không phải là hạ hầu chấn trước mắt được thôi nhưng bản thiếu chủ xuống tay không biết nặng nhẹ lắm Hạ Hầu Trấn nghe vậy thì đáy mắt hiện lên một tia sáng, khoái miệng nhách lên và nói, yên tâm, tuy ta không phải tồn tại số một số hai trong giới hải, nhưng cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Thật ra hắn ta đã đạt được mục đích của mình, chỉ cần có thể chiến đấu với quân tiêu giao, liền có thể làm suy yếu quang hoàn và uy thế của hắn. Hạ Hầu Trấn không ngốc, biết con trai của thiên nhai đại đế tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng theo hắn ta thấy, vô dụng thế nào thì cuối cùng thu tay lại bằng thế hòa, cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi vì hạ hầu trấn có thể cảm nhận được quân tiêu giao rất trẻ tuổi thậm chí còn nhỏ hơn thiên kiêu đương đại là hắn quá nhiều đây cũng là nguyên nhân khiến hạ hầu trấn tràn đầy tự tin được thôi nhìn thấy hạ hầu trấn đồng ý quân tiêu giao gật gật đầu thiếu chủ phải cẩn thận lôi đạo thần thông của người này thật sự không yếu vân thanh lâm nhắc nhở tuy rằng hắn biết quân tiêu giao yêu nghiệt nhưng dù sao trước kia hắn cũng thua trong tay hạ hầu trấn à thu hạ bại tướng đó à hạ hầu trấn cười lạnh một tiếng Vân Thanh Lâm hử lạnh, không đáp lại. Cường giả đạm đài đế tộc ở đây hóa ra một kết giới thiên địa, không cho dư chấn cuộc chiến tràn ra bên ngoài. Đạm đài Ngọc Long cũng hơi tò mò nên đưa mắt quan sát. Còn trong lòng đạm đài thanh toàn chợt có một cảm giác khẩn trương khó hiểu, nàng đang lo lắng cho quân tiêu giao. Tuy rằng nàng từng chính mắt nhìn thấy thủ đoạn của quân tiêu giao, nhưng Hạ Hầu Trấn cũng là nhân vật danh khí vang dội trong giới hải. Vậy bắt đầu đi. Hạ Hầu Trấn giống lên một tiếng, giữa mày nở rộ ra quang hoa lộng lẫy, hắn không khinh địch mà trực tiếp thúc giục thần thông thiên phú của mình. Chấn lôi phù cốt ở giữa mày đang rung động, có sức mạnh thần thông khủng bố đang ấp ủ. Từ đây có thể nhìn ra hạ hầu chấn tuyệt đối không phải mãng phu ngốc nghếch khiêu khích. Kỳ thật trong lòng hắn có tính toán của mình, cũng rất cẩn thận trước quân tiêu giao. Nhưng ngay sau đó, biểu hiện của quân tiêu giao vẫn làm hắn ta hoàn toàn há hốc mồm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé chỉ thấy quân tiêu giao không thi triển ra bất cứ thủ đoạn thần thông kinh thiên nào, cũng không dùng đến thiên phú thể chất gì, thậm chí, cả còn không vận dụng đến những sức mạnh pháp lực đạo tắc phù văn. Chỉ vô cùng đơn giản mà tung một trường về hướng hạ hầu chấn. Một trường này quả thực là hùng mạnh kinh thiên. Cứ như hàng tỷ trời cao đều sụp đổ, chỉ là sức mạnh nhục thân đơn thuần mà đã khủng bố tới cực điểm, hư không dần dần sụp đổ. Phải biết rằng nơi này chính là đạm đài đế tộc cổ tinh trong hư không chung quanh đều trải rộng vô số pháp trận phòng ngự muốn dễ dàng đánh nát hư không căn bản không là chuyện có khả năng nhưng quân tiêu giao chỉ giơ tay giáng thẳng xuống một trưởng như tay của thần linh viễn cổ đánh nát bầu trời mênh mông sao có thể hạ hầu trấn thét dài toàn lực thúc giục chấn lôi phù cốt chi uy lôi đình cuồn cuộn như biến thành hắn ta một người khổng lồ lôi đình cả người hắn ta trào dâng phù văn lôi điện vô tận muốn chống cự một trưởng đơn thuần của quân tiêu giao nhưng mà phanh giống như bàn tay thần linh đánh nát cổ tinh khổng lồ. Hạ hầu Trấn trực tiếp bị đánh bay tới sao trời, ói máu, xương cốt cả người rách nát. Hắn cảm thấy như có vô số thế giới cứ liên tục nghiền áp qua thân thể mình. Toàn trường rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Quân tiêu giao tung một trường đánh nát hư không, đánh tan thiên địa kết giới của cường giả đạm đài đế tộc, đánh cho hạ hầu Trấn bị thương nặng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bọn họ biết quân tiêu giao đang đỉnh ở thần thông phong thần bi, nhất định pháp thuật thần thông rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, thậm chí quân tiêu giao còn không vận dụng đến cả pháp lực, càng đừng nói là thần thông gì. Đây, đây là sức mạnh nhục thân khủng bố đến mức nào. Tất cả mọi người toàn trường đều ra đầu tê dại thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai của quân tiêu giao còn chưa truyền lưu ở giới hải. Ở thế giới năm đầu, tuy rằng mọi người đều biết thể chất của hắn, nhưng tu sĩ thế giới năm đầu rất ít ai rời khỏi thế giới đó. Mà khi ở phong thần bi, quân tiêu giao cũng chưa lộ ra thể chất thánh thể đạo thai của mình bởi vì không cần thiết mà tuy rằng vân thị đế tộc biết đến thể chất quân tiêu giao nhưng cũng không cố tình truyền ra đương nhiên nếu quân tiêu giao tự để lộ cũng không có gì không cần cố tình che giấu chẳng qua đến bây giờ quân tiêu giao còn chưa gặp được đối thủ có thể làm mình vận dụng sức mạnh thể chất mà thôi hạ hầu trấn này đừng nói làm hắn vận dụng sức mạnh thánh thể đạo thai ngay cả thi triển thần thông cũng không cần thiết một trưởng vừa rồi của quân tiêu giao đã bao hàm sức mạnh của 10 vạn thế giới tu di. Đây là một trong những thành quả quân tiêu giao bế quan tu luyện một năm ở vân thị đế tộc. Sức mạnh 10 vạn thế giới tu di chồng lên nhau, cộng thêm thần lực nhục thân thánh thể ban đầu của quân tiêu giao, hắn dùng một trưởng trục chết hạ hầu chấn cũng dư giả. Sở dĩ quân tiêu giao không làm như vậy không phải vì không dám, mà là đang ở tiệc mừng thọ của đạm Đài Ngọc Long, tốt xấu gì cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Nếu làm chết người thì ít nhiều gì cũng có chút không may mắn xin lỗi, bản thiếu chủ đã nói ta xuống tay không biết nặng nhẹ lắm, mong rằng hạ hầu huynh thứ lỗi. Một trưởng bạo lực vừa rồi và thái độ ôn tồn lễ độ hiện tại của quân tiêu giao, có một sự tương phản kỳ dị. Quả thực là giết người chu tâm, hạ hầu chấn vốn đã trọng thương lại nôn ra một mồm máu tươi. Ai mà ngờ được vương giả đương thời của hạ hầu đế tộc lại bị thua thảm như vậy. Rõ ràng là tới thử thực lực thật sự của quân tiêu giao, kết quả hiện tại lại thua đến không còn mặt mũi gì. Thật tốt quá trên mặt vân thanh lâm lộ ra ý cười vui sướng trước kia hắn từng bại trong tay hạ hầu trấn hạ hầu trấn liền tuyên dương khắp nơi nói cái gì mà thế hệ trẻ của vân thị đế tộc hoàn toàn không được không có tiền đồ gì cả kết quả hiện tại thì sao thiên đạo có luân hồi trời xanh tha cho ai ánh mắt vân thanh lâm nhìn về phía quân tiêu dao đã trở nên sùng bái cực độ đôi mắt vân ngọc xanh cũng lập lòe ánh sáng nàng tương đối thân cận với quân tiêu dao mỗi ngày có thể đích thân cảm giác được uy áp khủng bố chuyển đến từ thiếu đế của cung quân tiêu giao. Đối với kết quả này, Vân Ngọc Xanh không có quá nhiều bất ngờ. Đạm đài thanh toàn hít sâu một hơi, ngực phập phồng. Vừa rồi nàng còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra có vẻ khá buồn cười, thực lực của quân tiêu giao còn vượt xa dự đoán của nàng. Không thể nói hạ hầu chấn đứng đầu ở thế hệ trẻ giới hải, nhưng tuyệt đối cũng là tồn tại hàng đầu. Mà hiện tại hắn ta lại bị quân tiêu giao dùng sức mạnh nhục thân đơn thuần, dáng một trưởng chấn áp. Điều này không khỏi quá mức khoa trương, thua quá thê thảm. Qua wow, Vân Tiêu thiếu chủ cũng quá soái luôn, yêu yêu. Đôi mắt của đạm đài Minh Châu lập lòe tia sáng kỳ dị, hoàn toàn biến thành người hâm mộ quân Tiêu Giao. Ban đầu nàng chỉ thích nhan sắc của quân Tiêu Giao thôi, hiện tại thật sự bị thực lực của quân Tiêu Giao chinh phục. Có thể nói toàn trường đều rơi vào khiếp sợ. Quân Tiêu Giao lần đầu tiên ra tay ở thế giới năm đầu đã làm chấn kinh cả thế giới, mà hiện tại ở giới hải càng rộng lớn, hắn vừa ra tay lại chấn động thế nhân lần nữa. Vân Tiêu khuôn mặt hạ hầu chấn như mất đi trí giác, mang theo chết lặng. Trong lòng chỉ có chấn động và run rẩy không gì sánh kịp, thậm chí hắn ta khó có thể dâng lên hận ý. Vì sao? Không phải do lòng dạ hạ hầu chấn chống trải, mà là hắn cảm thấy quân tiêu giao và mình không phải người cùng một thế giới. Giống như một vị thần trừng phạt nhân loại, nhân loại có dũng khí đi hận thần không? Trừ phi là vương giả cổ đại bị phong ấn phá phong, bằng không không ai là đối thủ của hắn. Hạ hầu chấn hít sâu một hơi, hắn cũng không khiêu khích buông lời hung ác gì cả mà trực tiếp xoay người rời đi, mang theo vài phần chật vật. Nhìn hạ hầu trấn xa sút bỏ đi, rất nhiều người đều cảm thán. Hạ hầu đế tộc hành sự quái đản, hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, chỉ khi đụng phải người của vân thị đế tộc thì mới hèn nhát, xám xịt rời đi như vậy. Nhưng cũng là vì thực lực của quân tiêu giao thật sự quá mức khủng bố, tranh lệch quá lớn. Nếu đổi lại là dạng như vân thanh lâm, thì hiển nhiên hôm nay không phải là kết quả này. Ha ha, không hồ là con trai của thiên nhai đại đế vân tiêu ngươi thật sự làm thế nhân cảm thấy bất ngờ chấn động đạm đài ngọc long nói ánh mắt cũng cực kỳ thâm thúy trước kia chưa chính mắt nhìn thấy quân tiêu dao trong lòng ông ta còn có một ít nghi ngờ cũng rất bất ngờ vì sao đạm đài lăng lại tôn sùng người này như vậy hiện tại đạm đài ngọc long xem như đã rõ con mẹ nó đây chính là một yêu nghiệt tuyệt đại vạn cổ cũng không xuất hiện thiên nhai đại đế đã là dị loại cường thế quật khởi trong vân thị đế tộc Kết quả hiện tại con nối dõi của ông còn biến thái hơn nữa. Chẳng lẽ thật sự không thể vượt qua Vân thị đế tộc sao? Đạm Đài Ngọc Long nghĩ thầm. Nhưng cũng may Đạm Đài đế tộc không có dã tâm như Hạ Hầu đế tộc, bọn họ chỉ cầu truyền thừa vạn cổ, có thể bình an vượt qua kiếp số hắc họa kế tiếp là được. Vậy xem ra, Vân thị đế tộc chính là minh hữu tốt nhất. Thiên Nhai đại đế vốn đã trở thành trụ cột trong Vân thị đế tộc, mà tương lai quân tiêu giao càng tiền đồ vô lượng. Đạm Đài Ngọc Long tự nhận là ánh mắt nhìn người của mình rất chính xác thế thì có thể để đạm đài thanh toàn và quân tiêu giao giao lưu với nhau. Mà lúc này, quân tiêu giao bỗng lấy ra một cái hộp gỗ và nói, quà mừng của vãn bối hơi keo kiệt, hy vọng đạm đài cổ tổ không cần để ý. Ha ha, đâu nào? Đạm đài Ngọc Long hơi mỉm cười, tay tung một chiêu, trực tiếp tiếp nhận. Nhưng ông cũng không mở ra, thân là đế tộc cổ tổ, có bảo bối gì mà ông chưa từng nhìn thấy. Cho dù là đưa một cây bán tiên dược, thì đạm đài Ngọc Long sẽ không cảm thấy kinh ngạc gì. Nhưng đạm đài Ngọc Long bỗng sửng sốt, Ông cảm giác được trong hộp gỗ, như có một luồng khí tức cực kỳ đặc thù đang hấp dẫn mình. Đạm Đài Ngọc Long trực tiếp mở hộp gỗ ra ngay sau đó, một luồng quang huy cuồn cuộn bao phủ toàn bộ tiệc mừng thọ, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức cuồn cuộn ý. Đạm Đài Ngọc Long nhìn chăm chú vào đó, hô hấp lập tức cứng lại. Trong hộp gỗ có một đoạn cành khô bích ngọc, thần quang lưu chuyển, quang hoa dâng trào, vài mảnh lá cây như chịu tải một loạt tiểu thế giới, sức mạnh căn nguyên cuồn cuộn đang chảy xuôi đây là cành khô của thế giới thụ đạm đài ngọc long thất thố không chỉ ông mà những người còn lại toàn trường biết được cũng hít hà một hơi ra đầu tê dại thế giới thụ chính là trí bảo đỉnh cấp trong thiên địa thứ bảo vật vô thượng làm cả thần thoại đế cũng rung động thế giới thụ không chỉ có là trí bảo vô thượng ở cửu thiên tiên vực ở giới hải vô biên cũng như thế tuy rằng giới hải mênh mông muốn tìm được một cây thế giới thụ cũng không khác gì mò kim đáy biển thậm chí có thể nói thế giới thụ quý hơn cả tiên dược chân chính ở giới hải Đừng nói là thế giới thụ, cho dù chỉ là một mảnh lá cây của thế giới thụ, cũng là thứ muốn mua cũng không được, có thể bán ra giá trị kinh thiên. Càng đừng nói là một đoạn cành khô thế giới thụ. Món quà lớn mà quân tiêu giao đưa ra này quả thực khiến người ta chấn động. Cho dù là cổ tổ tầm mắt xa rộng, như đạm đài ngọc long cũng rất giật mình bất ngờ. Cái này mà gọi là keo kiệt. So sánh với quân tiêu giao, quà mừng thọ những người khác đưa ra quả thực không khác gì một đống phân. Ngẫu nhiên có được một chút bảo bối, mong rằng đạm đài cổ tổ vui lòng nhận cho quân tiêu giao hơi mỉm cười tất nhiên hắn sẽ không chủ động bại lộ chuyện mình có thế giới thụ tuy rằng lấy bối cảnh của vân thị đế tộc dù người khác biết quân tiêu giao có thế giới thụ thì cũng không dám nhằm vào nhưng có thể giảm một chút phiền toái luôn không tệ vân tiêu tiểu hữu thật khách khí hôm nay tiệc mừng thọ của lão phu trở nên hết sức vẻ vang nhiều vân tiêu tiểu hữu đạm đài ngọc long ha ha cười thái độ này khác biệt rõ ràng với trước đó cũng không phải đạm đài ngọc long để ý danh lợi mà là trước mắt ông ta đang kẹt lại ở một cảnh giới khó có thể tiến thêm nhưng có cảnh khô thế giới thụ này thì khả năng ông rảo bước tiến lên sẽ lớn hơn nhiều đây cũng là nguyên nhân đạm đài ngọc long vui sướng như thế ông nói với đạm đài thanh toàn toàn nhi các ngươi nhất định phải chiêu đãi vân tiêu tiểu hữu cho tốt đạm đài thanh toàn hơi ngơ ra sau đó gật đầu trong lòng nàng bỗng có một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện hay là quân công tử vì ta nên mới tặng cho cổ tổ quà mừng quý trọng như thế trái tim nữ nhân như kim đáy biển không thể nắm lấy hơn nữa bởi vì cảm tính nên sẽ suy nghĩ tưởng tượng rất nhiều tỷ như quân tiêu giao căn bản không cần phải đưa cho đạm đài ngọc long món quà quý trọng như vậy dù sao đạm đài đế tộc và vân thị đế tộc tuyệt đối không thân thiện đến mức này vậy thì vì nguyên nhân nào nguyên nhân duy nhất chính là trước kia đạm đài thanh toàn từng có qua lại với quân tiêu giao đạm đài thanh toàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này đó là có lẽ quân tiêu giáo cũng có ý với nàng chỉ là không nói rõ lấy cách tặng quà để ám chỉ có thể nói, sau một hồi đạm đài thanh toàn miên man suy nghĩ tưởng tượng, nàng đã trực tiếp sinh ra một trong tam đại ảo giác của nhân sinh. Hắn thích ta. Đương nhiên, đạm đài thanh toàn cũng không phải người tự luyến như vậy. Nàng chỉ có suy nghĩ này mà thôi, còn chưa xác định, càng không thể bảo quân tiêu giao chứng thực. Lúc này, quân tiêu giao cũng về tới bên người nàng và ngồi xuống. Thanh toàn cô nương, làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của đạm đài thanh toàn, quân tiêu giao cười nhạt và nói. Không, không có gì, trên mặt đạm đài thanh toàn hiện lên một dạng mây đỏ ta đang nghiên man suy nghĩ cái gì vậy đạm đài thanh toàn âm thầm cắn môi cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều tuy rằng nàng ta là kiêu nữ của đạm đài đế tộc nhan sắc cũng có thể bước lên hình mạo phong thần bi nhưng điều kiện mọi phương diện của quân tiêu dao đều gần như hoàn mỹ không có tỷ vết tuyệt đối sẽ không thiếu nữ nhân sao lại coi trọng nàng kia chứ nhưng nếu quân tiêu dao thật sự đưa ra lời nói nào đó nàng nên làm gì bây giờ dù sao nàng thật sự không soi mói ra được tì vết gì từ trên người quân tiêu dao có thể nói đối với nữ nhân thì hắn tuyệt đối là một nửa hoàn mỹ tất nhiên quân tiêu dao cảm đã nhìn ra cảm xúc rối rắm mơ hồ của đạm đài thanh toàn hắn bưng trà lên khẽ nhấp một ngụ đáy mắt xuất hiện một tia thâm thúy sở dĩ hắn đưa ra đại lễ là cành khô thế giới thụ thứ nhất tất nhiên là có ý muốn mượn sức của đạm đài đế tộc vân thị đế tộc tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng cùng đối kháng với thất đại đế tộc còn lại nếu quân tiêu giao muốn đẩy vân thị đế tộc lên ngôi, trở thành thế lực đứng đầu giới hải chân chính thì điều đầu tiên phải làm chính là ngồi ồn bảo tọa long đầu của bát đại đế tộc. Mà phương pháp thích hợp nhất chính là kết minh, hợp tung liên hoành. Đạm đài đế tộc chính là một đối tượng kết minh không tồi. Quân tiêu giao lấy tư thái cường thế, triển lộ thực lực, nghiền áp hạ hầu chấn, kỳ thật cũng đang nói rõ cho đạm đài đế tộc rằng ta rất mạnh, hơn nữa tương lai sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí vượt qua phụ thân ta. Cho nên nếu đạm đài đế tộc muốn kết minh thì vân thị đế tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Còn về nguyên nhân thứ hai, chính là làm đạm đài thanh toàn cảm thấy mình rất coi trọng nàng, ít nhất là coi trọng như trí giao hảo hữu. Quân tiêu giao làm như vậy, tất nhiên là vì sau này tiện tra xét ra nhân quả sau lưng đạm đài thanh toàn. Quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy nhân quả đó rất quan trọng với hắn, rất có thể giúp hắn có được chỗ tốt cực lớn. Cho nên vì chỗ tốt này, quân tiêu giao đưa ra một đoạn cảnh khô thế giới thụ, cũng không tính thiệt thòi. Dù sao quân tiêu giao tùy tùy tiện tiện là, có thể đưa ra trăm ngàn cành khô như vậy trong nội vũ trụ của hắn thế giới thụ đã sinh trưởng cực kỳ tươi tốt kế tiếp tiệc mừng thọ cũng tiếp tục tiến hành quân tiêu dao và đám người đạm đài thanh toàn đạm đài minh châu nói chuyện với nhau rất hòa hợp mà cách nói năng tầm nhìn của quân tiêu dao đều cực kỳ thượng thừa bao la làm người hâm mộ là đạm đài minh châu càng sùng bái hơn đạm đài thanh toàn cũng càng bội phục kiến thức bất phàm của quân tiêu dao mà so về xuất thân tầm mắt cách cục thì sở tiêu bị đạm đài thanh toàn lãng quên kia không có mặt nào là sánh được với quân tiêu dao một người là côn bằng bay trên cửu thiên một kẻ là cá trạch trong vũng bùn không thậm chí còn không bằng cá trạch chỉ là một con run mà thôi mà cũng vào lúc này ở bên cạnh trung tâm tinh vực ngọc hoàng vũ trụ có một nam tử trẻ tuổi ngồi trên một con dị cầm thanh niên kia phấn chấn oai hùng khí vũ hiên ngang đó chính là sở tiêu đi thẳng một mạch từ thế giới thanh dương đến ngọc hoàng vũ trụ thân là thế giới của đạm đài đế tộc muốn tiến vào cũng không đơn giản như vậy nhưng gần đây bởi vì tổ chức tiệc mừng thọ cho nên muốn tiến vào ngọc hoàng vũ trụ cũng rất tiện có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào cho nên sở tiêu cũng trực tiếp vào được thanh toàn rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi trên mặt sở tiêu hiện ra một tia vui sướng hồi ức rõ ràng trước mắt khiến người ta khó quên hắn đi thẳng một mạch từ một thế giới tiểu thiên đến chỗ này chắc chắn đạm đài thanh toàn sẽ rất cảm động hiện tại thậm chí sở tiêu đã tưởng tượng ra khi đạm đài thanh toàn nhìn thấy hắn thì trên dung nhan tuyệt đẹp vô cấu kia sẽ nở rộ ra nụ cười động lòng người cảm nhận được tâm tình nóng bỏng sở tiêu đi thẳng một mạch tiến vào trung tâm tinh vực đi tới tổ tinh của đạm đài đế tộc người tới là ai tuy rằng đang trong lúc tổ chức tiệc mừng thọ nhưng vẫn có tu sĩ của đạm đài đế tộc trông coi bên ngoài ta là bằng hữu của thanh toàn tiến đến mừng thọ sở tiêu nói bằng hữu của thanh toàn tiểu thư tu sĩ của đạm đài đế tộc lộ ra một tia nghi ngờ đạm đài thanh toàn có bằng hữu như vậy lúc nào hơn nữa bọn họ thấy sở tiêu cũng không có loại khí chất cao quý của quý công tử đế tộc quả thực như nhà quê hương giã không biết từ đâu tới đây sở tiêu thấy thế thì ánh mắt cũng hơi trầm xuống trước kia cũng là như thế lăng lão hộ đạo nhân của đạm đài thanh toàn cũng dùng ánh mắt khinh thường như vậy nhìn hắn chẳng lẽ tu sĩ đế tộc đều là mắt chó xem thấp người như thế sao Thân thể Sở Tiêu chấn động, trực tiếp phóng ra khí tức đại thiên tôn. Đại thiên tôn, tu sĩ đạm đài đế tộc kinh ngạc không thôi. Bọn họ có thể nhìn ra tuổi của Sở Tiêu không lớn, ở tuổi này mà đã là cường giả đại thiên tôn, tuyệt đối là một yêu nghiệt, sau lưng nhất định có thế lực bất phàm. Mời vào, bọn họ không dám ngăn cản nữa. Hừ. Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, trong giới hải này, tuy rằng thân phận địa vị quan trọng, nhưng thứ căn bản nhất vẫn là thực lực. Sở tiêu có được càn khôn hồ lô và một lá vàng thần bí. Hắn tin tưởng tương lai mình nhất định sẽ trở thành đại nhân vật vô thượng của giới hải, thậm chí không chừng còn có thể trọng trấn quang huy của sở thị đế tộc. Sở tiêu đi vào. Không bao lâu sau, hắn đã tới yến hội biển người tấp nập. Nhìn yến hội mấy vạn người và những món ngon quý hiếm kia, sở tiêu cứ như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, đôi mắt chấn động, kinh ngạc cảm thán liên tục. Nhưng hắn không quên mục đích lần này tiến đến là vì tìm đạm đài thanh toàn cho nên hắn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, sở tiêu đã thấy được nữ tử tuyệt đẹp ngồi trên ghế khách quý, một bộ váy giản dị, sáng tỏ như ánh trăng, băng thanh ngọc khiết. Thanh toàn, trái tim của sở tiêu vô cùng nóng bỏng, thậm chí nhịn không được muốn, hô lên. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt hắn hoàn toàn động lại, chỉ thấy đạm đài thanh toàn đang mỉm cười giữa ấm trà lên, châm cho một vị công tử bạch y tuyệt thế ngồi ở bên cạnh. Nhìn họ nói chuyện còn rất hòa hợp, nhìn từ góc độ người ngoài, quả thực như thê tử đang hầu hạ phu quân nhà mình. Oanh! Trong đầu sở tiêu như có lôi đình cuồn cuộn nổ vang, làm đầu óc hắn ta trống rỗng, hoàn toàn ngơ ra. Thanh toàn! Sở tiêu quát! Không khí nóng bỏng toàn trường lập tức im bặt, trong nhất thời, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người sở tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiệc mừng thọ của đạm Đài Ngọc Long vốn đang vô cùng lửa nóng, không khí hòa hợp, nhưng sau khi sở tiêu thét lên một câu thì không khí toàn trường lập tức lặng đi. Vô số ánh mắt đều dừng lại trên người sở tiêu. Sở tiêu ăn mặc không tính hoa lệ, càng không thể nói có khí chất thế gia vọng tộc gì. Tuy rằng phấn chấn oai hùng, nhưng cứ mang đến cho người ta cảm giác như mau đầu tiểu tử hương giã. Hắn là ai, sao lại gọi thẳng tên của thanh toàn kiêu nữ, hơn nữa còn thân thiết như thế. Đám người chung quanh đều nghi ngờ. Tuy rằng không ít thế gia công tử ái mộ đạm đài thanh toàn, nhưng trong trường hợp này mà còn đường đột hô lên như thế thì thật là kỳ quặc hơn nữa khuôn mặt của sở tiêu quá mức xa lạ tu sĩ các thế lực liếc mắt nhìn lại cũng không biết sở tiêu đến từ môn phái nào đạm đài thanh toàn vốn đang nói chuyện với quân tiêu giao nghe thấy giọng nói này tâm thần của nàng bỗng chấn động liếc mắt nhìn lại lập tức thấy được sở tiêu đạm đài thanh toàn cũng vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới sở tiêu thế lại đi tới đạm đài đế tộc sở tiêu sao ngươi lại tới đây đạm đài thanh toàn đứng dậy trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia mừng rỡ nàng vốn tưởng rằng rất rất lâu sau mình cũng không thể gặp lại sở tiêu nhưng không nghĩ tới mới qua một năm thôi mà sở tiêu đã tới được tiệc mừng thọ này điều này làm đạm đài thanh toàn cảm thấy không tin nổi nhưng đối mặt với sự mừng rỡ của đạm đài thanh toàn sở tiêu lại siết chặt nắm tay vẻ mặt không biết phải diễn tải như thế nào có đau lòng cũng có thất vọng thanh toàn nàng thật sự muốn ta tới sao sở tiêu cắn chặt răng bỗng nói sở tiêu ngươi có ý gì ý cười của đạm đài thanh toàn hơi tắt sở tiêu tới được đây thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng nàng cũng rất cao hứng nhưng giọng điệu của sở tiêu lại rất kỳ quái hắn là ai sở tiêu chuyển mắt về hướng quân tiêu giao trên mặt mang theo lạnh lẽo và địch ý cùng cực ánh mắt này giống như một con sư tử bảo hộ lãnh địa của mình hắn ta sớm đã xem đạm đài thanh toàn là nữ nhân đã được định sẵn cho mình cũng là cấm luyến của mình nhưng hiện tại nữ nhân được mình nhận định lại ngồi bên người nam nhân khác nói cười vui vẻ, thậm chí rót rượu châm trà. Điều này là đả kích như thế nào đối với Sở Tiêu? Trước kia hắn tu luyện không muốn sống ngày ngày đêm đêm, không dám thả lỏng trong càn khôn thiên địa, là vì muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình để dễ đi tìm Đạm Đài Thanh Toàn. Mà hiện tại, hắn đạt tới mục đích, mang đầy tưởng niệm tiến đến, còn tưởng rằng Đạm Đài Thanh Toàn cũng đang nhớ mong mình, kết quả lại thấy được hình ảnh Đạm Đài Thanh Toàn hầu hạ nam tử khác. Thử hỏi Sở Tiêu làm sao chịu được? Là nam nhân đều không thể chịu được. Sở tiêu, ngươi hiểu lầm, hắn là. Đạm đài thanh toàn muốn giải thích. Mà quân tiêu giao ngồi bên cạnh vẫn vững như thái sơn, tay nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụ. Chỉ là khóe miệng thoáng hiện ra một tia ý cười. Hắn đã hiểu, hiểu nhân quả làm hắn tò mò sau lưng đạm đài thanh toàn là cái gì. Bởi vì hắn đã nhận ra một luồng khí tức vô cùng quen thuộc trên người nam tử tên là sở tiêu này khí tức của thiên thư. Trước khi quân tiêu giao, tới giới hải cũng đã chế định một ít mục tiêu và kế hoạch cho chính mình mà mục tiêu quan trọng trong kế hoạch chính là tìm kiếm thiên thư hiện tại quân tiêu giao đã gom đủ năm bổn cửu đại thiên thư gồm thể thư không thư bảo thư sinh thư hồn thư mà bốn quyển còn lại quân tiêu giao cảm thấy dù thế nào cũng sẽ tìm ra được vài quyển ở giới hải vô biên vô hạn mới đúng mà hiện tại rốt cuộc cũng để hắn đụng phải đương nhiên mặt ngoài quân tiêu giao vững như thái sơn mặt không đổi sắc tuy rằng hắn tra xét được khí tức của thiên thư trên người sở tiêu nhưng sở tiêu tuyệt đối không có khả năng tra xét ra khí tức của thiên thư trên người quân tiêu giao bản thân quân tiêu giao có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm hơn nữa còn có thâu thiên hoán nhật đại pháp những người khác muốn tra xét ra khí tức gì từ trên người hắn là không có khả năng thanh toàn cô nương chẳng lẽ vị này là người trong lòng tới tình ngươi quân tiêu giao cố ý nói bằng giọng điệu trêu đùa đạm đài thanh toàn nghe vậy thì theo bản năng lắc đầu và nói không hắn là bằng hữu của ta Nói xong, bản thân đạm đài thanh toàn cũng sừng sốt. Không biết vì sao nàng không muốn làm quân tiêu giao hiểu lầm. Mà lời nàng nói cũng là sự thật, quan hệ hiện tại của nàng và sở tiêu cũng chỉ là bằng hữu. Nhưng sở tiêu nghe được lời này, đáy lòng lại là có rút đau đớn lần nữa. Thật sự, khi ở thế giới thanh dương, hắn và đạm đài thanh toàn luôn ở chung với thân phận bằng hữu. Nhưng cũng chỉ là không đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia mà thôi. Trước kia lúc hắn thổ lộ, tuy rằng đạm đài thanh toàn không trực tiếp chấp nhận, nhưng cũng không nói rõ cự tuyệt, chỉ là bị đạm đài lăng cắt ngang mà thôi. Nhưng hiện tại, đạm đài thanh toàn nói thẳng chỉ có quan hệ bằng hữu với hắn. Điều này làm sở tiêu cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim đâm. Mới chỉ trôi qua một năm mà đạm đài thanh toàn đã thay đổi sao? Sở tiêu không muốn tin tưởng, hắn vẫn yêu đạm đài thanh toàn. Ngươi là ai, có dám so một trận với ta hay không? Sở tiêu nhìn về phía quân tiêu giao. Không thể không nói, sở tiêu khó có thể đi so được với dung nhan khí chất của quân tiêu giao nhưng hắn tin tưởng, bàn về thực lực thì mình tuyệt đối không yếu hơn đám quý công tử đế tộc kia. Con kiến nhà ngươi cũng dám làm cản khiêu khích vân tiêu công tử ở đây. Một lão giả mặc hoa phục màu tím nhạt bước ra, lạnh lùng liếc nhìn. Chính là đạm đài lăng, lão cũng không ngờ con kiến ở thế giới thanh dương lại đuổi tới nơi này, mà còn mạo phạm quân tiêu giao. Phải biết rằng, hiện tại đạm đài đế tộc đang muốn tác hợp đạm đài thanh toàn và quân tiêu giao. Người này đến là muốn phá hư kế hoạch của đạm đài đế tộc sao đạm đài lăng có thể không giận vân tiêu sở tiêu nghe thấy câu nói của đạm đài lăng thì nhìn về phía quân tiêu giao tuy rằng y phục của quân tiêu giao là bạch y giản dị nhưng quý khí siêu nhiên này tuyệt đối là quý công tử của đế tộc hơn nữa còn là họ vân thân phận của hắn không còn gì để nghi ngờ nữa hẳn vị bạch y công tử này là chính là thiên kiêu của vân thị đế tộc trong truyền thuyết mà vân thị đế tộc chính là túc địch của sở thị đế tộc là thủ phạm dẫn tới sở thị đế tộc xuống dốc nghĩ đến đây đáy mắt sở tiêu cũng nhịn không được hiện lên một tia lạnh lẽo khắc cốt nhưng sở tiêu cũng không phải ngốc hiện tại trực tiếp báo ra bí mật này tương đương là tình đường chết cho nên sở tiêu vẫn ẩn giấu cảm xúc đi nhưng hắn ta lại không biết ánh mắt tâm tư của quân tiêu giao tinh tế đến mức nào sự biến hóa vi diệu từ ánh mắt đến cảm xúc của hắn đều không trốn được pháp nhãn của quân tiêu giao hừm đáy mắt quân tiêu giao hiện lên một tia thâm thúy hắn vẫn luôn chú ý đến sở tiêu trước kia sở tiêu có hận ý với hắn là bởi vì đạm đài thanh toàn nhưng sau khi đạm đài lăng gọi tên hắn ra thì ánh mắt của sở tiêu lại có biến hóa vi diệu mơ hồ có một loại hận ý khắc cốt hiện lên mà hận ý kia lại không liên quan đến đạm đài thanh toàn đây là chuyện gì đáy mắt quân tiêu giao hiện lên một tia nghiền ngẫm kỳ thật ngay từ lúc đầu nhìn thấy sở tiêu quân tiêu giao cũng đã hiểu rõ kịch bản trong đó đơn giản lại là trò điều tinh nghịch tập một thế giới tri tử bản xứ của tiểu thế giới có được cơ duyên thiên thư thì một đường quật khởi đồng thời sinh ra giao thoa với kiều nữ vị diện thượng tầng sau khi công thành danh toại thì truy tìm dấu chân nàng để đến chỗ này. Nhưng làm quân tiêu giao cảm thấy bất ngờ chính là, hình như sở tiêu này cũng không chỉ đơn giản như vậy. Điều này làm quân tiêu giao cảm thấy hơi hứng thú, xem ra giá trị của sở tiêu không chỉ là cung cấp thiên thư. Đường đường là quý công tử của đế tộc, hẳn không đến mức không dám tiếp nhận khiêu chiến của một hạng người vô danh đúng không? Sở tiêu rán mắt nhìn chằm chằm quân tiêu giao. Ở thế giới thanh dương, hắn là sở tôn được mọi người biết được, nhưng phóng mắt nhìn khắp giới hải thật sự xem như hạng người vô danh con kiến nhà ngươi đạm đài lăng giận sôi máu bọn họ muốn tác hợp đạm đài thanh toàn và quân tiêu giao kết quả tên sở tiêu này lại chặn ngang giữa đường gây chuyện nếu quân tiêu giao biết được trước kia sở tiêu và đạm đài thanh toàn còn có một ít liên lụy vậy có không vui hay không có vứt bỏ đạm đài thanh toàn không nghĩ đến sở tiêu có thể sắp làm hỏng chuyện tốt của đạm đài đế tộc đạm đài lăng hận không thể dùng một trường chụp chết hắn nhưng đây là tiệc mừng thọ của đạm đài ngọc long nếu có người chết thì thật sự không tốt khi đạm đài lăng muốn ra tay bắt giữ sở tiêu quân tiêu giao lại từ từ uống một hớp trà sau đó lạnh nhạt nói tiền bối không cần tức giận nếu là bằng hữu của thanh toàn cô nương cũng nên lấy lễ tiếp đãi mới đúng quân tiêu giao cũng không vội với đối phó sở tiêu thực lực tuyệt đối làm hắn có tự tin tuyệt đối hắn có thể dễ dàng bắt chẹp sở tiêu trong lòng tay không nên nóng lòng nhất thời làm công tử chê cười kỳ thật hắn và thanh toàn tiểu thư không có quan hệ gì cả. Đơn giản là một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga mà thôi. Đạm Đài Lăng thấy thế thì chỉ có thể cười làm lành và nói. Sở tiêu nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt càng âm trầm như nước. Thái độ của Đạm Đài Lăng với hắn và quân tiêu giao quả thực là một trên, trời một dưới đất. Nhưng sự rộng lượng của quân tiêu giao lại càng làm hắn ta có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Người này là ai, cũng dám nói thẳng khiêu chiến vân tiêu thiếu chủ. Đúng vậy, trước kia hạ hầu trấn của hạ hầu đế tộc còn bị vân tiêu thiếu chủ dùng một chiêu đánh bại, ai cho hắn dũng khí khiêu chiến. Rất nhiều người ở đây đều khịt mũi coi thường sở tiêu, quả thực như một tên hề nhảy nhót. Mà quân tiêu giao lại khí định thần nhàn, lạnh nhạt uống trà, cũng không ngại chút nào, khí độ và trí tuệ này hoàn toàn tương phản. Thật là thứ chó thứ mèo gì cũng dám khiêu khích vân tiêu thiếu chủ. Đạm đài Minh Châu ngồi bên kia của quân tiêu giao lầm bẩm nói, đôi mắt cũng mang theo một tia chán ghét. Tuy rằng nàng cũng biết rất có khả năng nam tử này, chính là người trước kia đạm đài thanh toàn gặp được ở thế giới tiểu thiên, nhưng hắn khiêu khích quân tiêu giao chính là tội không thể thứ. Dù sao đạm đài Minh Châu đã hoàn toàn trở thành người hâm mộ của quân tiêu giao, nàng như pha não tàn ngốc ngách bảo hộ thần tượng của mình. Sở tiêu, người đừng kích động, hiện tại là tiệc mừng thọ của gia tổ. Đạm đài thanh toàn cũng cắn môi, hết sức khó xử. Tuy rằng sở tiêu đến đây làm nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng hành động hiện giờ của sở tiêu thật sự quá đường đột lỗ mãng từ đầu đến cuối quân tiêu giao chưa làm gì cả chỉ ngồi cùng nàng mà đã bị liên lụy trong lòng đạm đài thanh toàn có chút áy náy cũng cảm thấy sở tiêu thật sự quá lỗ mãng thanh toàn chuyện này không liên quan đến nàng sở tiêu vẫn nhìn quân tiêu giao cái này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của hắn ta làm càn thiếu chủ không so đo với ngươi ngươi lại hùng hổ dọa người nếu ngươi muốn so vậy ta so với ngươi vân thanh lâm quát lớn trực tiếp đứng dậy chợt lóe đánh thẳng về hướng sở tiêu Đương nhiên hắn cũng không đánh thẳng tay, dù sao có người chết ở tiệc mừng thọ cũng không tốt, chỉ muốn giáo huấn Sở Tiêu một chút mà thôi. Nhìn đến Vân Thanh Lâm ra tay, ánh mắt Sở Tiêu chợt lóe, cũng ra tay. Trong nháy mắt ra tay, khí tức của Sở Tiêu hoàn toàn lan tỏa ra. Khí tức đại thiên tôn, sao có thể? Khi khí tức này bộc phát ra, toàn trường khiếp sợ, bởi vì nhìn Sở Tiêu cũng không lớn tuổi, tuyệt đối sẽ không lớn hơn các thiên kiêu hạ hầu trấn, Vân Thanh Lâm nhưng ở tuổi này đã tu luyện tới đại thiên tôn chi cảnh, có thể nói đây đã là tiêu chuẩn của thiên kiêu đứng đầu thế lực bất hủ. Hừm, Vân Thanh Lâm cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không dám khinh địch nữa mà trực tiếp thúc giục bích lạc vương thể. Ngay tức khắc, thanh quang cuồn cuộn, cuộn dâng trào, cứ như có hoa văn bầu trời hiện lên. Vân Thanh Lâm muốn dùng một chiêu chấn áp sở tiêu. Phanh, nhưng sau một kích va chạm, người bị đẩy lui lại là Vân Thanh Lâm. Thấy tình cảnh này, tu sĩ các thế lực toàn trường đều kinh ngạc không thôi tuy rằng vân thanh lâm không phải thiên kiêu đứng đầu của vân thị đế tộc nhưng tốt xấu gì cũng mang bích lạc vương thể thế mà hắn lại bị đánh lui điều này khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ nhưng đánh lui mà không phải là đánh bại cho nên mọi người vẫn tập trung quan sát đạm đài thanh toàn lại giơ tay ngọc lên che miệng lại cảm thấy rất bất ngờ phải biết rằng những người khác không rõ chuyện của sở tiêu lắm nhưng đạm đài thanh toàn lại biết hơn một năm trước sở tiêu chỉ mới đến tu vi trí tôn mà thôi hiện tại mới qua hơn một năm mà sao hắn lại có được tu vi đại thiên tôn đạm đài thanh toàn giật mình không thôi ngươi nhìn thấy mình bị đánh lui sắc mặt vân thanh lâm có chút khó coi trước kia thua hạ hầu trấn thì thôi dù sao hạ hầu trấn cũng là vương giả đương thời của hạ hầu đế tộc hiện tại chẳng lẽ hắn còn bại bởi một hạng người vô danh không biết từ đâu tới đây oanh vân thanh lâm thúc giục bích lạc vương thể lại ra tay hai người va chạm với nhau lập tức đã so hơn hàng trăm hàng ngàn chiêu Quân Tiêu Dao vẫn như lá vọng buông cần, uống trà quan sát. Dù là cơ năng chiến đấu hay thủ đoạn thần thông, Sở Tiêu cũng vô cùng thuần thục, mang đến cho người ta cảm giác như là cổ lão đã tu luyện rất nhiều năm tháng. Điều này làm ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy, mơ hồ có chút suy đoán. Mà vào khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên, trong mắt Sở Tiêu như hiện lên một tia sáng, tia sáng kia mang theo dao động kỳ dị. Những người khác không cảm giác được, nhưng Vân Thanh Lâm là đối thủ lại nhận ra, thần thông mình tung ra như chỉ trệ một lát tuy rằng chỉ tạm dừng ngắn ngủi thậm chí không đến một hô hấp nhưng đối với loại giao phong này thì cũng đủ trí mạng sở tiêu nắm chắc được cơ hội mắt đanh lại như lưỡi đao sắc bén vân thanh lâm cũng là người của vân thị đế tộc vậy cũng là kẻ thù của sở thị đế tộc hắn tuy sở tiêu không có khả năng giết vân thanh lâm ngay nơi này nhưng ít ra phải cho một bài học khắc sâu hắn trực tiếp ra chiêu tấn công về hướng điểm yếu hại của vân thanh lâm bởi vì tạm dừng trong nháy mắt vân thanh lâm lập tức rơi vào bị động sắp bị đánh trúng chỗ yếu hại. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bại? Vân Thanh Lâm không thể tin được. Hắn mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng sẽ liên lụy toàn bộ vân thị đế tộc mất mặt. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, bỗng nhiên, sở tiêu cảm thấy không gian chung quanh như động lại, cả thần thông của hắn cũng như động lại. Một bóng dáng bạch y trực tiếp xuất hiện ở giữa hắn và Vân Thanh Lâm. Nếu sở đạo hữu muốn đánh một trận với ta như thế, vậy bản thiếu chủ cũng không tiện chối từ. Quân tiêu giao ra tay, tất nhiên hắn không có khả năng ngồi nhìn vân thanh lâm thua trong tay sở tiêu tuy rằng có quân tiêu dao ở đây uy danh của thế hệ trẻ vân thị đế tộc đã không thể dao động nhưng cũng không cần thiết có thêm một chút tì vết như vậy thiếu chủ ánh mắt vân thanh lâm lộ ra một tia cảm kích quân tiêu dao tương đương đang giúp hắn một đại ân có lẽ thua trong tay hạ hầu trấn thì trong tộc sẽ không nói gì nhưng nếu thua một tên vô danh thì ít nhiều gì vân thanh lâm cũng phải chịu một ít phê bình và trừng phạt người lùi xuống trước đi quân tiêu giao truyền âm vân thanh lâm lùi xuống quân tiêu giao lại nhìn về phía sở tiêu sắc mặt sở tiêu vẫn lạnh như băng hắn vốn đang muốn giáo huấn vân thanh lâm kết quả bị quân tiêu giao cản trở bạch y công tử trên mặt luôn treo nụ cười nhạt này tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó trong lòng sở tiêu có dự cảm này oanh hắn lại bùng nổ sức mạnh đại thiên tôn muốn ra tay với quân tiêu giao kết quả quân tiêu giao chỉ trảo một cái về hướng sở tiêu cấm tiên đệ tứ phong cấm không gian Sở Tiêu lại cảm thấy chung quanh không gian đè ép thẳng về hướng mình, mà Sở Tiêu giống như ruồi mũi bị phong ấn trong hộp phách, khó có thể nhúc nhích. Tu vi của hắn, Sở Tiêu lộ ra một tia khiếp sợ. Đến bây giờ hắn vẫn nhìn không thấu tu vi cảnh giới của quân Tiêu Giao, cũng bởi vậy nên trong lòng hắn ta cũng rất cảnh giác, không dám xem thường quân Tiêu Giao. Nhưng ai ngờ quân Tiêu Giao chỉ dùng một chiêu đã phong cấm không gian, muốn chấn áp hắn. Sở Tiêu không thể chấp nhận được chuyện này. Đặc biệt là ở trước mặt đạm đài thanh toàn, hắn không thể thua như vậy được. Sở đạo hữu, xem ra chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện. Quân tiêu giao hơi mỉm cười, tay phải tóm về hướng sở tiêu. Đương nhiên hắn không phải muốn trực tiếp diệt sát sở tiêu, chỉ muốn giam cầm hắn ta lại để tra xét chi tiết. Nhưng ngay sau đó, sở tiêu cắn răng một cái, thân hình bỗng như được là nước gột rửa. Sau đó giữa ánh mắt mọi người, bóng dáng sở tiêu lại từ từ tiêu tán. Đây là chuyện gì? Rất nhiều người đều kinh ngạc. Hừng quân tiêu giao thật sự có chút bất ngờ. Sở tiêu còn có thể chạy thoát phong cấm không gian của hắn, có thứ gì nhanh đến mức có thể tránh được không gian giam cầm chứ? Không nghi ngờ gì nữa, là thời gian. Oanh! Có uy năng khủng bố chấn áp xuống, sở tiêu kia đột nhiên xuất hiện phía sau quân tiêu giao. Thân pháp thần thông vừa rồi hắn thi triển ra tên là phủ quang lược ảnh, là thần thông hắn lĩnh ngộ ra từ tờ lá vàng trong càn khôn thiên địa. Đây chính là át chủ bài bảo mệnh của hắn, không đối mặt với bước đường sống chết, không có khả năng vận dụng một chiêu của quân tiêu giao đã ép hắn dùng đến át chủ bài chạy trốn. Điều này làm độ cảnh giác của sở tiêu đối với quân tiêu giao, đạt tới trình độ tối cao. Cho nên hắn ta không trần chờ do dự gì nữa, trực tiếp tung ra một chiêu át chủ bài khác, một thần phù cổ xưa hiện lên, tản ra uy áp căn nguyên thế giới cuồn cuộn. Chính là căn nguyên chi khí của thế giới thanh dương, thanh dương thần phù. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Cái gọi là căn nguyên chi khí chính là binh khí hội tụ sức mạnh căn nguyên một thế giới. Tỷ như căn nguyên chi khí của thế giới Nam Đầu, chính là chuẩn tiên khí Nam Đấu quyền trượng, hiện tại đang nằm trong tay Vân Khê. Mà cấp bậc của thế giới Thanh Dương không cao bằng thế giới Nam Đầu, cho nên căn nguyên chi khí này cũng chỉ là Thanh Dương thần phủ cấp bậc đế binh. Khi cảm giác được khí tức căn nguyên thế giới này, rất nhiều tu sĩ toàn trường đều bừng tỉnh. Khí tức này, xem ra nam tử trẻ tuổi kia là một chủ nhân thế giới. Người trẻ tuổi như vậy mà đã được thế giới ý chí tán thành trở thành chủ nhân thế giới cũng có vài phần bất phàm. Nhưng xem khí tức này thì hẳn chỉ là thế giới tiểu thiên mà thôi. Rất nhiều người đang nghị luận, trở thành chủ nhân thế giới là mộng tưởng của vô số sinh linh giới hải. Nhưng chủ nhân thế giới cũng có phân chia cao thấp, cấp bậc của chủ nhân thế giới vi trần thấp nhất. Chủ nhân thế giới tiểu thiên cũng chỉ cao hơn một bậc mà thôi, tuy rằng vẫn được người ta tôn kính, nhưng hiển nhiên địa vị không tính cao cấp nhất. Đặc biệt là đối mặt với các thế lực siêu nhiên như Bát Đại Đế tộc thì càng không đáng nhắc tới mà chủ nhân thế giới đại thiên thì có địa vị khá cao gần như có thể xem như một phương chư hầu của giới hải cho dù là ở đế tộc chủ nhân thế giới đại thiên cũng là tồn tại tôn quý được ngồi trên ghế khách quý kỳ thật muội muội vân khê của quân tiêu giao cũng đã xem như một chủ nhân thế giới đại thiên còn chủ nhân vũ trụ đơn thể cao hơn một bậc thì càng cường đại hơn cho dù là bát đại đế tộc thì phạm vi thế lực chủ yếu của họ cũng chỉ nằm trong một vũ trụ đơn thể mà thôi kỳ thật địa vị của chủ nhân vũ trụ đã không yếu hơn một số cổ tộc và thế lực bất hủ. Sở tiêu trước mắt là chủ nhân một thế giới tiểu thiên, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà sở tiêu trực tiếp tung ra đế binh căn nguyên, thanh dương thần phù, hiển nhiên là cực kỳ thận trọng với quân tiêu giao. Lấy cảnh giới của hắn, tuy không thể phát huy toàn bộ uy lực của đế binh, nhưng dùng để chấn áp quân tiêu giao cũng đủ rồi. Quân tiêu giao thấy thế thì tung ra thủ đoạn rất đơn giản, hắn không dùng đến đại la kiếm thai hoặc là vạn vật mẫu khí đỉnh bởi vì nhục thân hiện tại của quân tiêu giao vốn không yếu hơn đế binh hắn trực tiếp đánh ra một trưởng so với đối phó hạ hầu trấn trước đó sức mạnh mười vạn thế giới tu di trồng lên nhau giống như tầng tầng lớp lớp sóng chiều thế giới cuồn cuộn lao ra chỉ một thoáng sở tiêu biến sắc sức mạnh này quá khủng bố quang huy của thanh dương thần phù như bị đánh tan một lực phản chấn vô cùng khủng bố thông qua thanh dương thần phù chút thẳng xuống sở tiêu sở tiêu lập tức học ra một ngụ máu tươi sở tiêu sắc mặt đạm đài thanh toàn hơi thay đổi. Tuy rằng lần này sở tiêu hành sự hơi lỗ mãng không lý trí, nhưng dù sao cũng là bằng hữu tốt nhất của nàng. Sở tiêu, dừng tay trước đi. Đạm đài thanh toàn khuyên nhủ. Mà sở tiêu nghe thấy lời này thì sắc mặt lại càng khó coi. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của đạm đài thanh toàn, chính là hắn không bằng quân tiêu giao. Nghĩ đến đây, một ngọn lửa vô danh phun trào từ trái tim, đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn nữ nhân hắn yêu nhất lại cho rằng hắn không bằng nam nhân khác. Mà nói một cách nghiêm khắc thì nam nhân kia còn là túc thù của gia tộc hắn. Điều này làm lý trí ngày thường của sở tiêu suy yếu rất nhiều. Hắn trực tiếp tung ra một thứ, quang huy lưu chuyển. Chính là càn khôn hồ lô. Chấn. Sở tiêu thúc dục càn khôn hồ lô. Thân là trí bảo thời gian. Tác dụng của càn khôn hồ lô không chỉ cung cấp càn khôn thiên địa cho hắn, còn có rất nhiều tác dụng khác. Tỉ như hiện tại, sau khi sở tiêu buông ra một chữ chấn, thì trong càn khôn hồ lô trực tiếp dâng lên một mảnh kim quang, dáng về hướng quân tiêu dao. Mà quân tiêu dao đặt một bàn tay sau người, cũng không cố tình tránh né. Ngay lập tức, quân tiêu dao cảm giác được bị một luồng pháp tắc trói buộc. Đó là pháp tắc thời gian. Tuy rằng nó rất mỏng manh, còn chưa thể xoay chuyển thời không, vượt qua con sông dài thời gian, nhưng nói thế nào cũng là pháp tắc thời gian, dù chỉ có một tia cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Khóe miệng quân tiêu dao nhách lên một nụ cười nhẹ, rốt cuộc hắn đã xem như hoàn toàn xác nhận, sở tiêu chính là người khống chế thời thư một trong cửu đại thiên thư mỗi một cửu đại thiên thư đều đại diện cho một cực hạn chi đạo mà sở dĩ mọi phương diện của quân tiêu giao đều vô cùng hoàn mỹ kỳ thật cũng có liên quan đến năm quyển thiên thư hắn đoạt được thể thư làm nhục thân vốn hoàn mỹ của hắn thăng hoa tới một cảnh giới tiền vô cổ nhân hồn thư làm linh hồn nguyên thần của hắn cường đại đến không gì sánh kịp mấy quyển thiên thư khác cũng làm quân tiêu giao đạt tới cực hạn nào đó trên các phương diện khác nhau cho nên quân tiêu giao nhất định phải có được cửu đại thiên thư mà làm hắn vui sướng chính là sở tiêu chính là người khống chế thời thư cho dù là trong cửu đại thiên thư thời thư cũng là loại rất thượng thừa dù sao sức mạnh thời gian là quyến năng mờ mịt nhất cố định nhất khó nắm lấy nhất trên thế giới này nhưng điều duy nhất làm quân tiêu giao nghi hoặc chính là hình như pháp tắc thời gian mà sở tiêu tung ra từ hồ lô quá mức mỏng manh hơn nữa có cảm giác tàn khuyết như không được hoàn chỉnh nhưng trước mắt quân tiêu giao cũng không nghĩ nhiều như vậy kim quang dâng lên từ càn khôn hồ lô ẩn chứa pháp tắc thời gian trong kim quang mông lung quân tiêu dao động lại như bị thi triển định thân thuật nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện chút pháp tắc thời gian kia như biến thành từng xiềng xích mảnh khảnh quấn quanh quân tiêu dao sở tiêu thấy thế thì trong mắt hiện lên một tia sắc bén hắn cố nén thương thế lại ra tay lần nữa một tay thúc giục thanh dương thần phù chấn áp về hướng quân tiêu dao kim quang định thân kia cũng là át chủ bài của sở tiêu hao phí rất nhiều sức mạnh căn nguyên của thế giới thanh dương mới ngưng tụ ra từ càn khôn hồ lô mỗi lần ngưng tụ ra cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi sau khi sử dụng thì cần lấy năng lượng ngưng tụ lần nữa cho nên sở tiêu chỉ có một lần cơ hội chấn áp quân tiêu giao nhìn thấy sở tiêu lấy thanh dương thần phủ chấn áp về hướng quân tiêu giao quân tiêu giao lại không nhúc nhích trong kim mang sắc mặt vân thanh lâm vân ngọc xanh đều hơi thay đổi ngọc dung của đạm đài thanh toàn cũng có biến hóa tuy rằng sở tiêu là bằng hữu tốt nhất của nàng nhưng quân tiêu giao chính là ân nhân cứu mạng nàng không biết vì sao đạm đài thanh toàn cũng không muốn quân tiêu giao thua trong tay sở tiêu thiếu chủ đại nhân đạm đài minh châu cũng xiết đôi bàn tay trắng như phấn vô cùng khẩn trương như muốn đình chỉ hô hấp mảnh thiên địa này như cũng đóng lại theo kim quang định thân tất cả mọi người đều nín thở chẳng lẽ thiếu chủ của vân thị đế tộc trước kia dùng một chiêu đánh tan hạ hầu chấn sẽ té nhào trong tay một hạng người vô danh nếu thật là như vậy thì thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt thiếu chủ của vân thị đế tộc sao xem ra khiêu chiến lần này là ta thắng khóe miệng sở tiêu nhếch lên phải không quân tiêu dao cũng hơi mỉm cười ánh mắt sở tiêu đanh lại sau đó bỗng nhận ra một tia không thích hợp quân tiêu dao bị kim quang định thân động lại sao có thể lộ ra ý cười ngay sau đó sở tiêu hoảng sợ nhìn thấy trên người quân tiêu dao có vô số những phù văn pháp tắc lưu truyền mỗi một pháp tắc đều bất đồng nhưng đều vô cùng mênh mông, thâm thúy. Pháp tắc luân hồi, pháp tắc hư không, pháp tắc đại đạo, pháp tắc sinh tử, pháp tắc tạo hóa, pháp tắc thôn phệ. Không sai, kim quang định thân mà sở tiêu, thi triển ra ẩn chứa một tia pháp tắc thời gian trí cao vô thượng, cho dù là trong ba ngàn pháp tắc, pháp tắc thời gian cũng là tồn tại đứng đầu, số một số hai. Nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, pháp tắc thời gian cường đại đến mấy, cũng không chịu nổi đòn trùng kích pháp tắc của quân tiêu giao. Đến bây giờ, quân tiêu giao đã lĩnh ngộ ra chừng 300 pháp tắc. Quân tiêu giao đã nắm giữ một phần 13 ngàn pháp tắc, hơn nữa trong đó không thiếu những pháp tắc cường đại như hư không, luân hồi, sinh tử, tạo hóa. Kỳ thật những pháp tắc đó cũng không yếu hơn pháp tắc thời gian. Mà quân tiêu giao dùng 300 pháp tắc hộ thân, đan chéo với nhau, hóa thành một tầng vách ngăn, trực tiếp dễ dàng chặn lại một pháp tắc thời gian. Cho nên tất nhiên kim quang định thân này cũng vô dụng, sở tiêu mang đầy kinh hãi bởi vì toàn thân quân tiêu dao đắm chìm trong kim quang định thân, cho nên những người còn lại không chú ý tới, chỉ có sở tiêu thấy được. Cả hắn cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Một người sao có thể lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc như vậy. Nhưng hiện tại hắn muốn thao tay cũng đã trễ, quân tiêu giao dễ dàng thoát khỏi kim quang định thân trói buộc. Hắn cất bước, không mang theo chút khói lửa nào mà dáng một trưởng về hướng sở tiêu. Phanh! Tuy sở tiêu lấy thanh dương thần phủ ra ngăn cản, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đánh sâu vào mình. Hắn phun máu tươi như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nhưng càng làm sở tiêu trợn tròn mắt, gân xanh nổi lên chính là khi hắn bị đẩy lui, càn khôn hồ lô rời tay đã bị quân tiêu giao bắt được. Quân tiêu giao không cảm thấy hứng thú với căn nguyên đế binh thanh dương thần phù, hắn không thiếu đế binh, muốn đế binh thì cứ tìm vân thị đế tộc lấy là được. Cái làm quân tiêu giao cảm thấy hứng thú là càn khôn hồ lô này. Oanh! Thân hình sở tiêu va chạm thật mạnh vào một mảnh đất trống, quần áo cả người rách nát, vô cùng chật vật hắn chỉ chịu một ít vết thương, cũng không đến mức chết. Kỳ thật quân tiêu giao có thể dùng một trường trực tiếp giết chết hắn, nhưng quân tiêu giao không làm như vậy. Hiện tại sở tiêu vẫn là bằng hữu của đạm đài thanh toàn, nếu quân tiêu giao trực tiếp giết thì không khỏi không ổn. Tuy rằng quân tiêu giao cũng không cần quá để ý cảm nhận của đạm đài thanh toàn, nhưng hắn tính để vân thị đế tộc và đạm đài đế tộc kết minh. Mà đạm đài thanh toàn chính là một quân cờ quan trọng. Mặt khác, hình như sau lưng sở tiêu còn có nhân quả càng sâu, cũng không chỉ có mâu thuẫn đến từ đạm đài thanh toàn cho nên quân tiêu giao muốn nhìn xem sở tiêu còn có thể mang đến bất ngờ gì cho mình thần niệm của quân tiêu giao lập tức đảo qua càn khôn hồ lô lấy nguyên thần hàng xa cấp hậu kỳ hiện tại của hắn cơ bản quét một lần là biết rất nhiều tin tức trong đó trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia suy tư hình như còn kém rất nhiều quân tiêu giao thầm trầm ngâm mà ngoại giới nhìn thấy sở tiêu vẫn thảm bại trong tay quân tiêu giao mọi người ở đây cũng không cảm thấy quá bất ngờ tính ra thì đây mới là bình thường nhưng bọn họ đã thực kinh ngạc phải biết rằng vương giả đương thời hạ hầu trấn của hạ hầu đế tộc cũng bị quân tiêu giao đánh bại bằng một chiêu mà sở tiêu này lại chiến đấu với quân tiêu giao được hai ba chiêu còn hóa giải một chiêu phong cấm của quân tiêu giao hơn nữa khởi xướng phản kích trong mắt mọi người điều này đã là cực kỳ hiếm có chật chật tuy người này bại nhưng sao ta cảm thấy hắn còn mạnh hơn hạ hầu trấn chứ người này chỉ có nhiều thủ đoạn hơn hạ hầu trấn một ít thôi nhưng cũng rất hiếm có. Ở tuổi này mà có thể so được với thiên kiêu đế. Tộc còn là một vị chủ nhân thế giới tiểu thiên, người này rất thú vị. Tuy rằng mọi người ở đây đều cảm thấy sở tiêu, khiêu khích quân tiêu giao là không biết tự lượng sức mình. Nhưng không thể không nói, sau này sở tiêu cũng không xem như hạng người vô danh ở giới hải. Có thể chịu được hai ba chiêu từ quân tiêu giao đủ để hắn nổi danh ở giới hải. Nhìn thấy sở tiêu bị thương, trong mắt đạm đài thanh toàn có một tia dao động nhưng nàng vẫn lại hơi hành lễ nói với quân tiêu giao đa tạ quân công tử thủ hạ lưu tình đạm đài thanh toàn cũng biết khiêu khích một vị đế tộc thiếu chủ sẽ có kết cục như thế nào đổi lại là đế tộc thiếu chủ khác trực tiếp giết sở tiêu cũng là chuyện thực bình thường càng đừng nói sở tiêu ra tay không chút nhân nhượng nào cả mà đến cuối cùng quân tiêu giao chỉ đánh cho sở tiêu bị thương mà thôi có thể nói đã là rất nhân từ nếu là bằng hữu của thanh toàn cô nương tất nhiên quân mỗ sẽ không so đo gì quân tiêu giao cười nhạt đạm đài thanh toàn nghe vậy thì trong lòng ấm áp đây đã là lần thứ mấy từ lúc hắn cứu mạng nàng đến đưa cho đạm đài ngọc long quà mừng thọ chân quý hiện tại lại vì nàng mà không so đo sự khiêu khích của sở tiêu những điều này đủ để chứng minh có lẽ nàng có một phần vị trí trong lòng quân tiêu giao nghĩ đến đây trái tim đạm đài thanh toàn cũng không khỏi rối loạn bên tai ửng đỏ mà sở tiêu nhìn thấy vẻ mặt của đạm đài thanh toàn thì tim đau như cắt hắn bị thương phản ứng đầu tiên của đạm đài thanh toàn không phải tiến đến chiếu cố hắn mà là nói cảm tạ với quân tiêu giao đa tạ hắn khoan hồng độ lượng sở tiêu thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này nhưng hiện tại hắn còn có một chuyện càng quan trọng phải trả hồ lô cho ta sở tiêu cắn răng gian nan phun ra những lời này chuyện quan trọng nhất trước mắt là đòi lại càn khôn hồ lô đây là thứ giúp hắn quật khởi mất đi càn khôn hồ lô sở tiêu sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình nghe được lời này đạm đài thanh toàn cũng nhìn về phía kia càn khôn hồ lô ở thế giới thanh dương có thể nói nàng đã chứng kiến con đường quật khởi của sở tiêu cho nên tất nhiên cũng biết càn khôn hồ lô kia đã làm bạn với sở tiêu rất lâu còn tác dụng của càn khôn hồ lô thì đạm đài thanh toàn không đi tìm hiểu dù sao ai cũng có bí mật của mình nhưng nàng biết đây nhất định là thứ rất quan trọng đối với sở tiêu hơn nữa hẳn là một trí bảo nghĩ đến đây đạm đài thanh toàn không khỏi yếu ớt nhìn về phía quân tiêu giao nói thật cho dù quân tiêu giao thật sự muốn lấy hồ lô này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao cũng là sở tiêu khiêu khích trước. Quân tiêu giao có thể tha cho hắn một mạng đã xem như nể mặt đạm đài thanh toàn. Hiện tại lại muốn đòi lại càn khôn hồ lô, cả đạm đài thanh toàn cũng ngượng ngùng mở miệng, thật sự có chút mất mặt. Vẻ mặt của đạm đài thanh toàn làm trái tim sở tiêu bỗng co rút đau đớn. Tuy rằng hắn cảm thấy đạm đài thanh toàn thật sự hơi thay đổi, nhưng hiện tại tốt xấu gì đạm đài thanh toàn cũng đang giúp hắn. Điều này làm trái tim vốn quặn đau của sở tiêu tăng thêm một tia nhu tình. Ít nhất đạm đài thanh toàn vẫn để ý hắn. Nhưng thân là một người nam nhân, lại phải dựa nữ nhân để giúp mình, có thể nói lòng tự trọng của sở tiêu bị đả kích rất lớn. Nhưng cũng hết cách, dù sao càn khôn hồ lô cũng là quan trọng nhất đối với hắn. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu như mèo con đáng thương của đạm đài thanh toàn, quân tiêu giao cười nhạt. Kỳ thật hắn đã không tính chiếm lấy càn khôn hồ lô này. Nguyên nhân sao? cũng rất đơn giản, đó là vừa vặn lại để đạm đài thanh toàn nợ một ân tình. Đối với nữ nhân mà nói, thủ đoạn chinh phục tốt nhất chính là ôn nhu như đao. Nếu hắn là bằng hữu của thanh toàn cô nương, vậy ta cũng không có khả năng nhận lấy thứ này. Tiếng nói vừa dứt, quân tiêu giao trực tiếp ném càn khôn hồ lô lại cho sở tiêu. Dù là sở tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tiếp nhận càn khôn hồ lô, tuy mặt ngoài không lộ ra gì, nhưng lại âm thầm vội vàng lấy thần niệm nhìn quét tra xét càn khôn hồ lô, hắn phát hiện càn khôn hồ lô vẫn như thường thậm chí cả tờ lá vàng giấu sâu trong trong đó cũng bình yên vô sự sao lại thế này sao hắn lại dứt khoát mà giao ra càn khôn hồ lô như thế chẳng lẽ hắn không tra xét ra huyền cơ của càn khôn hồ lô sở tiêu thẩm nghĩ bản năng của hắn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại không thể nói rõ càn khôn hồ lô không phải đơn giản trong đó có đủ loại trận pháp và cấm chế thậm chí sở tiêu cần thúc giục càn khôn thiên địa mới có thể hiện hóa ra tới sở tiêu nghĩ nói không chừng quân tiêu giao thật sự không tra xét ra bí mật chân chính của càn khôn hồ lô nên mới dứt khoát mà trả cho hắn như thế nhưng sở tiêu không biết lấy tam thế nguyên thần và thủ đoạn linh hồn hàng xa cấp của quân tiêu giao thì hắn đã sớm hủ rõ toàn bộ càn khôn hồ lô rồi mà quân tiêu giao cũng đã phát hiện tờ lá vàng kia đó chính là một trong cửu đại thiên thư thời thư mà các loại thần thông có thể ảnh hưởng thời gian của sở tiêu như phủ quang lược ảnh kim quang định thân cũng được lĩnh ngộ ra từ thời thư chung. Nhưng, tờ lá vàng này chẳng qua chỉ là một phần trong thời thư mà thôi, không phải là thời thư hoàn chỉnh. Điều này làm quân tiêu giao có chút thất vọng. Nếu hắn chiếm lấy một tờ thời thư này cũng thực phiền toái, bởi vì hắn lại phải đi tìm những tàn trang còn lại của thời thư. Nhưng sở tiêu thân là người khống chế thời thư, cũng là người có được trang lá vàng này đầu tiên, vận mệnh định sẵn hắn ta sẽ có liên lụy khí vận với thời thư. Nói cách khác, chỉ cần sở tiêu nguyện ý đi tìm, thì hắn ta sẽ tìm được những tàn trang còn lại của thời thư đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà quân tiêu giao vốn đang muốn tìm bốn hồn của khương thánh y luôn phân tán tinh lực của hắn hắn đâu còn thời gian dỗi mà đi tìm phần còn lại của thời thư kia chứ cho nên cách làm của quân tiêu giao rất đơn giản trực tiếp trả cản khôn hồ lô và cả tờ thời thư kia cho sở tiêu để sở tiêu tự đi tìm kiếm thời thư chờ sở tiêu tìm xong thì mình lại đến chiếm chung một lần vậy không thích hơn sao cũng giống trước kia quân tiêu giao vứt bỏ hồng mông tử khí chủng hắn lời tự chăm chút cho hồng mông tử khí chủng nên chỉ để lại thủ đoạn trong đó rồi vứt bỏ nó để nó tự đi tìm người có duyên đến lúc trở thành hồng mông thụ quân tiêu giao trực tiếp đi lấy là được hắn để lại một tia ấn ký nguyên thần bí ẩn trên càn khôn hồ lô nếu quân tiêu giao cần đến thì có thể biết được vị trí của sở tiêu vào mọi lúc mà sở tiêu hoàn toàn không biết gì về sắp xếp của quân tiêu giao đạm đài thanh toàn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ lại hành lễ nói, thanh toàn đa tạ công tử. Rõ ràng quân tiêu giao nề mặt nàng nên mới làm như vậy, điều này làm đạm đài thanh toàn cảm thấy thật thụ sủng nhược kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần khách khí như thế, thanh toàn cô nương cần thì ta nhất định sẽ đáp ứng. Quân tiêu giao mỉm cười và nói. Một thủ đoạn nhỏ vô cùng đơn giản đã làm sở tiêu biến thành chuột tầm bảo, lại làm đạm đài thanh toàn nợ một ân tình, có thể nói là một công đôi việc, có thể nói khả năng khống chế, và tính kế nhân tâm của quân tiêu dao đã rất tinh tế tỉ mỉ nghe lời nói mang theo chút mập mờ của quân tiêu dao trên gò má trắng nõn như ngọc của đạm đài thanh toàn cũng hiện ra một tia ửng đỏ động lòng người sở tiêu thấy vật thì nghiến chặt khớp hàm nhưng không có cách nào kỹ không bằng người thực lực của quân tiêu dao làm hắn vô cùng khiếp sợ nhưng sở tiêu cũng tin tưởng trong lòng đạm đài thanh toàn vẫn có hắn nếu không sẽ không giữ gìn trợ giúp hắn như thế mà quyết tâm của sở tiêu cũng càng kiên định hắn nhất định phải tìm được những tờ lá vàng còn lại. Chỉ có như vậy thì hắn mới có năng lực thật sự chống lại quân tiêu giao. Sở tiêu xuất hiện xem như một nốt nhạc đệm, nhưng hành vi khiêu khích của hắn lại càng tôn lên trí tuệ khí độ của quân tiêu giao. Rất nhiều người đều không khỏi cảm thán, không hổ là thiếu chủ tân nhiệm của vân thị đế tộc, loại cách cục rộng rãi này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. So ra thì sở tiêu có vẻ hơi giống vai hề nhảy nhót. Điều này làm sắc mặt sở tiêu vô cùng khó coi, sau khi nhiệt huyết lạnh đi, hắn cũng phát hiện mình quá xúc động. Bởi vì nhìn thấy đạm đài thanh toàn dùng thái độ như vậy, đối đãi với một nam tử khác nên hắn hơi mất lý trí. Nhưng hắn đã kết thủ với quân tiêu giao, mặc dù không có nhân tố là đạm đài thanh toàn, nhưng chỉ thân phân thiếu chủ của vân thị đế tộc thôi đã đủ để sở tiêu, phản cảm chán ghét quân tiêu giao. Dù sao nếu sở thị đế tộc không xuống dốc thì hiện tại, với thiên phú của sở tiêu này, không nói trở thành thiếu chủ sở thị đế tộc, nhưng ít nhất cũng là thiên kiêu đế tộc vang dội một phương địa vị sẽ không kém hơn quân tiêu giao trước mặt bao nhiêu nhưng hiện tại tất cả địa vị và vinh quang đều không có cần tự sở tiêu đi tranh thủ sở tiêu cũng coi như sáng suốt hắn đè thù hận gia tộc mình thật sâu trong lòng hôm nay vãn bối tiến đến là vì mừng thọ cho đạm đài cổ tổ chúc đạm đài cổ tổ thọ và trời đất sở tiêu lấy ra một hộp quà mà làm sắc mặt hắn khó coi chính là khuôn mặt của đạm đài ngọc long ngồi trên cao tòa được bao phủ trong vầng sáng mơ hồ nhìn không có biểu cảm gì, thậm chí cũng không đáp lại sở tiêu. Quả thực thái độ khác với lúc quân tiêu giao tặng lễ như một trời một vực. Mà đạm đài lăng lại hử lạnh một tiếng, giơ tay tung một chiêu, tiếp nhận hộp quà của sở tiêu. Kết quả mở ra lại chỉ là một viên thánh đan đỉnh cấp. Đỉnh cấp thánh đan đã xem như bảo vật hy hữu tuyệt đối, khó lòng cầu được ở thế giới tiểu thiên như thanh dương. Nhưng nhìn từ góc độ của đạm đài đế tộc, nó có vẻ thực buồn cười, quả thực giống như một tên khất cái nhặt được một thỏi bạc sau đó tặng cho thổ hào làm lễ vật hừ dám tặng cho cổ tổ đại nhân loại lễ vật này phải biết rằng ở đạm đài đế tộc chúng ta thứ này còn không bằng cỏ dại đạm đài lăng không e rè mà nhục nhã ai kêu con kiến sở tiêu này thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện tốt của đạm đài đế tộc nếu quân tiêu do thật sự vì nguyên nhân này mà xa cách đạm đài thanh toàn vậy đó là tổn thất rất lớn đối với đạm đài đế tộc người biết vân tiêu thiếu chủ tặng lễ vật gì không cành khô thế giới thụ nhưng lấy tầm nhìn của con kiến nhà ngươi, chỉ sợ cũng không biết là gì đâu. Đạm đài lăng lạnh nhạt nói, mặc dù sở tiêu có định lực đến mấy, giờ phút này thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ, cứ như có lửa giận nghẹn trong lòng muốn phun trào. Đạm đài thanh toàn cắn môi, lúc nàng muốn mở miệng thì quân tiêu giao lại làm dịu không khí mà nói, tiền bối nói lời này sai rồi, cái này gọi là thiên lý nga mau, lễ khinh tình trọng, có tấm lòng này là đủ rồi. Đạm đài lăng sửng sốt, không nghĩ tới quân tiêu giao lại nói ra lời này, lão cũng cười ha hả và nói vân tiêu thiếu chủ nói có lý công tử nội tâm đạm đài thanh toàn rất phức tạp đây đã là lần thứ mấy quân tiêu giao giải vây giúp nàng hơn nữa mặc dù sở tiêu khiêu khích trước quân tiêu giao vẫn như quân tử khiêm nhường mà giải thích thay hắn điều này làm đạm đài thanh toàn vốn đã có ấn tượng cực tốt với quân tiêu giao càng không tìm ra chút tì vết nào mà sở tiêu chỉ cảm thấy bị vũ nhục sâu sắc nhưng hắn lại không thể nói cái gì dù sao quân tiêu giao có vẻ thật sự đang giải vây giúp hắn đây mới là điểm làm sở tiêu khó chịu nhất. Lúc tới đây, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỉ cách một năm, lúc gặp lại đạm đài thanh toàn sẽ là tình cảnh như thế này. Mà tiệc mừng thọ của đạm đài Ngọc Long cũng kết thúc dưới tình huống này. Có thể nói, vai chính lớn nhất trong tiệc mừng thọ lần này không phải là đạm đài Ngọc Long, mà là quân tiêu giao. Vị thiếu chủ tân nhiệm này của vân thị đế tộc, con trai của thiên nhai đại đế, vừa ra tay đã làm kinh diễm chúng sinh. Một chiêu làm vương giả đương thời của hạ hầu đế tộc, hạ hầu chấn khuất phục tuổi còn trẻ mà tu vi lại sâu không lường được như thế sau khi tin tức này truyền ra rất nhiều người đều cho rằng thiên nhai đại đế có người kế tục vân thị đế tộc không hổ là đứng đầu bát đại đế tộc trước có thiên nhai đại đế hiện có vân tiêu thiếu chủ không sai thế hệ trẻ là tương lai của đế tộc xem ra tương lai của vân thị đế tộc vẫn còn thịnh vượng ban đầu trong bát đại đế tộc vân thị đế tộc có uy danh mạnh nhất hiện tại quân tiêu giao càng tăng thêm uy danh cuồn cuộn cho vân thị đế tộc đây cũng coi như một ít hồi báo quân tiêu giao đưa cho vân thị đế tộc đi dù sao vân thị đế tộc cũng không tồi với hắn mà sau khi tiệc mừng thọ qua đi quân tiêu giao cũng không rời đi bởi vì đạm đài ngọc long và đạm đài thanh toàn đều muốn giữ quân tiêu giao lại muốn chiêu đãi riêng hắn một bữa đạm đài thanh toàn còn cho rằng lúc trước quân tiêu giao cứu mạng nàng sau này nhiều lần thay nàng hóa giải tình cảnh xấu hổ còn nể mặt nàng mà khoan dung đối đãi với sở tiêu về tình về lý đạm đài thanh toàn cũng nên chiêu đáp tạ quân tiêu giao thật tốt quân tiêu giao cũng không chối từ mà đáp ứng. Còn sở tiêu, tuy rằng đạm đài đế tộc không thích hắn ta, nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của đạm đài thanh toàn. Hơn nữa quân tiêu giao cũng hoàn toàn không để ý đến hắn ta, thậm chí coi như khoan dung. Cho nên đạm đài đế tộc cũng không làm gì sở tiêu, nhưng lại không ít châm chọc nghĩa mai. Sở tiêu vẫn chưa rời đi, không phải hắn có máu thích bị hành hạ, cam nguyện ở chỗ này để đế tộc xem thường. Mà là hắn còn có rất nhiều lời muốn nói với đạm đài thanh toàn. Hiện tại đạm đài thanh toàn lại đang chiêu đãi quân tiêu giao trong yến hội tư nhân. Nghĩ đến đây, sở tiêu có chút đau lòng. Tuy rằng hắn cho rằng, với sự rụt rè của đạm đài thanh toàn thì không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại lòng vẫn có khúc mắc. Trong lúc sở tiêu cảm thấy thống khổ dày vò, bên này, trong đỉnh hóng gió ở hoa viên riêng của đạm đài thanh toàn, quân tiêu giao và đạm đài thanh toàn sóng vai mà ngồi. Rượu ngon món ngon, phát ra hương thơm, nhưng càng thơm vẫn là mùi thơm truyền đến từ mỹ nhân bên cạnh đạm đài thanh toàn rót rượu sau khi uống xong mấy chén rượu ủ vạn năm mặt ngọc đỏ bừng giống như bôi phấn quân tiêu dao thì bưng trà khẽ nhấp một ngụ hắn thích trà không thích uống rượu rượu loạn nhân tính còn quấy dày suy nghĩ mà trà thì làm người ta duy trì tỉnh táo mọi lúc giai nhân bên cạnh hơi say nét mặt đã rất quyến rũ mà quân tiêu dao mặt ngoài mang theo ý cười ôn hòa đáy mắt lại yên lặng như giếng xây chỉ vì trong lòng hắn còn cất giấu một người một người mà hắn vô cùng quý trọng nhất định phải đi tìm cho nên mặc dù giai nhân ở bên trong lòng hắn vẫn quạnh quẽ tiêu điều đạm đài thanh toàn trong men say đã kể lại một số chuyện cho quân tiêu giao nàng ra ngoài rèn luyện ngoài ý muốn đi tới thế giới thanh dương sau đó trùng hợp gặp được một thiếu niên nghèo túng sau đó nàng cũng chính mắt chứng kiến thiếu niên nghèo túng quật khởi từng bước mà trưởng thành biến thành sở tiêu của hiện tại quân tiêu giao sớm đã biết rõ chuyện này kịch bản này hết sức bình thường nhưng hình như đạm đài thanh toàn cũng không biết sau lưng sở tiêu còn có nhân quả càng sâu. Đây mới là điểm làm quân tiêu giao cảm thấy hứng thú nhất, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ thân phận của sở tiêu không chỉ đơn giản là người khống chế thời thư. Yến hội đang tiếp diễn, mà yến hội tư nhân này chỉ có quân tiêu giao và đạm đài thanh toàn. Thậm chí trước đó đạm đài Minh Châu muốn gia nhập cũng bị đạm đài thanh toàn cự tuyệt. Quân tiêu giao biết, kỳ thật dựa theo kịch bản, thì nói không chừng đến cuối cùng nha đầu đạm đài Minh Châu này cũng bị sở tiêu, thu vào hậu cung nhưng đáng tiếc quân tiêu giao đã phá hủy tất cả kịch bản hiện tại cô nàng đạm đài minh châu này đã sớm biến thành người hâm mộ đáng tin của quân tiêu giao thậm chí còn nhiều lần châm chọc mỉa mai sở tiêu làm sở tiêu cực kỳ khó chịu lại không thể làm gì được yến hội đi được nửa đoạn thì đã đến đêm dài không biết có phải đạm đài thanh toàn uống nhiều quá hay không mà cả người cứ mơ hồ choáng váng theo bản năng dựa vào người quân tiêu giao tuy rằng tu sĩ muốn uống say rất khó nhưng hủ rượu ủ vạn năm này quá mạnh hơn nữa đạm đài thanh toàn không cố tình bức cồn ra khỏi cơ thể cho nên vẻ say rượu lúc này của nàng cũng cực kỳ quyến rũ quân tiêu dao lại hết sức thản nhiên giai nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đạm đài thanh toàn vốn là một trong những thủ đoạn hắn mượn sức đạm đài đế tộc mặt khác cũng là thủ đoạn khống chế sở tiêu một đêm qua đi quân tiêu dao cứ ngồi để đạm đài thanh toàn dựa vào như vậy sau khi trời sáng đôi mắt đạm đài thanh toàn nhập nhèm hậu chi hậu giác mới nhớ tới đã xảy ra cái gì vội vàng đứng dậy và nói xin lỗi, quân công tử, thanh toàn thất lễ. Đạm đài thanh toàn cắn môi, sao mình lại uống nhiều như thế, thậm chí còn thất lễ mà dựa vào vai quân tiêu dao Không có việc gì, có lẽ thanh toàn cô nương không biết vẻ mặt lúc ngủ của mình như mẫu đơn say nằm, làm người ta vui tai vui mắt. Quân tiêu dao hơi mỉm cười. Một câu thuận miệng chính là lời ngon tiếng ngọt. Ở phương diện tán tỉnh, quân tiêu dao tuyệt đối đã là nhân vật cấp tông sư hết sức điều luyện, thậm chí hắn chưa bao giờ cố tình đi tán, nhưng luôn có thể nhắm vào điểm yếu hại, gương mặt trắng nõn của đạm đài thanh toàn phiếm hồng được quân tiêu giao khen ngợi như thế làm nàng có chút thẹn thùng mà làm đạm đài thanh toàn cảm thán chính là mặc dù là dưới tình huống đêm qua quân tiêu giao cũng không có có hành động quá đà gì với nàng cái gì gọi là chính nhân quân tử khiêm khiêm như ngọc đạm đài thanh toàn xem như đã rõ phẩm cách của quân tiêu giao tuyệt đối không cần gì bàn cãi nữa nhưng không biết vì sao đạm đài thanh toàn lại cảm thấy có chút trống vắng chẳng lẽ mị lực của nàng còn chưa đủ đôi khi nữ nhân mâu thuẫn như thế đó. Được, thanh toàn cô nương, ta cũng nên trở về. Quân tiêu giao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nếu quân công tử không ngại thì gọi ta là thanh toàn cũng được. Đạm đài thanh toàn lấy hết can đảm là nói. Được, thanh toàn. Quân tiêu giao nói. Sau đó đạm đài thanh toàn đưa quân tiêu giao ra ngoài, trên đường bọn họ lại hàn huyên một ít. Đúng rồi, quân công tử, hình như không lâu sau tắc hạ học cung sẽ mở ra sơn môn, tuyển nhận học sinh trước kia một số thiên kiêu của bát đại đế tộc sẽ đi đến đó bái sư học nghệ, không biết quân công tử có cảm thấy hứng thú hay không. Đôi mắt đạm đài thanh toàn lưu chuyển, dò hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Quân tiêu giao hơi suy tư. Trước kia khi ở phong thần bi, Tống Đạo Sinh cũng từng mời hắn. Hơn nữa quân tiêu giao, cũng cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là hạo nhiên chi khí của nhau môn. Nghĩ đến đây, quân tiêu giao hơi mỉm cười và nói, Tắc hạ học cung chính là học phủ đứng đầu giới hải, quân mỗ cũng tò mò. Đến lúc đó nếu thanh toàn có rảnh, không bằng cùng đi chung, cũng có người làm bạn. Nghe quân tiêu giao chủ động mời, trong lòng đạm đài thanh toàn lại có chút kinh hỉ và bất ngờ. Nàng biết, lấy mị lực của quân tiêu giao, không biết bao nhiêu kiều nữ đế tộc, tiên tử tiên phi sẽ chủ động dán lên. Mà quân tiêu giao chủ động mở miệng mời đã cực kỳ khó được. Vâng, đến lúc đó nhất định phải thảo luận thần thông đạo Pháp với quân công tử đạm đài thanh toàn cười mà mắt như trăng rằm mà lúc này một tầm mắt bắn thẳng đến đạm đài thanh toàn cảm giác được ánh mắt kia lập tức nhìn lại một bóng dáng trẻ tuổi vẫn luôn đứng ở nơi đó chính là sở tiêu sở tiêu nhìn quân tiêu dao và đạm đài thanh toàn cười nói đi ra thì sắc mặt hơi xanh đi sở dĩ hắn ta không rời đi là vì muốn nói chuyện lần nữa với đạm đài thanh toàn kết quả đợi một ngày một đêm cuối cùng lại nhìn thấy hai người cười nói hài hòa đi ra người không biết còn tưởng rằng là phu thê tân hôn điều này làm sắc mặt sở tiêu xanh mét nhưng hiện tại hắn cũng không làm được gì sau khi tung ra rất nhiều át chủ bài mà vẫn không phải đối thủ của quân tiêu giao điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là nhịn nhục à thì ra là sở đạo hữu ngươi đứng tại đây một ngày một đêm sao quân tiêu giao nhìn về phía sở tiêu kinh ngạc nói sở tiêu này cũng là người si tình nhưng khi thật si tình và liếm cẩu cũng chỉ cách nhau một đường mà thôi Sở Tiêu không rên một tiếng, chỉ nhìn Đạm Đài Thanh Toàn. Đạm Đài Thanh Toàn cũng có chút xấu hổ, nhưng quan hệ giữa nàng và Sở Tiêu thật sự chỉ là bằng hữu, vì sao nàng phải chuột dạ chứ? Xem ra các ngươi cũng có chuyện muốn nói, Thanh Toàn, vậy ta đi trước, Quân Tiêu giao rời đi. Sở Tiêu nghe câu nói này thì trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Quân Tiêu giao gọi thẳng tên của Thanh Toàn, quan hệ của bọn họ trải qua một đêm đã tốt tới trình độ này sao? Khi đi ngang qua Sở Tiêu, môi Quân Tiêu giao bỗng mấp máy truyền âm một câu, sở đạo hữu, giai nhân khó tìm. Nếu ngươi muốn có được, không nỗ lực gấp bội thì sao mà được chứ? Quân tiêu giao hơi mỉm cười, gật gật đầu với sở tiêu, khoanh tay rời đi. Hàm ý của hắn cũng rất đơn giản ngươi không nỗ lực đi tìm thời thư, thì sao có thể mạnh lên rồi chống lại ta? Câu nói của quân tiêu giao chính là phép khích tướng, làm sở tiêu càng có động lực đi tìm phần thời thư còn lại. Sở tiêu nghiến khớp hàm đến rung động răng rắc. Không chỉ vì những lời này, mà còn do trên người quân tiêu giao, có một mùi hương là hương khí trên người đạm đài thanh toàn. Điều này làm trái tim sở tiêu như muốn ngừng đập. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm qua? Đợi quân tiêu giao rời đi, đạm đài thanh toàn đi về hướng sở tiêu. Sở tiêu, xin lỗi, ngươi đợi ở bên ngoài lâu như vậy sao? Ai ngờ sở tiêu lại đột nhiên chừng về phía đạm đài thanh toàn. Ánh mắt kia làm đạm đài thanh toàn kinh ngạc một chút, nhìn cứ như dã thú rành mồi. Thanh toàn, tên kia không làm gì nàng chứ? một câu nói làm trên mặt đạm đài thanh toàn hiện lên ra một tia ửng hồng nhưng không phải là thẹn thùng mà là xấu hổ và giận dữ sở tiêu ngươi nói lời này là có ý gì ngươi biết ta nói có ý gì hắn không làm ra chuyện khác người gì đúng không sở tiêu nóng lòng chứng thực sở tiêu ngươi đạm đài thanh toàn như lần đầu tiên nhìn thấy sở tiêu thiếu niên đã từng vô cùng tích cực hăng hái hướng về trước kia sao lại có tâm tư xấu xa như thế sở tiêu ngươi xem ta là loại nữ nhân tùy tiện đó sao hay cho rằng quân công tử là loại người này chẳng lẽ hắn không phải sao sở tiêu cắn răng nói đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử người có biết quân công tử là ân nhân cứu mạng ta không đạm đài thanh toàn khẽ kêu một tiếng vẻ mặt vừa phẫn nộ lại có chút thất vọng vì sao người bạn sở tiêu tốt nhất của nàng lại biến thành như vậy lời đạm đài thanh toàn nói làm sở tiêu sửng sốt ân nhân cứu mạng đạm đài thanh toàn hít sâu một hơi cũng kể lại chuyện quân tiêu dao đã cứu nàng lúc này sắc mặt sở tiêu mới dịu lại một chút nhưng vẫn có chút khó coi nói như vậy chẳng phải hắn đã hiểu lầm đạm đài thanh toàn hắn còn tưởng rằng đạm đài thanh toàn ái mộ nhan sắc thân phận thực lực của quân tiêu giao kết quả chỉ là vì ân cứu mạng mà cảm kích quân tiêu giao thôi xin lỗi thanh toàn là ta hiểu lầm sở tiêu thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng lộ ra ý xin lỗi là hắn hiểu lầm đạm đài thanh toàn mà đạm đài thanh toàn vẫn có vẻ rất giận nàng nói xem ra trong mắt ngươi, ta là loại nữ nhân nịnh nọt, thấy người sang bắt quàng làm họ. Không, không phải. Vẻ mặt sở tiêu có chút xấu hổ, sau đó hắn lại nói, tất nhiên ta tin tưởng thanh toàn. Nhưng hắn thì sao, có lẽ hắn có mưu đồ với nàng mới ra tay cứu giúp. Sở tiêu muốn nói sang chuyện khác, kéo đề tài trở lại quân tiêu giao, lại không nghĩ càng làm đạm đài thanh toàn tức giận. Sở tiêu, vì sao ngươi cứ nghĩ người khác đen tối như vậy, quân công tử là hạng người như vậy sao? trong mắt đạm đài thanh toàn xuất hiện một tia thất vọng sâu sắc đêm qua nàng hơi say nên đã dựa vào vai quân tiêu dao quân tiêu dao không có làm ra hành động khác người gì với nàng nếu quân tiêu dao thật sự có ý đồ thì đã sớm xuống tay hơn nữa nhân vật hoàn mỹ như quân tiêu dao lại có mưu đồ gì với nàng kia chứ sắc đẹp đạm đài thanh toàn tự hỏi lớn lên không kém nhưng mỹ nhân ngang với nàng thậm chí càng tuyệt sắc cũng không phải không có lấy mị lực của quân tiêu dao cũng có thể có được những nữ tử đó thân phận địa vị địa vị của quân tiêu giao còn cao quý hơn nàng rất nhiều, không thể so sánh được. Cho nên đạm đài thanh toàn thật sự không biết quân tiêu giao muốn mưu đồ gì với mình. Nàng mang theo tức giận nhìn về phía sở tiêu. Có câu nói là người lòng dạ đen tối thì nhìn cũng là màu đen, chẳng lẽ sở tiêu thật sự thay đổi sao? Tâm tư hẹp hỏi, hơn nữa xấu xa như thế, nghĩ người khác hắc ám như thế. Kỳ thật sở tiêu đã nói đúng. Khi đó quân tiêu giao thật sự có ý đồ với đạm đài thanh toàn, nhưng không phải nhằm vào thân thể nàng mà có chút tò mò với nhân quả sau lưng ừ. nàng nhìn thấy đạm đài thanh toàn bảo vệ quân tiêu giao như vậy sở tiêu vô cùng buồn bực nhưng lại không tìm thấy lý do bởi vì quân tiêu giao thật sự không làm gì đạm đài thanh toàn ngược lại là sở tiêu vẫn luôn coi đạm đài thanh toàn là nữ nhân của mình trên thực tế đạm đài thanh toàn còn chưa đáp ứng trở thành đạo lữ của hắn xin lỗi thanh toàn là ta sai rồi thời gian dài như vậy không gặp từ thế giới thanh dương đi thẳng đến nơi này nhìn thấy nàng và nam tử khác ở bên nhau, cho nên liền mất kiểm soát. Sở tiêu cũng không tính ngốc, biết nếu lúc này lại giả biện thì sẽ làm giai nhân phản cảm, cho nên hắn cũng thừa nhận sai lầm. Nghe sở tiêu nói thế, vẻ mặt đạm đài thanh toàn hơi dịu lại. Dù sao sở tiêu cũng cố ý đi từ thế giới thanh dương tới đây, có thể đoán ra sự gian khổ trên đường đi. Ai, sở tiêu, lần sau đừng như vậy. Thấy vẻ mặt giai nhân dịu lại, trong lòng sở tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? đạm đài thanh toàn hỏi nói sang chuyện khác nàng không muốn nói chuyện với sở tiêu về quân tiêu giao nữa ta không biết sở tiêu nói mục đích ban đầu của hắn ta trừ tới tìm đạm đài thanh toàn tâm sự ra thì kỳ thật còn muốn mượn cơ hội tiệc mừng thọ lần này để dâng quà mừng lên xem có thể tiến vào đạm đài đế tộc tu luyện hay không ban đầu sở tiêu cho rằng lấy thiên phú hiện tại của hắn cộng thêm quan hệ với đạm đài thanh toàn thì gia nhập đạm đài đế tộc tu luyện là hoàn toàn không thành vấn đề nhưng ai ngờ quân tiêu giao lại xuất hiện, phá hủy hết thảy. Hiện tại đạm đài đế tộc hận không thể chụp chết ngôi sao trổi là hắn, sao còn giữ hắn lại đạm đài đế tộc tu luyện. Đạm đài thanh toàn cũng thông minh, tất nhiên nghĩ tới điểm này. Nàng mở miệng nói, sở tiêu, hiện tại đạm đài đế tộc cũng có thành kiến với ngươi, ngươi không có khả năng ở chỗ này. Nhưng ngươi có thể đi tắc hạ học cung. Tắc hạ học cung. Ánh mắt sở tiêu sáng ngời. Trên đường đi, hắn cũng từng nghe qua một ít về tắc hạ học cung. Tắc Hạ Học Cung chính là học phủ đứng đầu giới hải, chứ có tuyệt học nho giáo ra thì còn thu nạp hàng vạn tàng thư, hội tập sở trường vạn gia. Hơn nữa Tắc Hạ Học Cung giáo dục không phân nổi giống, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm là có thể trở thành đệ tử của Tắc Hạ Học Cung. Lấy thiên phú của Sở Tiêu Ngươi, nhất định có thể có thu hoạch rất lớn ở Tắc Hạ Học Cung. Đạm Đài Thanh Toàn cũng coi như tận tình tận nghĩa với vị bằng hữu Sở Tiêu này, nàng đang suy xét giúp hắn. Ánh mắt Sở Tiêu rất sáng tắc hạ học cung có được hàng vạn tàng thư hội tụ sở trường vạn gia mà hắn thì có càn khôn thiên địa có đủ thời gian tìm hiểu những thần thông tuyệt học đó có thể tưởng tượng chỉ cần cho sở tiêu đủ thời gian cho dù chỉ có một năm cũng có thể làm thực lực của hắn có biến hóa vượt bậc tắc hạ học cung thật là nơi thích hợp với hắn nhất ánh mắt sở tiêu nhìn về phía đạm đài thanh toàn mang theo lửa nóng và thâm tình đạm đài thanh toàn vẫn là nữ tử thiện giải nhân ý luôn suy xét cho hắn điều này làm sở tiêu vô cùng cảm động Tuy rằng vì chuyện của quân tiêu giao mà hắn và đạm đài thanh toàn sinh ra khúc mắc, Nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng đạm đài thanh toàn vẫn hướng về hắn. Cẩn thận suy xét giúp hắn như thế còn không đủ chứng minh sao. Thanh toàn, ta. Sở tiêu vừa định mở miệng, tiếp tục lời thổ lộ trước kia ở thế giới thanh dương. liền thấy đạm đài thanh toàn nói, được rồi, sở tiêu, ta sẽ an bài cho người, để ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Sở tiêu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn chưa nói cái gì hai người đều trầm mặc rõ ràng vốn là bạn tốt quen thuộc nhất hiện tại lại có một tia xa lạ không cần lo lắng ta sẽ không ở lại đạm đài đế tộc đến lúc đó nàng có đi không sở tiêu hỏi đạm đài thanh toàn gật gật đầu sở tiêu cười vậy được rồi ở tắc hạ học cung hắn còn có rất nhiều cơ hội có thể ôn chuyện hàn gắn quan hệ với đạm đài thanh toàn sở tiêu rời đi nhìn bóng dáng sở tiêu rời đi đạm đài thanh toàn thở dài một hơi người thật sẽ thay đổi sao nàng lẩm bẩm tự nói dưới đáy lòng gặp nhau sau một năm trong lòng hai người đều xuất hiện một vách ngăn và vết rách mà có thể đoán ra theo thời gian chuyển rời vết rách này sẽ càng thêm rõ ràng quân tiêu dao cũng rời khỏi đạm đài đế tộc vân thanh lâm và vân ngọc xanh đi theo bên người hắn ngọc xanh lúc sau an bài người trong tộc đi đến một thế giới tiểu thiên tên là thanh dương quân tiêu dao bỗng nói thế giới thanh dương là hắn biết được từ miệng của đạm đài thanh toàn thế giới thanh dương Vân Thanh Lâm và Vân Ngọc Xanh nghe vậy thì nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Một thế giới tiểu thiên sao lại làm quân tiêu giao cảm thấy hứng thú. Thiếu chủ đại nhân, muốn điều tra cái gì? Vân Ngọc Xanh hỏi. Nhìn xem trong thế giới thanh dương thế lực họ sở có liên quan đến sở tiêu, kia hay không? Quân tiêu giao nói. Hai người lập tức bừng tỉnh. Nhưng bọn họ vẫn nghi hoặc lấy thân phận thực lực của quân tiêu giao, muốn. Bóp chết sở tiêu kia không phải chỉ cần một giây sao. Thậm chí, chỉ cần quân tiêu giao nguyện ý, một câu của hắn cũng có thể làm cả thế giới thanh dương bị hủy diệt. Chuyện này chẳng đáng kể gì đối với vân thị đế tộc cả. Vì sao còn muốn điều tra phiền toái như thế? Đương nhiên, tuy bọn họ có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Lời quân tiêu giao nói chính là thiết luật, bọn họ chỉ cần làm theo là được, không cần hỏi nhiều như vậy. Đúng lúc này, phía sau bỗng có một tiếng nói truyền đến, vân tiêu thiếu chủ chậm đã. Bước chân quân tiêu giao dừng lại, quay đầu nhìn nơi truyền ra tiếng nói, phát hiện là một nam tử trung niên mặc nho sam khí chất bình thản trầm như biển rộng nhìn người này mặc nho sam và khí tức hạo nhiên mơ hồ tản mắt ra quanh thân không cần nói cũng biết thân phận của nam tử trung niên trước mặt chính là tiên sinh đến từ tắc hạ học cung ở tắc hạ học cung địa vị của tiên sinh không bình thường đều là nhân vật cấp bậc đạo sư giáo hóa vạn linh cho dù là một ít thiên kiêu đệ tử các đại thế lực bất hủ đi vào tắc hạ học cung cũng phải lễ kính ba phần với các tiên sinh mà vị tiên sinh này chính là người tiến đến tham gia tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, ông ta cố ý chờ quân tiêu giao rời đi mới hiện thân. Vân tiêu thiếu chủ, tại hạ là viên tiên sinh của tác hạ học cung. Viên tiên sinh hơi chắp tay với quân tiêu giao. Có thể nói, điều này thực làm người ta bất ngờ, cho dù tiên sinh của tác hạ học cung, hành tẩu bên ngoài cũng là tồn tại được bát phương lễ kính. Nhưng hiện tại, viên tiên sinh lại không không ra vẻ, còn không dùng thái độ của tiền bối đối đãi với quân tiêu giao hiển nhiên là biểu hiện của quân tiêu dao ở tiệc mừng thọ làm vị tiên sinh này cũng kinh ngạc cảm thán không thôi không dám sơ xuất thì ra là tiên sinh của tắc hạ học cung hữu lễ xin hỏi có chuyện gì quân tiêu dao cười nhạt vân tiêu thiếu chủ có cảm thấy hứng thú với tắc hạ học cung không viên tiên sinh cười nói quân tiêu dao trầm ngâm một lát rồi nói thật ra có vài phần hứng thú ý cười trên mặt viên tiên sinh cũng đậm lên vài phần ông ta nói thiếu chủ có điều không biết Tắc Hạ học cung ta vạn năm khó được mở sơn môn một lần. Nguyên nhân là bởi vì Hắc họa tộc đàn lại bắt đầu ngó ngoe dục dịch. Nghe được lời nói của Viên tiên sinh, Quân Tiêu Dao cũng có một tia kinh ngạc, giữa Tắc Hạ học cung và Hắc họa tộc đàn cũng có liên hệ sao? Hình như thấy được kinh ngạc trong mắt Quân Tiêu Dao, Viên tiên sinh mỉm cười và nói, Tắc Hạ học cung là học phủ đứng đầu giới hải, giáo hóa vạn dân. Sở dĩ giáo dục không phân nòi giống, dù là sinh linh nào cũng có tư cách tiến vào chính là vì có thể bồi dưỡng càng nhiều quân sinh lực đối kháng với hắc họa tộc đàn. Tắc hạ học cung không chỉ có có hàng vạn kinh điển, còn đặc biệt có hạo nhiên chi khí, có thể tạo thành thật sát thương lớn cho hắc họa tộc đàn. Cho nên tắc hạ học cung vẫn luôn coi chuyện đối kháng hắc họa tộc đàn trở thành sứ mệnh của mình. Lời viên tiên sinh nói thật sự làm quân tiêu giao bất ngờ, ban đầu hắn chỉ có chút hứng thú với hạo nhiên chi khí của tắc hạ học cung, lại không ngờ hạo nhiên chi khí lại có lực sát thương cực mạnh với hắc họa tộc đàn. Điều này làm quân tiêu giao càng cảm thấy hứng thú. Viên tiên sinh lại nói, cho nên lần này tác hạ học cung, mở sơn môn là vì ứng đối sóng gió hắc họa tộc đàn ngày sau. Mà vân tiêu thiếu chủ ngài có thiên tư bất phàm, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của giới hải, cũng sẽ trở thành anh hùng giống như lệnh tôn. Lúc trước, lệnh tôn thiên nhai đại đế cũng từng tu tập ở tác hạ học cung, cho nên tại hạ mời vân tiêu thiếu chủ sau này đi đến tác hạ học cung. Lấy thân phận thiên tư của thiếu chủ, đừng nói trực tiếp trở thành 72 hiền nhân, dù trở thành thánh nhân chân truyền cũng không khó. Ánh mắt quân tiêu giao hơi lập lòe, thì ra gia, gia phụ cũng từng tu tập ở tắc hạ học cung. Đó là tất nhiên, lúc trước lệnh tôn cũng có thiên tư vô song, nếu ngày ấy ở tại tắc hạ học cung thì đã sớm trở thành nhân vật cấp phu tử. Viên tiên sinh nói, trong lúc họ nói chuyện, trong đầu quân tiêu giao truyền đến tiếng nói máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã đổi mới. Xin hãy đánh dấu ở tắc hạ học cung. Vẻ mặt quân tiêu giao không thay đổi, xem ra hắn có thể lấy được thứ tốt ở tắc hạ học cung, vậy thì càng không thể không đi. Được, một khi đã vậy, ta nhất định sẽ mau chân đến xem. Quân tiêu giao nói, viên tiên sinh thấy thế thì đáy mắt nhịn không được lộ ra một tia vui sướng, nói, ha ha, vậy thì quá tốt. Đến lúc đó thiếu chủ chỉ cần tiến đến là được, ta sẽ dẫn tiến cho thiếu chủ, cũng không cần trải qua cái gọi là khảo nghiệm nhập môn. Tuy rằng tắc hạ học cung giáo dục không phân nổi giống, sinh linh các tộc đều có thể gia nhập nhưng cũng có khảo hạch nhập môn hơn nữa khảo hạch nhập môn rất khắc nghiệt cho dù là đệ tử thế lực bất hủ thậm chí là một ít thiên kiêu của bát đại đế tộc cũng phải thông qua khảo hạch khác giống như vạn linh còn lại có thể nói là rất cổ hủ không nể mặt các thế lực khác nhưng đây thật sự là quy tắc của tắc hạ học cung tắc hạ học cung thân là học cung nho giáo thực chú trọng quy tắc và lễ nghi thân phận cao đến mấy cũng không thể vi phạm quy tắc của tắc hạ học cung mà hiện tại, viên tiên sinh lại nói có thể giúp hắn miễn đi khảo hạch nhập môn. Có thể nói quả thực là rất nể mặt quân tiêu giao. Trước kia thiên kiều bát đại đế tộc đều không có được loại đãi ngộ tôn quý này. Quân tiêu giao nghe vậy thì nhìn thật sâu vào mắt viên tiên sinh. Giống như bị nhìn thấu ý đồ, viên tiên sinh cũng ho nhẹ một tiếng. Thật sự ông ta cực lực mời chào quân tiêu giao, như vậy cũng không phải không có mục đích. Có câu nói rằng, nơi có người chính là có giang hồ, cho dù siêu nhiên như tắc hạ học cung, tuy là học phủ, nhưng bên trong cũng có cạnh tranh bè phái khác nhau ở tắc hạ học cung lãnh thật sự có địa vị cao lớn là một đám phu tử tu vi cao thâm uy vọng cao lớn những phu tử đó đại diện cho các bè phái khác nhau tỷ như viên tiên sinh chính là môn sinh của yến phu tử mà mỗi khi tắc hạ học cung chiêu sinh thì đều sẽ có thiên kiêu đến cậy nhờ môn hạ của các đại phu tử có càng nhiều thiên kiêu ảnh hưởng lớn gia nhập thì càng tăng mạnh thanh danh của phu tử mà biểu hiện của quân tiêu giao thật sự làm chấn động thế nhân ở tiệc mừng thọ cộng thêm thân phận thiếu chủ của vân thị đế tộc, con trai của thiên nhai đại đế, có thể nói hắn là tồn tại cao nhất lưu ở giới hải. Thiên kiêu như vậy đủ để tắc hạ học cung chủ động mời gia nhập, cũng nhất định sẽ khiến các đại phu tử chú ý. Mà nếu viên tiên sinh ông có thể lôi kéo quân tiêu giao vào môn hạ của yến phu tử, vậy danh vọng của yến phu tử chắc chắn sẽ tăng vọt. Nói không chừng tương lai còn có thể trở thành người lãnh đạo đời kế tiếp của tắc hạ học cung, trở thành thánh phu tử tôn vinh nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy lòng dạ thâm trầm của Quân Tiêu Dao, thì tất nhiên đã biết được tâm tư Viên Tiên Sinh, nhưng hắn cũng không có phản cảm gì. Phần lớn quan hệ giữa người với người đều là lợi dụng, không có phân đúng sai. Vậy đến lúc đó phải nhờ Viên Tiên Sinh phí tâm rồi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tuy rằng không có Viên Tiên Sinh thì lấy thân phận của hắn, phòng Trừng Tắc Hạ học cung cũng sẽ miễn đi khảo hạch, nhưng có người chủ động đến tiếp cận làm thân, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không cự tuyệt. Được câu trả lời khẳng định, Viên tiên sinh cũng mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Bên này, quân Tiêu giáo cũng tiếp tục trở về Vân thị đế tộc, mà sau này các tin tức trên tiệc mừng thọ như mọc cánh mà truyền khắp các thế giới giới hải, tất cả mọi người biết được, một ngôi sao mới lộng lẫy tuyệt đối đang dâng lên ở giới hải. Thiên Nhai đại đế đã là nhân vật truyền kỳ của giới hải, còn là thủ quan nhân trẻ nhất ở vô nhân khu. Mà con nối dõi của ông im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, cũng làm kinh diễm chúng sinh nhưng chấn động nhất vẫn là mấy đại đế tộc còn lại trong bát đại đế tộc. Lama vũ trụ là một vũ trụ đơn thể rất nổi danh trong giới hải, diện tích vô cùng rộng lớn, sản sinh ra vạn linh. Mà thế lực ngự thống vũ trụ này chính là hạ hầu đế tộc trong bát đại đế tộc. Giờ phút này, ở Lama vũ trụ, trên trung tâm tổ tinh truyền đến một tiếng quát lớn tức giận, phế vật, mắt mũi của hạ hầu đế tộc đều bị ngươi làm mất hết. Trên tổ tinh, trong một cung điện kim bích huy hoàng, hạ hầu trấn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mà ngồi trên ghế là mấy nam tử trung niên khí tức bất phàm, ánh mắt âm trầm. "Kế tiếp, ngươi không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ." Nghe đến đó, sắc mặt Hạ Hầu Trấn rất khó coi, là muốn nhốt hắn lại sao? Tuy rằng Hạ Hầu Trấn có danh hào vương giả đương thời của Hạ Hầu đế tộc, nhưng Hạ Hầu đế tộc thân là một trong những viễn cổ bát tộc, nội tình phi phàm, cũng không chỉ có một thiên kiêu là hắn, càng đừng nói còn có vương giả cổ đại bị phong ấn có thể nói, thiếu một hạ hầu trấn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ở giới hải cạnh tranh kịch liệt chính là tàn khốc như thế. Đừng nói ở bên ngoài, cho dù là trong tộc nhà mình, nếu tranh không lại cũng sẽ hoàn toàn mờ nhạt trong biển người. Hạ hầu trấn nản lòng cúi mặt cáo lui. Mà vài nam tử trung niên trên cao tòa, vẫn sắc mặt trầm trọng, bọn họ là hạ hầu đế tộc chủ nhân tộc mạch mấy đại dòng chính. Không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một vân tiêu, có thể dùng một chiêu đánh bại hạ hầu trấn, thiên tư của hắn thật không đơn giản. A, à, thiên nhai đại đế, lại là thiên nhai đại đế. Không chỉ hắn mà cả con nối dõi của hắn cũng làm người ta bực bội như thế. Người chủ sự mấy mạch hạ hầu đế tộc đều lộ ra vẻ mặt âm u. Hạ hầu đế tộc bọn họ thật sự có dã tâm muốn vượt qua vân thị đế tộc, mà ban đầu họ cũng có cơ hội này. Tuy rằng thực lực nội tình của bát đại đế tộc hơi có chút tranh lệch, nhưng tranh lệch này tuyệt đối không chí mạng. Mà hạ hầu đế tộc vốn có thể hoàn thành dã tâm của mình, nhưng cố tình khi đó đột nhiên xuất thế một thiên nhai đại đế vân thiên nhai làm vân thị đế tộc vốn đã cường thịnh càng như lửa đổ thêm dầu tộc vận bùng nổ hơn nữa sau đó vân thiên nhai còn trở thành thủ quan nhân tuổi trẻ nhất vô nhân khu dẫn tới danh vọng của ông cũng bùng nổ được vô số thế lực ở thế giới giới hải kính ngưỡng khiến cả danh vọng của vân thị đế tộc cũng tăng lên lần nữa vì thế mới mơ hồ đứng trên vị trí đứng đầu như hiện tại đây cũng là điều làm hạ hầu đế tộc không cam lòng mỗi khi bọn họ muốn vượt qua vân thị đế tộc thì cứ nhảy ra tới một hai yêu nghiệt Đầu tiên là Vân Thiên Nhai, mà hiện tại lại là con nối dõi của Vân Thiên Nhai Vân Tiêu. Dù thế nào thì hiện tại giới Hải Gió nổi mây phun, Hắc Họa tộc đàn cũng có dị động. Ít nhất trong khoảng thời gian trước mắt, trong Bát Đại Đế tộc không có khả năng khai chiến. Nhưng danh vọng của thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối không thể lại bị Vân thị Đế tộc áp chế. Chủ nhân một mạch trong đó nói, xem ra phải đánh thức mấy tiểu tử kia rồi. A, à, cũng đừng nói tiểu gia hỏa chứ, bàn về bối phận thì họ cũng không tính thấp chủ nhân mấy mạch hạ hầu đế tộc trao đổi với nhau, họ đã quyết định, muốn đánh thức những vương giả cổ đại bị phong ấn của hạ hầu đế tộc. Thậm chí bối phận của một ít người trong đó không thấp hơn những người ở đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mặc dù hạ hầu trấn thảm bại, hạ hầu đế tộc vẫn có thể bình tĩnh. Bàn từ trình độ nào đó, số lượng và chất lượng của thiên kiêu cũng là một trong những nội tình của đế tộc. Mà không chỉ hạ hầu đế tộc, một ít đế tộc còn lại cũng sôi nổi nhận được tin tức, ai cũng kinh ngạc cảm thán. Cổ thần vũ trụ chính là một trong những vũ trụ cổ xưa nhất trong giới Hải, sống ở nơi này là cổ thần đế tộc trong Bát Đại đế tộc. Nhìn từ cái tên này có thể thấy được, cổ thần đế tộc có vẻ rất tương tự với cổ thần tộc của Cửu Thiên Tiên vực. Kỳ thật ở một mức độ nào đó, thì cổ thần đế tộc được xem như thủy tổ của cổ thần tộc Cửu Thiên Tiên vực. Cổ thần tộc Tiên vực có nhục thân là ưu điểm, mà cổ thần đế tộc của giới Hải thân là thủy tổ của cổ thần tộc Tiên vực, có thể suy đoán ra tạo nghệ của bọn họ ở phương diện sức mạnh nhục thân cũng tuyệt thế vô song. Trong một bí địa của cổ thần đế tộc, một tráng hán tuổi trẻ lưng hùng vai gấu đang cõng một ngọn núi tu luyện. Khuôn mặt tráng hán rất kiên nghị, thân thể khỏe mạnh cao chừng bảy thước, cường tráng như rồng như hồ, cơ bắp cuồn cuộn giống như đồi núi, thân trên trần trụi còn trải rộng hoa văn màu vàng nhạt, nhìn có vẻ rất cổ xưa thần bí. Mà nếu nhìn kỹ ngọn núi hắn vác trên lưng thì sẽ lập tức phát hiện, ngọn núi kia lại là Huyền Từ Mẫu Sơn. Huyền Từ Mẫu Sơn được ngưng tụ thành là từ Huyền Từ Mẫu Thiết, không chỉ vô cùng nặng, còn chứa thuộc tính trọng lực khủng bố. Cho dù là thiên tôn bình thường, chỉ tới gần huyền từ mẫu sơn cũng sẽ bị trọng lực cường đại áp bách. Mà tráng hán tuổi trẻ này lại trực tiếp vác lên lưng tu luyện, cũng coi như là kẻ tàn nhẫn. Lúc trước, quân tiêu giao từng một tay rút ra ba tòa huyền từ mẫu sơn, nhưng phải biết rằng đó là quân tiêu giao, những người khác không thể so với hắn được. Có thể nói, sức mạnh nhục thân của tráng hán trẻ tuổi này đã tới trình độ cực kỳ khủng bố có lẽ dùng một quyền đánh chết một thiên tôn cũng không phải chuyện quá khó khăn mà giờ phút này tráng hán trẻ tuổi đó lại đang lẩm bẩm rốt cuộc tin tức kia là thật hay giả thiếu chủ vân gia kia không dùng đến sức mạnh pháp tắc nào chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể đánh bại hạ hầu trấn một một chiêu tráng hán trẻ tuổi tên là cổ kình thiên là thiên kiêu của cổ thần đế tộc còn là vương tộc cổ thần huyết mạch thuần khiết mục tiêu của hắn là lưu danh trên phong thần bi phương diện sức mạnh nhục thân mà khi nghe đến tin tức của quân tiêu giao, trong lòng hắn rất tò mò, không thể bình tĩnh. Tiếp theo tắc hạ học cung mở ra, không biết hắn có thể đi hay không. Nhưng tỷ ta nói, tâm tư của ta không đủ linh thông, không thể một mình lăn lộn bên ngoài hỗn, sẽ chịu thiệt. Nhưng tỷ còn chưa xuất quan, một người ta hẳn cũng không thành vấn đề. Cổ kình thiên đang dối rắm bộ dạng như đầu óc không quá linh hoạt. Nhưng cuối cùng, cổ kình thiên vẫn quyết định hắn muốn đi đến tắc hạ học cung nhìn xem. Huyền Minh vũ trụ cũng là một vũ trụ to lớn của giới hải. Nhưng so sánh với la ma vũ trụ của hạ hầu đế tộc và cổ thần vũ trụ, của cổ thần đế tộc, vũ trụ này rất thần bí, quanh năm phong bế, bao phủ u sương mù, không thể tùy ý tiến vào. Bởi vì chủ nhân vũ trụ này chính là đế tộc thần bí, quỷ dị nhất, làm người ta không nắm bắt được trong bát đại đế tộc hồn đế tộc. Có thể nói hồn đế tộc là tồn tại kín tiếng nhất, thần bí nhất, cũng quỷ dị nhất trong bát đại đế tộc, cho nên huyền minh vũ trụ của bọn họ cũng ít người ngoài dám vào, mà giờ phút này ở huyền minh vũ trụ trong nơi rừng chân của hồn đế tộc có thần niệm đang giao lưu không nghĩ tới hậu nhân của thiên nhai đại đế cũng kinh diễm như thế đến lúc đó sợ lại là một đại phiền toái ai ai biết được lúc trước sau khi sở thị đế tộc xuống dốc vân thị đế tộc vốn không chút nổi bật lại nhân cơ hội thay thế vân thị đế tộc tâm tư thâm trầm đang hạ một bàn cờ thật lớn nói không chừng bọn họ vốn đang chờ đợi mệnh định đứa con trai vận mệnh này của thiên nhai đại đế mặc kệ như thế nào, kế tiếp giới hải sẽ không yên bình, hắc họa tộc đàn dị động, biến cách lớn nhất trong lịch sử sắp đến. Khi đó chính là cơ hội của hồn đế tộc. Hiện tại, cứ để các thế lực vân thị đế tộc và hạ hầu đế tộc tranh phong với nhau, trước đi. Tên tuổi của quân tiêu giao đang chuyển lưu khắp trên giới hải. Có thể nói, quân tiêu giao là thiên kiêu quật khởi, tạo dựng thanh danh nhanh nhất ở giới hải. Từ phong thần bi đến tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Tất cả mọi người rất tò mò, Rốt cục thiếu chủ tân nhiệm của vân thị đế tộc, con trai của thiên nhai đại đế, này là ánh mặt trời vĩnh hằng trên cao hay là như sao chổi chợt lóe lướt qua? Tất cả mọi người đang tò mò biểu hiện kế tiếp của quân tiêu giao. Khi chuyện của quân tiêu giao ồn ào huyên náo khắp nơi, một tin tức khác xuất hiện, lại kíp nổ toàn bộ thế giới giới hải. Đó chính là một trong tam giáo tắc hạ học cung muốn mở ra sơn môn chiêu mộ học đồ. Đây là một tin tức rất lớn. Tắc hạ học cung chính là nho giáo trong tam giáo cũng là học phủ đứng đầu giới hải. Hơn nữa đáng quý nhất chính là, tắc hạ học cung, không có yêu cầu nghiêm khắc gì về thân phận địa vị của học sinh tuyển nhận, đều đối xử bình đẳng với nhau. Dù ngươi là đệ tử thế lực bất hủ hay xuất thân từ lùm cỏ, chỉ cần không phải hạng người cực hung cực ác, hoặc là có liên quan, đến hắc họa tộc đàn liền có tư cách tham dự khảo hạch nhập môn. Hơn nữa, quy củ của tắc hạ học cung có tiếng là nghiêm khắc, đều đối xử bình đẳng với mọi học sinh. Làm vậy cũng tránh, cho một ít đệ tử có thân phận thế lực đi ức hiếp những đệ tử tán tu không môn không phái ở học cung hơn nữa tắc hạ học cung có được hàng vạn tàng thư đối với những tán tu hoặc là thiên kiêu tiểu môn tiểu phái mà nói cũng có lực hấp dẫn rất lớn cho nên mỗi lần tắc hạ học cung mở ra toàn bộ giới hải đều sẽ oanh động đừng nói những tán tu và thiên tài tuổi trẻ của tiểu môn tiểu phái ngay cả các đại thế lực bất hủ thậm chí một ít thiên kiêu của bát đại đế tộc cũng sẽ đến đây tu tập bởi vì một ít điển tịch tàng thư chiêu thức thần thông ở tắc hạ học cung là độc hữu, không tìm thấy ở ngoại giới. Hơn nữa, có hắc họa tộc đàn dị động, loạn thế xuất anh hùng, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều mang lòng khát vọng, muốn tu tập ở tắc hạ học cung một thời gian, sau đó đối kháng hắc họa tộc đàn. Nếu tương lai có thể trở thành thủ quan nhân trí cao vô thượng, vậy thì thân phận địa vị hoàn toàn không giống nữa, nổi danh lưu sử sách. Mà khi tin tức về tắc hạ học cung truyền ồn ảo huyên náo, quân tiêu giao lại bình yên tu luyện ở vân thị đế tộc tiếp tục tìm hiểu luyện hóa khen thưởng là mảnh nhỏ thế giới có được từ phong thần bi. Với hắn mà nói, lực hấp dẫn của tắc hạ học cung, đối với hắn chỉ có đánh dấu và hạo nhiên chi khí, còn cái gọi là điển tịch công pháp, võ học thần thông, quân tiêu giao đã tập trung nội tình của quân gia và vân thị đế tộc trên người. Dù là công pháp tuyệt học gì của vân thị đế tộc, hắn đều có thể tùy ý xem xét tu luyện, hơn nữa tàng thư tuyệt đối sẽ không ít hơn tắc hạ học cung. Cho nên đối những người khác, có thể nói tắc hạ học cung là học phủ tối cao nhưng đối với quân tiêu giao cũng chỉ như vậy mà thôi. nếu ta đoán không sai thì sở tiêu kia sẽ đi đến tắc hạ học cung. dù sao học viện chính là nơi khí vận chi tử nhất định phải đi qua trong quá trình trưởng thành. quân tiêu giao thẩm nghĩ. lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói kính cẩn của vân ngọc xanh thiếu chủ đại nhân tin tức trước kia ngài phân phó tìm hiểu đã truyền lại. vân ngọc xanh tiến vào thiếu đế cung đưa một ngọc giản cho quân tiêu giao thám thính được không? quân tiêu giao tiếp nhận ngọc giản. Trước đó hắn từng an bài Vân Ngọc Xanh đi đến thế giới Thanh Dương, tìm hiểu tin tức sau lưng Sở Tiêu. Thần niệm của hắn khẽ động, sức mạnh thần hồn thấm vào ngọc giản, có được tin tức tình báo trong đó. Ban đầu, người tìm hiểu tình báo thật sự không tìm được manh mối gì từ Sở gia, ở thế giới Thanh Dương. Sở gia rất bình thường không có gì nổi bật, vốn là một tiểu gia tộc vương triều. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Sở Tiêu mà quật khởi, hiện tại đã trở thành thế lực ngự thống của toàn bộ thế giới Thanh Dương. Tuy rằng thế lực ngự thống một thế giới tiểu thiên cũng chỉ là hạt bụi trong mắt Vân Thị đế tộc, nhưng có thể từ một tiểu gia tộc phát triển thành thế lực ngự thống, hiển nhiên cũng không đơn giản. Sau đó người tìm hiểu tình báo bắt đầu dần dần thẩm thấu Sở gia, kết giao, tặng lễ vật, kéo quan hệ với cao tầng Sở gia. Cuối cùng, sau khi hoàn toàn thẩm thấu vào, hắn ta mới tìm được một manh mối cực kỳ mấu chốt, đó chính là tổ tiên của Sở gia thế giới Thanh Dương có lai lịch không đơn giản. Hình như có liên quan đến một mạch đế tộc đã xuống dốc trong truyền thuyết, Sở thị đế tộc. Trong mắt Quân Tiêu giao toát ra chút suy tư. Hiện tại ở giới hải, mọi người chỉ biết có bát đại đế tộc, mà cái gọi là Sở thị đế tộc đã sớm biến mất ở trong lịch sử hồi lâu. Sở Tiêu và Sở gia này lại là hậu duệ chi nhánh của Sở thị đế tộc, thật khiến người ta có chút bất ngờ. Nhưng Quân Tiêu giao lại không quá kinh ngạc, dù sao cái này rất phù hợp với kịch bản. Gia tộc của khí vận chi tử chính là chi nhánh đế tộc đã từng xuống dốc sau đó khí vận chi tử có thể trọng trấn vinh quang gia tộc lần nữa. Sở tiêu này trừ là người khống chế thời thư gia, còn là người của sở thị đế tộc đã xuống dốc. Trước kia quân tiêu giao liền cảm thấy thân phận của sở tiêu, không đơn giản như vậy hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Nhưng khi đó, đáy mắt sở tiêu cất giấu một tia thù hận đối với hắn. Chẳng lẽ sở thị đế tộc là do vân thị đế tộc âm thầm xuống tay hủy diệt? Quân tiêu giao thầm nghĩ trong lòng. Cũng chỉ như vậy mới giải thích được thù hận của sở tiêu đối với hắn xem ra còn cần đi dò hỏi tiền nhân về việc này một chút. Quân tiêu giao hạ quyết tâm, liền đi tìm mặc lão. Đối với quân tiêu giao mà nói, rốt cuộc sở thị đế tộc có phải bị vân thị đế tộc hủy diệt hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Dù là thật cũng không sao cả, quân tiêu giao cũng không phải loại người thánh mẫu vi quang chính này. Thế giới này vốn đã tàn khốc như thế, khôn sống mống chết, cho dù là quân gia cũng từng hủy diệt không biết bao nhiêu thế lực. Trên đời này không có cái gọi là chính nghĩa và tà ác chân chính, tất cả đều chỉ là ích lợi mà thôi sau khi tìm được mặc lão quân tiêu dao cũng nói ra nghi vấn à không nghĩ tới ngươi lại cảm thấy hứng thú với đoạn cổ sử này tuy rằng vân mặc không biết tại sao quân tiêu dao có hứng thú với nó nhưng hắn cũng nói đúng sự thật điều này liên quan đến thượng cổ hắc họa ngày trước đó là đại họa khủng bố lan đến toàn bộ thế giới giới hải có rất nhiều thế giới tan biến trong hắc họa lần đó còn có vô số thế lực trùng tộc hóa thành bụi bặm lịch sử sở thị đế tộc đã từng rất cường thịnh, nhưng nhân vật trọng yếu của họ đã ngã xuống trong trận đại chiến mấu chốt này. Rốt cục là vì hắc họa tộc đàn hay là có gián điệp, kỳ thật đến bây giờ cũng rất khó nói rõ ràng. Vân Mặc nói, cho nên, khi đó vân thị đế tộc chúng ta không âm thầm xuống tay với sở thị đế tộc sao? Quân tiêu giao hỏi, Vân Mặc nghe vậy lại đột nhiên cười một tiếng. Ha ha, nếu vân thị đế tộc ta thật sự muốn xuống tay với sở thị đế tộc, cần gì phải sử dụng loại thủ đoạn bị ổi này để âm thầm xuống tay chứ? trực tiếp đường đường chính chính nhắc lên bất hủ chiến, hủy diệt sở thị đế tộc, đó mới là phong cách của vân thị đế tộc. Quân tiêu giao khẽ gật đầu. Nói như vậy, sở thị đế tộc bị hủy diệt cũng không liên quan gì đến vân thị đế tộc. Mặc lão không có khả năng lừa hắn trong chuyện này, căn bản không cần thiết. Mà nói như vậy chẳng khác nào là sở thị đế tộc hiểu lầm, thế thì gián điệp chân chính trong cuộc chiến thượng cổ hắc họa đó là ai? Quân tiêu giao tự hỏi chuyện này tuyệt đối không phải vì giúp sở thị đế tộc, điều tra rõ chân tướng, hắn không thiện lương như vậy cái quân tiêu giao để ý là thân phận của gián điệp kia nếu khi đó có thể ám toán sở thị đế tộc thì sau này có ám toán vân thị đế tộc hay không đây mới là nguyên nhân quân tiêu giao muốn điều tra rõ chân tướng còn thù hận của sở thị đế tộc liên quan gì đến quân tiêu giao này nếu sở tiêu kia thật sự muốn tính món nợ hủy diệt sở thị đế tộc lên đầu vân thị đế tộc thì sau khi lợi dụng xong sở tiêu quân tiêu giao không ngại trực tiếp chụp chết hắn ta sau đó diệt toàn bộ sở ra ở thế giới thanh dương quân tiêu giao không phải thánh mẫu nhân từ kế hoạch ban đầu của hắn là làm vân thị đế tộc xưng bá trong bát đại đế tộc, thậm chí trở thành chúa tể giới hải. Đến lúc đó, thế lực đối địch đều phải bị hủy diệt, càng đừng nói là một sở thị đế tộc sớm đã xuống dốc. Sau khi hiểu biết đại khái tình hình, quân tiêu giáo cũng rời đi. Mà bên này, Vân Ngọc Xanh lại truyền tin đến, thiếu chủ đại nhân, đạm đài thanh toàn tới. Giọng nói của Vân Ngọc Xanh như có chút ghen tuông. Xem ra tắc hạ học cung đã chính thức mở ra. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Quân tiêu dao cất bước rời đi. Nhìn theo bóng dáng quân tiêu dao, Vân Ngọc Xanh cắn cắn môi, ánh mắt mang theo chút u oán. Nữ tử đạm đài đế tộc kia thật là chủ động. Bên này, trong đại sảnh tiếp khách của vân thị đế tộc, có hai bóng hình xinh đẹp tại đây. Một người mặc váy áo thuần trắng, thân thể mềm mại thon dài, băng thanh ngọc khiết. Một người mặc váy áo màu vàng đỏ, mắt hạnh má đào, răng trắng mắt sáng. Đó là đạm đài thanh toàn và đạm đài minh châu trước kia tuy rằng là quân tiêu giao chủ động hẹn nàng cùng đi tác hạ học cung nhưng đạm đài thanh toàn vẫn chủ động tới thanh toàn biểu tỷ vân tiêu thiếu chủ lại chủ động hẹn ngươi các ngươi thật sự chỉ là bằng hữu sao trong mắt đạm đài minh châu quay tròn dò hỏi đó đó là tất nhiên đạm đài thanh toàn nói ánh mắt lại hơi né tránh thật vậy không vậy là tốt rồi minh châu cũng phải nỗ lực đạm đài minh châu có chút hưng phấn nàng chính là người hâm mộ đáng tin của quân tiêu giao không nói có thể trở thành người nào của quân tiêu giao, chỉ cần có thể tạo dựng chút quan hệ cũng đủ làm nàng thỏa mãn. Thời gian trôi đi từng chút từng chút một, trong lòng đạm đài thanh toàn lại đột nhiên xuất hiện chút khẩn trương. Nếu khi đó quân tiêu giao chỉ thuận miệng nói thôi thì làm sao bây giờ? Hiện tại mình chủ động tiến đến, chẳng phải là xấu hổ đến chết người. Trong lúc đạm đài thanh toàn cảm thấy khẩn trương, rốt cuộc một bóng dáng bạch y cũng xuất hiện. Không nghĩ tới thanh toàn sẽ chủ động tiến đến, để ngươi đợi lâu quân tiêu dao vẫn mang khí chất xuất trần ôn tồn lễ độ mà điểm đạm nói quân công tử nhìn thấy rốt cuộc quân tiêu dao cũng hiện thân đạm đài thanh toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều nhưng chỉ sợ cả đạm đài thanh toàn cũng không chú ý tới trước nay tính cách nàng luôn thản nhiên như nước mà khi đối mặt với quân tiêu dao nàng ta luôn trở nên lo được lo mất không bình tĩnh như vậy thiếu chủ điện hạ đôi mắt đạm đài minh châu cũng lập tức lập lòe tia sáng Minh Châu cũng tới, đúng lúc, vậy thì lên đường trước đi. Quân tiêu giao lộ ra ý cười. Nghe thấy sừng hồ thân thiết của quân tiêu giao, trong lòng đạm đài Minh Châu vô cùng nhảy nhót. Trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng đến cốt truyện cẩu huyết bá đạo thiếu chủ yêu ta. Sau đó quân tiêu giao và đạm đài thanh toàn, đạm đài Minh Châu ngồi trên một con lâu thuyền xa xỉ lao qua tinh vũ. Dọc đường đi, hai nữ tử của đạm đài đế tộc đều nói chuyện trời đất với quân tiêu giao. Không biết lần này, có thể nhìn thấy bóng dáng năm đại thiên kiêu vương giả đông tây nam bắc trung hay không đạm đài thanh toàn bỗng nói năm đại thiên kiêu vương giả quân tiêu giao lộ ra một tia tò mò hắn thật sự không để ý cách cục thiên kiêu ở giới hải nga chẳng lẽ quân công tử không rõ sao đạm đài thanh toàn cũng cảm thấy hơi bất ngờ năm đại thiên kiêu vương giả có thanh danh rất vang dội ở trong giới hải đạm đài minh châu ngồi bên cạnh lại sùng bái cười nói lấy thực lực của thiếu chủ điện hạ hẳn cũng không cần quá để ý Quân tiêu giao cười nhạt và nói, ta lại có chút hứng thú. Đạm đài thanh toàn chợt giải thích, ở trong giới hải, kỳ thật Đông Tây Nam Bắc Trung là đại diện cho năm vị thiên kiêu vương giả. Đông Tôn, Tây Phật, Nam Đạo, Bắc Nho, Trung Thánh. Tên tuổi của bọn họ ở giới hải cực kỳ vang dội. Đương nhiên cũng không phải nói năm người bọn họ là mạnh nhất trong các thiên kiêu ở giới hải. Cả giới hải vô cùng rộng lớn, không biết có bao nhiêu thiên kiêu cổ đại bị phong ấn, truyền nhân vô thượng, thế giới chi tử, có lẽ có người mạnh hơn cũng chưa biết được. Nhưng ít ra hiện tại, năm người này là nổi danh nhất ở giới hải. Cho dù là hạ hầu trấn trước kia, bàn về thanh danh địa vị cũng không thể so được với năm người này. Đạm đài thanh toàn kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế, giới hải vô tận này cũng xuất sắc. Quân tiêu giao hơi mỉm cười. Hắn không những không có chút áp lực nào, ngược lại càng có hứng thú. Thế giới năm đầu trước kia hắn ở rất không thú vị, rất buồn tẻ. Cho dù là thế giới chi tử tô vũ mạnh nhất cũng yếu ớt, mà buồn cười như một con kiến trước mặt quân tiêu giao, mà thôi. Khi đó quân tiêu giao liền hy vọng, ở giới hải có thiên kiêu làm hắn cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra, sau này quân tiêu giao sẽ không quá mức nhàm chán. Nói như vậy, chẳng lẽ bác nho trong năm người này là thiên kiêu của tác hạ học cung? Quân tiêu giao nói, đạm đài thanh toàn gật đầu và nói, đúng, không sai, vị bác nho kia có thân phận địa vị cực kỳ đặc thù, cũng thực thần bí ở tác hạ học cung. Lần ra tay nổi tiếng nhất của hắn chính là, gấp rút tiếp viện một thế giới bị hắc họa tộc đàn lan đến, một tiếng quát lạnh, chính khí vạn trượng, tiêu diệt 10 vạn tăng yêu. Nhắc tới vị bắc nho kia, trong mắt đạm đài thanh toàn cũng hiện ra một tia bội phục. Phải không? Quân tiêu giao cười cười không nói lời nào. Ở thế giới nam đầu, hắn chưa từng ra tay, vân khê lại mang theo đại la kiếm thai của hắn, chỉ dùng một kiếm đã tiêu diệt tăng yêu chi chiều. Đối với quân tiêu giao thì đây thật sự không xem như chuyện gì đáng khen. Nhưng nhân vật như vậy cũng coi như không yếu, Ít nhất không phải hạng người có tiếng không có miếng như Hạ Hầu Trấn, mà trong lúc quân tiêu giao và đám người Đạm Đài thanh toàn nói chuyện phiếm, bọn họ cách Tắc Hạ Học Cung cũng càng ngày càng gần. Mà bên kia, ở một tinh vũ cách Tắc Hạ Học Cung không quá xa, cũng có một bóng dáng đang vượt qua hư không, đó là Sở Tiêu. Sau khi rời khỏi Đạm Đài đế tộc, Sở Tiêu đã bắt đầu lên đường đi đến Tắc Hạ Học Cung. Trên đường lặn lội đường xa, đã trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng cũng làm tu vi của hắn tinh tiến rất nhiều. Mà lúc này, Sở Tiêu bỗng phát hiện trong một mảnh ngân hà sáng lạn mênh mông phía trước, có một nam tử trẻ tuổi mặc nho sam, khuôn mặt tuấn lãng đang thả câu trong ngân hà. Nam tử trẻ tuổi kia có ngũ quan chính khí, mày kiếm chìa xéo lên tóc mai, lại có một loại nho vận kỳ lạ, vô cùng tự nhiên. Thậm chí làm khí vận chi tử Sở Tiêu này cũng có chút kinh ngạc. Trên con đường tu luyện quật khởi, hắn đã rèn luyện tầm nhìn rất trống trải, hắn biết nam tử trẻ tuổi này cực kỳ bất phàm, thậm chí khí chất kia mang đến cho hắn cảm giác không yếu hơn quân tiêu dao Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác của sở tiêu mà thôi. Người quấy nhiễu ta câu cá. Nam tử trẻ tuổi kia lạnh nhạt nói, sau đó vung cần câu trong tay lên, dây câu trực tiếp quấn về hướng sở tiêu. Mà sở tiêu cũng tay mắt lanh lẹ, thi triển ra phù quang lược ảnh, lập tức biến mất khỏi nơi đó. Hả? Nam tử trẻ tuổi kia lộ ra một tia kinh ngạc, hình như hắn đã gặp được một người khá thú vị. Thực lực của người này sâu không lường được. Sở tiêu lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng không nghĩ tới trên đường đi đến tắc hạ học cung, cũng có thể đụng phải nhân vật như vậy. Sở tiêu tự hỏi, thực lực hiện tại của hắn cũng không yếu hơn một ít thiên kiêu bát đại đế tộc. Nhưng đối mặt với nam tử trẻ tuổi khí chất nho nhã, sâu không lường được này thì lại không tự tin chút nào. Thú vị, nam tử trẻ tuổi kia hơi mỉm cười, hình như cảm thấy khá hứng thú. Rốt cuộc phóng mắt nhìn khắp toàn bộ giới hải, cũng không có bao nhiêu thiên kiêu có thể trốn khỏi dây câu của hắn. Đương nhiên nam tử trẻ tuổi kia cũng không có sát ý gì, chỉ đơn thuần muốn thử một chút mà thôi. Hắn cảm thấy nam tử này có gì đó khác biệt. Vèo. Nam tử nho nhã vung cần câu lần nữa, dây câu lao thẳng về hướng sở tiêu. Sắc mặt sở tiêu khẽ biến, không ngờ một cây cần câu vô cùng đơn giản, cũng trở nên vào khó chơi như thế vào lúc này. Rốt cục người này là ai? Sở tiêu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể thi triển ra thần thông của bản thân. Sau khi bại bởi quân tiêu giao, hắn rút kinh nghiệm xương máu, trên đường từ đạm đài đế tộc tới tắc hạ học cung, hắn luôn mài giũa tu vi của mình và tìm hiểu tuyệt học trong tờ lá vàng kia. Trong mắt sở tiêu bỗng có phù văn màu bạc lưu chuyển. Trong mắt hắn, tất cả đều như bị thả chậm, cho dù là dây câu kia cũng chậm lại gấp 10 lần. Đây cũng là tuyệt học sở tiêu tìm hiểu ra từ lá vàng, được hắn đặt cho cái tên là ngưng trệ chi đồng, có thể thả chậm tốc độ của các loại chiêu thức thần thông. Đương nhiên, cũng không phải nói hiện tại sở tiêu, có thể khống chế tốc độ nhanh chậm của dòng chảy thời gian. Mà là sau khi tu luyện tinh túy trong thời thư, Đôi mắt hắn có thể thả chậm tốc độ ngoại giới, nhưng trong mắt nam tử nho nhã kia, tốc độ của Sở Tiêu lập tức trở nên cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Thú vị, thật là thú vị. Hứng thú trong mắt nam tử nho nhã càng dày đặc. Hắn ta đã mơ hồ nhận ra Sở Tiêu rất tài năng, có điểm bất phàm. Sở Tiêu cũng bắt đầu phản công, trực tiếp tung ra Thanh Dương Thần Phù. Nga, khí tức căn nguyên thế giới, còn là một thế giới chi tử. Nam tử nho nhã kia lại có chút kinh ngạc cảm giác bất ngờ sở tiêu mang đến cho hắn thật sự hơi nhiều. Hắn cũng rung ống tay áo lên, một luồng khí tức vô cùng rộng lớn, hạo nhiên, đại khí hào hùng tràn ra mãnh liệt. Vừa cảm nhận được khí tức này, ánh mắt sở tiêu trượt lóe, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hạo nhiên chi khí, người là thiên kiêu của tác hạ học cung. Sở tiêu nói, hắn cũng không nghĩ tới có thể đụng phải thiên kiêu của tác hạ học cung ở chỗ này. Hơn nữa nhân vật sâu không lường được như thế nhất định không phải phàm nhân ở tác hạ học cung tuy rằng nam tử nho nhã kia ra tay với hắn nhưng trong chiêu thức không có sát ít ngược lại càng giống luận bàn cho nên sở tiêu cũng yên lòng đánh với hắn ta chỉ trong giây lát hai người đã giao thủ hơn một ngàn chiêu nam tử nho nhã cảm thấy rất bất ngờ sở tiêu cũng thực kinh ngạc đánh một hồi không khí giữa hai người càng thêm hòa hợp đến cuối cùng còn ngồi lại với nhau luận đạo còn không biết tên họ của huynh đài nam tử nho nhã mỉm cười và nói tại hạ sở tiêu huynh đài là Sở tiêu hỏi ngược lại. À, thì ra ngươi chính là sở tiêu. Nam tử nho nhã bừng tỉnh mà nói. Huynh đài biết ta. Sở tiêu nói. Có nghe nói đến tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Nam tử nho nhã nói. Sở tiêu nghe vậy thì sắc mặt mơ hồ có một tia khó coi. Hắn tuyệt đối không muốn nổi danh bằng cách này. Nam tử nho nhã cũng không ngại, nói thẳng, ta tên là Hàn Bình An. Hàn Bình An. Sở tiêu sửng sốt. Hắn đi ra từ thế giới thanh dương, thật sự không hiểu lắm về cách cục thiên kiêu của giới hải cho nên nghe ba chữ này cũng không có phản ứng quá lớn thì ra là hàn huynh sở tiêu hơi chắp tay nhìn thấy sở tiêu không có phản ứng gì hàn bình an chỉ cười cũng hoàn toàn không để ý chỉ cảm thấy người này càng thú vị nhìn có vẻ là đến từ nơi rất nhỏ tu vi lại sánh ngang với thiên kiêu đế tộc thật sự đáng kết giao một phen hai người nhìn nhau đều cười có cảm giác nhất kiến như cố hàn bình an cảm giác sở tiêu tài cao chót vót có cảm giác như kim lân trong ao nhất định sẽ hóa rồng mà sở tiêu lại cảm thấy thân phận của hàn bình an có chút bất phàm nhưng lại cư xử bình thản không có cảm giác cao cao tại thượng khinh thường người khác so với loại quý công tử cao lãnh trời sinh cao quý coi vạn vật là con kiến như quân tiêu giao thì khí chất cách biệt như trời với đất thiên kiêu bình dị gần gũi như hàn bình an mới đáng để hắn kết giao có thể nói hai người mới quen mà đã như thân mà kế tiếp, hai người cũng nói chuyện trời đất. Sở tiêu rất bội phục sự lý giải của Hàn Bình An đối với chuyện tu luyện, thật là bác học đa tài. Mà Hàn Bình An cũng thực kinh ngạc, sở tiêu nhìn còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm tu luyện lại không ít. Điều này là do kỳ thật sở tiêu đã tu luyện mấy trăm năm ở càn khôn thiên địa. Cứ như vậy, hai người nói chuyện với nhau càng thêm hòa hợp. Đến cuối cùng, đề tài cũng bất giác nói tới tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Nhắc tới chuyện này, trong mắt sở tiêu hơi nổi lên tơ máu, đó là sỉ nhục cả đời hắn ta thấy sở tiêu huỳnh đệ không phải là loại người xúc động lỗ mãng rốt cục là vì nguyên nhân nào hàn bình an hỏi sở tiêu hít sâu một hơi nguyên nhân sâu xa thì tất nhiên là thù hận giữa sở thị đế tộc và vân thị đế tộc nhưng hiển nhiên không thể nói ra điều này tuy rằng hắn và hàn bình an nhất kiến như cố nhưng không có khả năng trực tiếp khai hết gốc gác ra cho nên sở tiêu lại giải thích nói rằng lúc trước ở thế giới thanh dương hắn và đạm đài thanh toàn thân thiết đến cỡ nào thậm chí đã định sẵn là đạo lữ của hắn kết quả sau đó lại bị quân tiêu giao cướp đi. Thân phận của quân tiêu giao từ ân nhân cứu mạng đạm đài thanh toàn, trở thành ác bá thiếu chủ cướp đi nữ nhân của hắn. Nghe xong lời giải thích của sở tiêu, Hàn Bình An khẽ nhíu mày và nói, ban đầu nghe được tin này, còn tưởng rằng vị vân tiêu thiếu chủ kia là nhân trung chi long, thực lực bất phàm. Kết quả xem ra cũng chỉ là hạng người bá đạo cướp thê từ người khác, tổn hại luân thường thôi. Hàn Bình An thân là thiên kiêu của tác hạ học cung, tất nhiên vô cùng coi trọng luân lý cương thường, ở nho giáo, hành vi cướp đoạt nữ nhân người khác là cực kỳ bị ổi, khiến người ta khinh thường. Sở tiêu cũng không nghĩ tới Hàn Bình An lại binh vực hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Dù sao đạm đài thanh toàn cũng đã giải thích với hắn, quân tiêu giao là ân nhân cứu mạng nàng. Hàn huynh, đây là chuyện của ta, để ta tự giải quyết đi, không ai được nhúng chàm nữ nhân của ta. Sở tiêu nói, Hàn Bình An nghe vậy thì không khỏi lộ ra một tia bội phục vỗ vỗ bả vai sở tiêu và nói, sở huynh, người yên tâm đi, có việc gì có thể tìm ta ở tắc hạ học cung. Cho dù vân tiêu kia có địa vị phi phàm, chỉ cần hắn tới tắc hạ học cung thì đứng mơ khinh nhục ngươi. Đa tạ hàn huynh, sở tiêu hơi mỉm cười. Sau đó hai người lại giao lưu một phen. Tiếp theo hàn bình an rời đi. Khảo hạch của tắc hạ học cung là quy tắc cứng nhắc, cho nên hắn cũng không trực tiếp mang sở tiêu thông qua khảo hạch. Nhưng Hàn Bình An nói, có hắn ở đây sở tiêu ở tắc hạ học cung tất nhiên vô ưu nhìn bóng dáng hàn bình an rời đi sở tiêu còn đang suy tư rốt cục hàn bình an có thân phận như thế nào ở tắc hạ học cung mà cả thiếu chủ quân tiêu giao của vân thị đế tộc cũng không sợ hãi cũng đúng chính nghĩa thì được ủng hộ gian ác không ai giúp đỡ có hàn huynh trợ giúp thì chuyến đi đến tắc hạ học cung này nhất định sẽ thuận lợi chờ đến lúc đó tu luyện tinh tiến lại tìm được lá vàng còn lại vân tiêu sỉ nhục mà ta phải chịu sẽ trả gấp bội lại cho ngươi giới hải vô biên vũ trụ vô tận mà trong khoảng thời gian gần đây có một mảnh vũ trụ vô cùng náo nhiệt vũ trụ đó tên là xã tắc vũ trụ cái tên xã tắc này chính là một nhân vật truyền kỳ từ giới hải do thánh nho đặt tên mà thánh nho chính là người sáng lập tắc hạ học cung cũng là tồn tại được vô số tu sĩ nho giáo thậm chí vô số sinh linh giới hải tôn xưng là thánh sư vô thượng cái gì gọi là thánh sư chính là sư phụ của vạn linh là lão sư người dạy dỗ chúng sinh vạn linh bởi vậy có thể thấy được vị thánh nho này siêu nhiên đến mức nào. Mà ông ta và hai người sáng lập hai giáo còn lại, cũng gọi là người sáng lập tam giáo. Ngày gần đây, tắc hạ học cung mở ra sơn môn, chiêu mộ học đồ, cũng hấp dẫn giới hải vô số sinh linh. Đừng nói là những tiểu môn tiểu phái đó, thậm chí thiên tài tán tu, cho dù là thiên kiêu thế lực bất hủ, truyền nhân bát đại đế tộc cũng bắt đầu đi về hướng xã tắc vũ trụ. Không phải nói tất cả thiên kiêu đều cảm thấy hứng thú với hạo nhiên chi khí của nho giáo mà là tắc hạ học cung trừ tuyệt học nho môn ra cũng có cất dấu hàng vạn điển tịch thậm chí còn có khả năng tìm được cổ thần thông tuyệt tích cổ tiên kinh của những nơi khác ở giới hải trong tắc hạ học cung cho nên đây cũng là nguyên nhân tắc hạ học cung hấp dẫn vô số tu sĩ đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là quy tắc rộng mở của tắc hạ học cung mặc kệ ngươi là thiên kiêu đế tộc hay là anh hùng trong lùm cỏ chỉ cần tới tắc hạ học cung thì phải tuân thủ quy tắc của tắc hạ học cung đây cũng là nguyên nhân những thiên kiêu xuất thân bình phàm kia nguyện ý gia nhập Tắc Hạ Học Cung. Ở trung tâm xã Tắc Vũ Trụ có một mảnh tinh vực mênh mông vô bờ, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh nằm trong đó. Mỗi một sinh mệnh cổ tinh đều có rất nhiều ngọn núi phập phồng uốn lượn chạy dài. Có thiên cung lơ lửng trên hư không, từng trận đạo văn, tiên khí mù mịt. Nơi này chính là tinh vực tọa lạc của Tắc Hạ Học Cung. Mà trên một sinh mệnh cổ tinh trung tâm lớn nhất có một tòa sơn môn cao ngất trong mây bốn cái chữ to rồng bay phượng múa rực rỡ lấp lánh chính là tắc hạ học cung nghe đồn bốn chữ này chính là chữ viết do người sáng lập tắc hạ học cung thánh nho lưu lại tất cả thiên kiêu tắc hạ học cung đi vào dù xuất thân tôn quý huyết mạch bất phàm đến mức nào chỉ cần nhìn thấy bốn chữ này cũng sẽ dâng lên cảm giác tôn sùng kính ngưỡng đây cũng là nguyên nhân tắc hạ học cung có thể làm những tên cứng đầu cao ngạo kia chịu thuận theo mà giờ phút này ở trước sơn môn tắc hạ học cung hội tụ không chỉ trăm vạn tu sĩ họ chi chít, phóng mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là đám đông nghìn nghịt. Mỗi một lần tắc hạ học cung mở ra đều là một thịnh hội thiên kiêu. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi sẽ hội tụ tại đây. Cũng chỉ có lúc này, mọi người mới có thể nhìn thấy những yêu nghiệt đứng đầu đã nghe danh từ lâu. Vô số tu sĩ canh giữ ở ngoài sơn môn, vẫn chưa tiến vào. Bởi vì muốn gia nhập tắc hạ học cung cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy tắc hạ học cung được coi là giáo dục không phân nòi giống, nhưng muốn tiến vào cũng phải trải qua hai khảo nghiệm một là lên trời thang hai là thánh đạo bia lên trời thang là kiểm tra thực lực chân chính của tu sĩ thánh đạo bia lại khảo nghiệm thiên phú tiềm lực của tu sĩ chỉ có người thông qua hai khảo nghiệm này mới có tư cách tiến vào tắc hạ học cung mà trong lúc đám người chờ đợi rốt cuộc một bóng dáng cũng đi tới nơi đây nhìn bốn chữ tắc hạ học cung kia bóng dáng tuổi trẻ đáo lộ ra ánh mắt phấn chấn chính là sở tiêu sự to lớn trang nghiêm của tắc hạ học cung vượt qua dự đoán của sở tiêu tu hành trong thánh địa này, cộng thêm càn khôn thiên địa trong càn khôn hồ lô, sở tiêu có tự tin có thể đuổi kịp quân tiêu giao trong khoảng thời gian ngắn. Mà hắn lại nghĩ tới là đạm đài thanh toàn bảo hắn tiến đến, vậy hẳn đạm đài thanh toàn cũng sẽ đến. Đến lúc đó, hắn có thể hàn gắn quan hệ và đạm đài thanh toàn ở học cung, có thể nói là một công đôi việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến đây, trên mặt sở tiêu nhịn không được lộ ra ý cười. Lúc này, bên kia bỗng có tiếng kinh nghi vang lên, hả? ta đã thấy người nọ, hình như là người bị thiếu chủ của vân thị đế tộc, đánh giống như con chó trên tiệc mừng thọ trước đó của đạm đài cổ tổ. À, thì ra hắn là sở tiêu sao. Trông tướng mạo cũng đường đường, khí thế không kém, chỉ tiếc là kẻ lỗ mãng, còn dám xung đột với con trai của thiên nhai đại đế. Rất nhiều thiên kiêu chung quanh đều nhìn về phía sở tiêu. Trong giọng nói của họ tràn đầy khinh thường, điều này làm vẻ mặt vốn vui sướng của sở tiêu lại trở nên xanh mét. Ở thế giới thanh dương, hắn là sở tôn được người người tôn kính, kết quả đi ra bên ngoài thì thanh danh lại hôi thối không ngửi được mọi người càng trào phúng thì hận thù của hắn đối với quân tiêu giao càng tăng mạnh nhưng người chung quanh cũng chỉ nói cho sướng miệng một chút mà thôi dù sao thực lực của sở tiêu rõ như ban ngày cả thiên kiêu đế tộc hạ hầu trấn cũng không ngăn được một chiêu của quân tiêu giao tốt xấu gì sở tiêu cũng có thể chịu được hai ba chiêu đã đến được trình độ thiên kiêu đế tộc cho nên người chung quanh cũng chỉ lạnh lùng trào phúng mà không thật sự động thủ khiêu khích mà lúc này lại có tiếng ô lên chuyển đến hấp dẫn tầm mắt của mọi người đó là một tráng hán lưng hùm vai gấu thân thể khỏe mạnh giống như một người khổng lồ thậm chí không gian chung quanh cũng mơ hồ vạn vẹo chấn động là cổ kinh thiên của cổ thần đế tộc nghe đồn hán chính là hậu duệ của vương tộc cổ thần nhìn thấy tráng hán trẻ tuổi kia trong mắt rất nhiều thiên kiêu tu sĩ chung quanh đều mơ hồ lộ ra một tia chấn động cổ thần đế tộc là một trong những huyết mạch vô cùng cổ xưa trong bát đại đế tộc sức mạnh và nhục thân của họ là số một số hai trong bát đại đế tộc nghe đồn cổ thần thời kỳ thượng cổ có chiến tích tay xé chân long cổ thần bình thường cũng đã cường đại như thế càng đừng nói là vương tộc cổ thần mà cổ kình thiên chính là hậu duệ của vương tộc cổ thần thanh danh không yếu trong giới hải cổ kình thiên đến chỗ này nhìn quét tứ phương một lần rồi gãi gãi đầu và nói còn chưa tới sao mục đích chủ yếu của kình thiên đi đến nơi này không phải là gia nhập học cung mà là muốn gặp quân tiêu giao một lần lúc này lại có tiếng kinh hô vang lên một bóng dáng mang theo khí tức vô cùng trầm hồn xuất hiện thậm chí cả cổ kình thiên cũng phải nhìn qua đó là một nam tử khí vũ hiên ngang khoanh tay cất bước đi đến trong lúc hành tẩu hắn ta lộ ra long hổ chi tư làm khuấy động phong vân từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn mọi người đều cảm giác được một loại áp bách kia vị kia là thiên kiêu cổ đại bị phong ấn của hạ hầu đế tộc hạ hầu phong vân bát đại đế tộc có nội tình thâm hậu vô số thiên kiêu mà hiển nhiên Hạ Hầu đế tộc không có khả năng chỉ có một vương giả đương thời là Hạ Hầu Trấn. Vị Hạ Hầu Phong Vân này là thiên kiêu cổ đại bị đánh thức, thực lực còn khủng bố hơn Hạ Hầu Trấn nhiều. Sau khi đi đến, Hạ Hầu Phong Vân cứ đứng sừng sững trên hư không, mặt không cảm xúc, không dên một tiếng, tựa như một vương giả cao lãnh. Mọi người đều biết được mục đích Hạ Hầu Phong Vân tới đây là cái gì. Thân là thiên kiêu bị phong ấn, kỳ thật Hạ Hầu Phong Vân không có cần thiết phải gia nhập Tắc Hạ Học Cung vậy mục đích của hắn ta chỉ có một chính là đòi lại công bằng cho hạ hầu đế tộc sau khi các thiên kiều đế tộc như cổ kình thiên và hạ hầu phong vân xuất hiện không khí của tắc hạ học cung lập tức trở nên càng nhiệt liệt kỳ thật rất nhiều người đều đang chờ mong bóng dáng kia có đến hay không đặc biệt trong mắt rất nhiều nữ tu đều toát ra tò mò và khát khao dù sao quân tiêu giáo cũng đã đăng đỉnh hình mạo phong thần bi có thể nói là có được giá trị nhan sắc cử thế vô song ai không muốn nhìn thấy tiên nhan nhưng theo thời gian trôi đi bóng dáng kia vẫn chưa xuất hiện mà khảo nghiệm của tắc hạ học cung đã bắt đầu rồi ong ong trong hư không bỗng có tiếng chấn động vang lên ngay sau đó vô số đạo văn hiện hóa lưu chuyển trên hư không cuối cùng còn ngưng tụ thành một cái cầu thang tựa như cầu thang thiên quốc cứ kéo dài mãi vào sâu trong tắc hạ học cung đây là khảo nghiệm đầu tiên lên trời thang tất cả thiên kiêu đều phải chống lại uy áp cực mạnh để bước qua thang trời nếu không qua được cả cửa thứ nhất thì chứng minh thực lực hữu hạn không thể thông qua khảo hạch thang trời hiện hóa tất cả thiên kiêu đều bắt đầu bước lên sở tiêu cũng nhảy lên trước hắn nóng lòng chứng minh năng lực của mình ngược lại cổ kình thiên và hạ hầu phong vân rất thản nhiên thong dong có lẽ đây chính là sự bình thản đặc trưng của thiên kiêu đế tộc đối với những thiên kiêu đế tộc bọn họ thì cái gọi là khảo hạch này chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút mà thôi từng vị thiên kiêu bước lên thang trời một luồng uy áp khủng bố chút xuống sở tiêu lại thích ứng với điều này bước chân không chậm lại chút nào dù sao thực lực hiện tại của hắn đã không kém hơn một số thiên kiêu đế tộc hơn nữa thần thông thời gian tìm hiểu được từ lá vàng làm tốc độ của hắn ta cực nhanh mà giờ phút này ở tắc hạ học cung một ít bóng người đang đứng tại đây trước mặt bọn họ có hình chiếu pháp lực hiện lên hiện hóa ra bóng dáng những thiên kiêu trên thang trời hà tốc độ của người này thật nhanh ta biết hắn hình như là người trước đó đã là khiêu chiến vân thị thiếu chủ ở tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Tuy rằng là nghe con mới sinh không sợ cọp, nhưng nhìn có vẻ là hạt giống tốt. Những bóng dáng đó chính là một ít thành viên của tắc hạ học cung. Mà trong đó có một hình bóng rất quen thuộc, tay hắn ta cầm quạt xếp, mang theo cảm giác nho nhã trí thức. Đó chính là tống đạo sinh trước kia đã từng qua lại với quân tiêu giao, ở phong thần bi. Tống đạo sinh cũng là một trong 72 hiền nhân của tắc hạ học cung, được gọi là tống hiền nhân, địa vị không thấp. Mà trùng hợp hắn ta, cũng là một trong những khảo hạch quan của thánh đạo bia ở cửa thứ hai tống đạo sinh tới đây trước là vì xem thử có hạt giống tốt nào hay không dù sao tranh đoạt phe phái trong tắc hạ học cung cũng thực kịch liệt có thể thu một ít hạt giống tốt về phe mình cũng rất tốt người này chính là sở tiêu cũng rất bất phàm đáng tiếc hắn không biết tự lượng sức mình chống đối với quân công tử tống đạo sinh thầm nghĩ trong lòng thông thường mà nói hạt giống tốt như sở tiêu tuyệt đối là tiêu điểm tranh đoạt của các đại phái hệ của tắc hạ học cung nhưng hắn lại đắc tội quân tiêu giao. Đối với tống đạo sinh mà nói, quân tiêu giao chính là cái đùi hắn luôn muốn ôm. Mà nếu sở tiêu đắc tội quân tiêu giao, chỉ có thể nói hắn ta quá xui xẻo. Trước kia ta đã nói chuyện của quân công tử cho viên tiên sinh nghe, mà sau đó viên tiên sinh nói quân công tử đã đáp ứng sẽ đến. Một khi đã vậy, cũng không thể để con ruồi bọ sở tiêu này quấy dày quân công tử. Tống đạo sinh thầm nghĩ trong lòng. Tống đạo sinh đường đường là một trong 72 hiền nhân của tác hạ học cung, giờ phút, này lại như biến thành người hầu của quân tiêu giao. Nhưng cũng chỉ có người ưu tú như quân tiêu giao mới có thể làm tống đạo sinh, cam tâm thần phục như vậy. Mà cũng là hắn nói cho viên tiên sinh, phải cố mượn sức quân tiêu giao đến phái của Yến Phu Tử. Nghĩ đến đây, trong mắt tống đạo sinh hiện lên một tia đen tối. Theo thời gian trôi đi, cửa ải lên trời thăng đầu tiên cũng đã kết thúc. Chỉ ải này thôi đã đào thải bảy phần thiên kiêu, có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Đương nhiên đám người sở tiêu đều đã xâm nhập cửa thứ hai các thiên kiêu đế tộc hạ hầu phong vân thì càng không cần phải nói mà cửa thứ hai thánh đạo bia là một tấm bia đá cổ xưa cao trên vạn trượng trên đó có khắc kinh văn thần thông ý cảnh do tổ tiên thánh hiền của tắc hạ học cung lưu lại nhưng lại cực kỳ hỗn độn cũng cực kỳ thâm ảo mà khảo nghiệm thứ hai chính là để các thiên kiêu kia tìm hiểu ra một ít chiêu thức thần thông hoặc là câu kinh văn từ thánh đạo bia phức tạp thâm ảo kia căn cứ kết quả tìm hiểu ra được để phán đoán họ có thiên phú có thể gia nhập Tắc Hạ học cung hay không. Đây là khảo nghiệm thiên tư tiềm lực, mà Sở Tiêu rất tự tin vào điểm này, đừng nhìn hắn tuổi nhỏ, kỳ thật đã tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm ở Càn Khôn thiên địa. Hơn nữa trước kia hắn còn từng luận đạo với Hàn Bình An, cho nên cửa ải này quá đơn giản đối với Sở Tiêu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Sở Tiêu lộ ra một ý cười tự tin, sau đó ngồi xếp bằng trước Thánh Đạo bia, bắt đầu tìm hiểu. Mà Tống đạo sinh chắp tay sau lưng, đạm mạc mà nhìn Sở Tiêu. Rất nhanh, sở tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng đã mở mắt, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, hắn đã có lĩnh ngộ. Sau đó, sở tiêu đã ghi chép thành quả lĩnh ngộ được vào ngọc giản. Tống đạo sinh vung một tay lên, lập tức thu ngọc giản tới. Khóe miệng sở tiêu nhách lên một tia ý cười. Mà khi hắn cho rằng mình có thể gia nhập tắc hạ học cung thì bỗng nhiên, một câu nói đạm mạc truyền đến, thứ lĩnh ngộ ra không tính thành thục, có nhiều sơ suất thô giáp, người có thể đi rồi. Người lên tiếng tất nhiên là tống đạo sinh hắn ta đã vô hình trở thành chó săn trung thành của quân tiêu giao, tất nhiên không có khả năng để sở tiêu tiến vào. Cái gì? Sao có thể? Ý cười trên mặt sở tiêu cứng đờ, vẻ mặt trở nên lãnh khốc. Hắn có tự tin lĩnh ngộ của mình tuyệt đối sẽ không kém hơn thiên kiêu đế tộc, cả thiên kiêu đế tộc cũng có thể tùy ý tiến vào tắc hạ học cung. Vì sao hắn không thể? Hừm, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Vẻ mặt tống đạo sinh rất hờ hững. Thấy tình cảnh này, các thành viên khác của tắc hạ học cung cũng không nói thêm gì. Tuy rằng bọn họ cảm thấy sở tiêu không đến mức kém như vậy, nhưng dù sao Tống Đạo Sinh cũng là một trong 72 hiền nhân, cũng không ai muốn đi đắc tội. Xin hỏi ta lĩnh ngộ không đúng chỗ nào? Sở tiêu rắn mắt nhìn chằm chằm Tống Đạo Sinh. Hắn ta mơ hồ có trực giác Tống Đạo Sinh này đang cố ý, nhưng hắn không nghĩ ra mình từng đắc tội người của tắc hạ học cung. Trước kia người duy nhất quen biết chính là Hàn Bình An, nhưng Hàn Bình An không có khả năng bảo người đối xử với hắn như vậy. Tống Đạo Sinh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, ta nói có vấn đề chính là có vấn đề hơn nữa mặc dù ngươi qua được ải này còn có cửa thứ ba ngươi chưa chắc có thể bước qua tống đạo sinh vừa nói ra lời này làm những người còn lại rất kinh ngạc cái gì sao còn có cửa thứ ba bình thường không phải chỉ có hai ải sao không biết xem ra biến số lần này rất lớn trước kia gia nhập tắc hạ học cung chỉ cần thông qua hai ải mà hiện tại lại có thêm cửa thứ ba làm mọi người cảm thấy rất bất ngờ sở tiêu cắn chặt răng hiện tại hắn có thể xác định tống đạo sinh đang làm khó dễ hắn mà lúc sở tiêu muốn báo ra tên của hàn bình an một nam tử trẻ tuổi mặc nho sam vải bố đã cất bước đi đến tống hiền nhân quyết định này của ngươi thật sự chính xác sao nghe thấy giọng nói này sắc mặt tống đạo sinh hơi thay đổi có chút khó coi nam tử trẻ tuổi mặc vải bố nho sam khí chất siêu nhiên này tuy không bằng hàn bình an trước đó sở tiêu gặp được nhưng vẫn có vẻ cực kỳ bất phàm thì ra là hạc thánh Sắc mặt Tống Đạo Sinh thoáng hiện chút tái xanh, hơi chắp tay. Nam tử trẻ tuổi này rõ ràng là một trong thập đại chân truyền thánh nhân của Tác Hạ Học Cung, tên là Hạc Tử Hiên. Thân là chân truyền thánh nhân, Hạc Tử Hiên được gọi là Hạc Thánh, địa vị của hắn ở Tác Hạ Học Cung còn cao hơn Tống Đạo Sinh. Cho dù Tống Đạo Sinh nhìn thấy cũng phải thấp đầu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, phe phái của Hạc Tử Hiên vừa vặn là quan hệ cạnh tranh với phe của Tống Đạo Sinh. Nhưng điều làm Tống Đạo Sinh nghi hoặc chính là lúc này Hạc Tử Hiên lại đây làm gì? Hạc Tử Hiên nhìn về phía Sở Tiêu, chợt mỉm cười và nói, Sở Huynh, thật là cử ngưỡng đại danh. Sở Tiêu có chút nghi hoặc, trước khi tới đây, hắn cũng hơi tìm hiểu về tắc hạ học cung một chút. Chân truyền thánh nhân có địa vị rất phi phàm ở tắc hạ học cung, mà hiện tại lại thể hiện thiện, ý với hắn. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu sở tiêu bỗng chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì, Hàn Huynh. Nhớ tới Hàn Bình An, đôi mắt sở tiêu chợt lóe, Trước kia hắn phỏng đoán, có lẽ Hàn Bình An là một trong chân truyền thánh nhân của tác hạ học cung. Hiện tại xem ra thân phận của Hàn Bình An, còn thần bí cao thâm hơn suy nghĩ của hắn. Nhưng sở tiêu cũng phản ứng rất nhanh, mỉm cười chắp tay và nói, Hạc huynh khách khí. Với thiên tư thực lực của sở huynh ngươi, tiến vào tác hạ học cung hẳn không phải vấn đề lớn mới đúng. Hạc tử hiên nói, ngược lại nói với tống đạo sinh, đưa ngọc giản qua cho ta xem. Sắc mặt tống đạo sinh hơi xanh đi, hắn ta thật sự không ngờ Hạc Tử Hiên lúc này sẽ ra tới. Chẳng lẽ phe phái của bọn họ muốn nhận lấy sở tiêu? Nhưng trước mắt bao người, Tống Đạo Sinh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu lấy ngọc giản ra. Thân phận hiền nhân của hắn ta vẫn thấp hơn chân truyền thánh nhân một bậc. Hạc Tử Hiên tiếp nhận ngọc giản rồi đảo qua, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh và nói, ha ha, Tống Hiền Nhân, tiêu chuẩn của người thật hơi cao đấy. Chỉ là ta nghĩ như vậy mà thôi. Tống Đạo Sinh đỉnh áp lực nói, à, Nói như vậy, thế thì không bằng giao cho chư vị phu tử bình phán thế nào? Khóe miệng Hạc Tử Hiên tràn ra nụ cười lạnh nghiền ngẫm. Mặt Tống đạo sinh nhịn không được vừa xị xuống. Tắc Hạ học cung coi trọng quy tắc nhất, nếu bị phát hiện hắn cố tình chèn ép Sở Tiêu thì nhất định sẽ bị trách phạt. Nghiêm trọng thêm một chút, nói không chừng còn bị bãi miễn thân phận hiền nhân. Mà khi Tống đạo sinh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên, "Tống huynh, đã lâu không thấy." Nghe thấy giọng nói này, Tống đạo sinh vốn mang vẻ mặt đen tối bỗng hiện ra một tia mừng rỡ. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, một tòa lâu thuyền xa xỉ quý giá lao qua hư không, giá lâm phía trên tắc hạ học cung. Mà trên bong lâu thuyền có ba bóng dáng đứng sừng sững. Một bạch y công tử đứng ở trung gian có phong tư siêu trần, dáng vẻ bất phàm, thanh tuấn như trích tiên, khí độ cao quý thông dong, đó là quân tiêu giao. Mà hai nữ tử đứng bên cạnh chính là đạm đài thanh toàn và đạm đài minh châu đi cùng. Xôn xao khi nhìn thấy quân tiêu giao hiện thân toàn trường đều vang lên tiếng ồ lên các thiên kiều đế tộc cổ kình thiên hạ hầu phong vân đều lập tức nhắm vào quân tiêu giao ai cũng có tâm tư khác nhau mà quân tiêu giao đối mặt với vô số ánh mắt vẻ mặt bất biến khí độ ung dung hắn nhìn về phía đám người tống đạo sinh sở tiêu liếc mắt một cái đã rõ nhân quả trong chuyện này đơn giản là tống đạo sinh muốn lấy lòng hắn không nghĩ làm sở tiêu gia nhập tắc hạ học cung sau đó vướng phải phiền toái khi sở tiêu nhìn thấy đạm đài thanh toàn đứng bên người quân tiêu giao, thì trái tim bỗng co rút đau đớn, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Đạm đài thanh toàn lại đi cùng quân tiêu giao. Điều này làm ngũ tạng lục phủ của hắn như đau đớn vặn vẹo lại với nhau, hắn đã tính là hàn gắn quan hệ với đạm đài thanh toàn ở tắc hạ học cung. Sao cảm thấy hắn vẫn là người ngoài cuộc? Mà sau khi hạc tử hiên nhìn thấy quân tiêu giao thì cũng ngẩn ra, là do quân tiêu giao quá mức siêu nhiên. Thậm chí còn muốn siêu nhiên hơn cả người mà hắn ta tôn sùng nữa quân tiêu dao và đám người đạm đài thanh toàn bước xuống từ lâu thuyền mà giờ phút này tống đạo sinh đã kích động đến sắc mặt đỏ lên quân công tử không nên gọi là vân tiêu thiếu chủ tống đạo sinh tiến lên chắp tay hành lễ tống huynh khách khí quân tiêu dao cười nhạt trong lòng tống đạo sinh thầm thở phào nhẹ nhõm không biết vì sao quân tiêu giao tới đây làm hắn ta tự tin lên rất nhiều giống như một con chó săn đã chờ được chủ nhân nhà mình tới thì ra là vân tiêu thiếu chủ tiếng tăm lừng lẫy kính đã lâu cho dù là hạc thánh hạc tử hiên trước đó cao cao tại thượng giờ phút này khí thế cũng bị áp chế gắt gao chỉ có thể chắp tay và nói quân tiêu dao chỉ lạnh nhạt gật gật đầu giống như trưởng bối đáp lại vãn bối điều này làm sắc mặt hạc tử hiên không quá đẹp quân tiêu dao lại nhìn về phía sở tiêu làm ra vẻ bất ngờ mà nói thì ra sở đạo hữu cũng ở thật là trùng hợp thật sở tiêu người đã đến rồi đạm đài thanh toàn hơi mỉm cười sắc mặt sở tiêu không quá đẹp nhưng cũng biết hiện tại tạm thời chỉ có thể nhịn xuống. Mà sau khi quân tiêu giao xuất hiện, thắt lưng của tống đạo sinh cũng thẳng lên. Địa vị của chân truyền thánh nhân rất cao, nhưng trong mắt người có thân phận như quân tiêu giao thì cũng chỉ có như vậy. Lúc này, lại có một nam tử trung niên vội vàng đi tới, mặt mang nụ cười mà nói, vân tiêu thiếu chủ tới rồi, thật là hãnh diện cho tắc hạ học cung ta. Người tới chính là viên tiên sinh. Viên tiên sinh, quân tiêu giao khẽ gật đầu chào hỏi. Vân tiêu thiếu chủ đi đường mệt nhọc, không bằng đi vào rồi nói sau, thiếu chủ chịu gia nhập tắc hạ học cung ta thì thật là may mắn. Viên tiên sinh mỉm cười và nói, lần này, toàn trường đều vô cùng kinh ngạc, quân tiêu giao lại trực tiếp được mời gia nhập tắc hạ học cung, đây có còn là tắc hạ học cung thiết diện vô tư kia không? Viên tiên sinh, này, hạc tử hiên cũng ngây dại, chẳng lẽ phải vì một quân tiêu giao mà đánh vỡ quy tắc của tắc hạ học cung? Thế nào, có ý kiến sao? Vân tiêu thiếu chủ thiên có tư phi phàm, Phụ thân lại là Thiên Nhai Đại Đế, từng là nhân vật ưu tú nhất của Tác Hạ Học Cung, con kế nghiệp cha, cho giỏi hơn thầy, chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ không có tư cách này sao?" Viên Tiên Sinh lạnh lùng nói. Lời này làm mọi người ở đây đều trầm mặc, cho dù là những thiên kiêu sấm quan kia cũng trầm mặc. Thiên Nhai Đại Đế có thanh danh quá mạnh ở giới hải, hơn nữa biểu hiện của Quân Tiêu giao trước đó cũng cực kỳ kinh diễm, đã thuyết phục người khác Tác Hạ Học Cung ta nhưng không phá hư quy tắc. Nếu có ai ở đây tự hỏi có thể sánh được với vân tiêu thiếu chủ, hắn cũng có thể trực tiếp gia nhập. Viên tiên sinh quát lớn. Bốn phía không ai trả lời. Cho dù là hạ hầu phong vân cố tình muốn gặp mặt quân tiêu giao, sau khi thật sự nhìn thấy quân tiêu giao thì ánh mắt cũng ngưng trọng đến cực điểm, không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta không muốn dẫm vào vết xe đổ của hạ hầu trấn Thấy mọi nơi yên tĩnh, viên tiên sinh hơi mỉm cười, như vậy vừa có thể lấy lòng quân tiêu giao, lại không phá hư quy tắc của tắc hạ học cung có thể nói là viên mãn quân công tử nhìn thấy cả tắc hạ học cung luôn luôn khắc nghiệt cũng mở cửa sau cho quân tiêu giao trong mắt đạm đài thanh toàn và đạm đài minh châu sắp tràn ra ý tôn sùng điều này làm sở tiêu đứng bên cạnh cực kỳ đau lòng mà đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên viên tiên sinh tắc hạ học cung ta từng có quy tắc này sao giọng nói này vô cùng mờ mịt lại rất thản nhiên thong dong cho dù viên tiên sinh nghe thấy cũng hơi biến sắc mà hạc tử hiên nghe thấy giọng nói này thì trái tim đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, rốt cuộc vị kia cũng tới rồi. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, một nam tử mặc nho sam, khuôn mặt tuấn lãng thản nhiên cất bước đến, trên mặt tràn đầy chính khí. Trên người còn có một loại nho vận cực kỳ huyền ảo lưu chuyển, có vẻ sâu không lường được. Đó chính là Hàn Bình An. Hàn Huynh. Sở tiêu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Ha ha, sở Huynh, ta ăn bài tử hiên lại đây xem, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hàn Bình An cười nhạt, quả nhiên hạc tử hiên là do hắn ta an bài lại đây mà có thể tùy tiện điều phái chân truyền thánh nhân có thể hơi suy đoán ra thân phận của hàn bình an này ra mắt tiểu sư thúc hạc tử hiên cung cung kính kính nói hắn ta vốn là người của hàn bình an mà những người còn lại của tắc hạ học cung cũng chắp tay nói tham kiến tiểu sư thúc làm người ta kinh ngạc chính là cho dù là viên tiên sinh địa vị bất phàm nhìn thấy hàn bình an cũng lộ ra vẻ mặt không quá tự nhiên hơi chắp tay và nói ra mắt tiểu sư thúc những thiên kiêu tiến đến tham gia khảo hạch đều sợ ngây người đây là nhân vật nào mà cả tiên sinh của tắc hạ học cung cũng phải gọi là sư thúc bắc nho hàn bình an ánh mắt hạ hầu phong vân hơi đanh lại lẩm bẩm nói thân là thiên kiêu đế tộc tầm nhìn của hắn ta rất bất phàm liếc một cái liền nhìn ra thân phận của hàn bình an nhưng còn có một nguyên nhân đó là ở hạ hầu đế tộc có một tồn tại tên tuổi sánh ngang với hàn bình an cũng bị phong ấn đến nay như hắn ta đối mặt với người kia cho dù là vương giả bị phong ấn hạ hầu phong vân cũng phải tôn kính vài phần vị kia chính là một trong năm đại thiên kiêu vương giả đông tây nam bắc trung bắc nho hàn bình an thì ra là hắn được xưng là tiểu sư thúc trong tắc hạ học cung hiện giờ vừa gặp quả thực bất phàm khó trách có thể trở thành một trong năm đại thiên kiêu vương giả sau khi thân phận của hàn bình an bị làm sáng tỏ nơi đây cũng trở nên rất ồn ào mọi người không nghĩ tới mình có thể tận mắt nhìn thấy một trong năm đại thiên kiêu vương giả tiểu sư thúc của tác hạ học cung, Bắc nho hàn bình an, hàn huynh lại có địa vị như vậy. Dù là sở tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng cảm thán khí vận của mình quả nhiên phi phàm, lại có thể trở thành bạn tốt với nhân vật siêu nhiên như vậy. Hắn chính là Hàn Bình An. Quân tiêu giao cũng đang đánh giá Hàn Bình An. Không thể không nói, Hàn Bình An có danh xưng bắc nho mang khí tức thật sự rất bất phàm. Mà đạm đài thanh toàn đứng bên cạnh cũng nhỏ giọng truyền âm với quân tiêu giao, quân công tử, vị hàn bình an này thật sự rất bất phàm, thậm chí có đồn đãi nói rằng hắn có thánh nho chi phong. Nghe thấy lời này, ánh mắt quân tiêu giao trượt lóe. Thánh nho chi phong là đánh giá cực cao, dù sao thánh nho cũng là người sáng lập nho giáo. Lấy cảm giác thần hồn nhạy bén của quân tiêu giao, cũng đã nhận ra điểm bất phàm của hàn bình an. Hình như trong thân thể hắn ta luôn luôn có hạo nhiên chi khí lưu chuyển, dâng trào, đó là một khí thể bẩm sinh đã có. Các hạ chính là thiếu chủ vân tiêu của. Vân thị, cửu ngưỡng đại danh. Hàn Bình An nhìn về phía quân tiêu giao, trong mắt cũng có chút bất ngờ. Quân tiêu giao phong thần tú giật, tiêu sái siêu trần, quả thực như chân tiên dáng thế, thật sự khó có thể liên tưởng hắn với ác bà đoạt người thương của người khác. Nhưng sở tiêu lại không có khả năng lừa hắn, cho nên Hàn Bình An cho rằng quân tiêu giao là hạng người ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Nhận thấy giọng điệu của Hàn Bình An không đúng lắm, quân tiêu giao lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn và Hàn Bình An không oán không thù mới đúng. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi sở tiêu bột miệng thốt ra câu Hàn Huynh theo bản năng, quân tiêu giao lập tức liền hiểu ra. Bạn tốt của khí vận chi tử sao? Kỳ thật cũng thực bình thường, khí vận chi tử như sở tiêu trừ đối thủ ra, thì sẽ gặp được bằng hữu trợ giúp hắn. Hơn nữa bình thường đều là hạng người thân phận bất phàm. Xem ra Hàn Bình An này chính là người đó. Đổi là người khác, nói không chừng sở tiêu còn có thể cáo mượn oai hùm, nhưng trong mắt quân tiêu giao, hàn bình an này cũng chỉ có cấp bậc hơi cao một chút thôi còn lâu lắm mới làm hắn kiêng kỵ bắc nho hàn bình an cũng nghe đại danh đã lâu quân tiêu dao không mặn không nhạt trả lời một câu cảm giác được trong giọng nói của quân tiêu dao ẩn chứa cảm giác cao cao tại thượng hàn bình an nhíu mày xem ra lời sở tiêu nói thật sự là thật người này là quý công tử đế tộc vinh váo hung hăng nhưng nơi này là tắc hạ học cung là địa bàn của hàn bình an này nếu vân tiêu thiếu chủ muốn gia nhập tắc hạ học cung vì sao không trải qua khảo hạch từ đầu chứ? Hàn Bình An lạnh nhạt nói. Đây là công khai muốn vào mặt quân tiêu giao. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Sắc mặt viên tiên sinh đứng bên cạnh lập tức mặt trở nên khó coi, bởi vì Hàn Bình An có địa vị phi phàm ở tắc hạ học cung, hơn nữa rất được thánh phu tử coi trọng, cho dù ông ta là tiên sinh cũng không tiện đắc tội. Nhưng ông vẫn căng ra đầu mà nói, Hàn Tiểu Sư Thúc, lấy tư chất của vân tiêu thiếu chủ, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa đây cũng là ý của Yến Phu Tử. Không có cách nào, viên tiên sinh chỉ có thể kéo chỗ dựa ra, đó là Yến Phu Tử. Người có địa vị tối cao ở tắc hạ học cung chính là cung chủ đương nhiệm, thánh phu tử. Mà phía dưới chính là mấy đại phu tử. Yến phu tử là một trong số đó. Mà mấy đại phu tử này, đều là người cạnh tranh vị trí cung chủ đời kế tiếp của tắc hạ học cung. Cho nên trong tắc hạ học cung mới có phân chia nhiều phe phái như vậy. Yến phu tử, hàn bình an khẽ nhíu mày tuy rằng hắn có địa vị rất cao ở tắc hạ học cung nhưng vẫn thấp hơn vài vị phu tử một bậc tuy rằng sau lưng hàn bình an cũng có một vị cố phu tử hơn nữa cũng được cung chủ thánh phu tử coi trọng nhưng hắn cũng không muốn đắc tội một vị phu tử khác nhưng hắn lại muốn xả giận thay cho sở tiêu mà lúc này ánh mắt quân tiêu dao thay đổi đột nhiên hỏi viên tiên sinh viên tiên sinh nghe nói lần này tắc hạ học cung còn có khảo nghiệm thứ ba là cái gì Viên tiên sinh nghe vậy thì trả lời, kỳ thật khảo nghiệm thứ ba này chính là đi đến một thế giới cổ xưa tàn phá. Đó là một mảnh đất tan hoang còn lại sau đại chiến thượng cổ, có rất nhiều kẽ nứt hư không, khe không gian. Mà nơi đó cũng là một địa điểm bị hắc họa tộc đàn xâm lấn, cho nên quanh năm cần cường giả của giới hải chấn thủ. Tắc hạ học cung coi việc chống đỡ hắc họa tộc đàn làm nhiệm vụ của mình. Ai khảo nghiệm thứ ba chính là đi đến vũ trụ kia, đánh chết hắc họa tộc đàn. Chỉ cần giết được số lượng nhất định liền tính thông qua khảo hạch. Nghe xong lời nói viên tiên sinh, những thiên kiêu ở đây lập tức biến sắc. Ải thứ ba này lại là khảo nghiệm thực chiến. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Quân tiêu giao nghe vậy lại cười nhạt và nói, một khi đã vậy, vậy ta đi một chuyến đã sao đâu. Thân là người của vân thị đế tộc, chấn sát hắc họa tộc đàn cũng là sứ mệnh của ta. Giết thêm được một hắc họa tộc đàn là có thể giúp vạn linh của giới hải, giảm đi một uy hiếp, cớ sao không làm. Có thể nói quân tiêu giao nói lời này rất hiên ngang lẫm liệt, khiến người ta không tìm ra tật xấu nào các tu sĩ thiên kiêu chung quanh đặc biệt là mấy nữ tử hâm mộ giá trị nhan sắc của quân tiêu dao đã hét lên không hổ là vân tiêu thiếu chủ tầm mắt thông thoáng lòng mang thương sinh là phúc của giới hải chúng ta không sai vân tiêu thiếu chủ không hổ là con trai của thiên nhai đại đế thiên nhai đại đế chấn thủ vô nhân khu con trai cũng lòng đầy chân thành quân tiêu giao lập tức được thiên kiêu tứ phương tôn sùng kính yêu điều này làm hàn bình an hơi nhíu mày lại hắn vốn muốn làm quân tiêu giao xấu hổ nhưng ngược lại lại giúp quân tiêu giao loi kéo không ít nhân tâm. Thẳng đến giờ phút này, Hàn Bình An mới bắt đầu nhìn thẳng vào quân tiêu giao. Có vẻ vị thiếu chủ mới này của vân thị đế tộc cũng có chút bản lĩnh. Hàn Bình An thân là một trong năm đại thiên kiêu vương giả Đông Nam, Tây Bắc Trung, ngày thường đã quen siêu nhiên, cũng hiếm có thiên kiêu nào lọt được vào pháp nhãn của hắn. Nhưng hiện tại, đối mặt với quân tiêu giao, trong lòng hắn đột nhiên có một tia cảnh giác, đây tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Viên Tiên Sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quân Tiêu Dao đang giải vây giúp ông, giúp ông có cớ để dàn xếp. Nghĩ đến đây, trong lòng Viên Tiên Sinh không khỏi xuất hiện một tia cảm kích. Nhưng Quân Tiêu Dao lại nói, "Tất nhiên bản thiếu chủ muốn đi đến đánh chết Hắc Họa tộc đàn, nhưng hai nữ tử Thanh Toàn không cần đi." Ngụ ý là Quân Tiêu Dao muốn Đạm Đài Thanh Toàn và Đạm Đài Minh Châu miễn được khảo hạch. Lúc này mà Quân Tiêu Dao còn suy xét cho mình trong mắt đạm đài thanh toàn cũng hiện lên một tia cảm động, trong lòng ấm áp, mà nàng cũng thực thông minh. Từ vừa rồi, sở tiêu gọi Hàn Bình An là Hàn Huynh thì có thể thấy được họ đã quen biết nhau, hơn nữa quan hệ có vẻ không tồi. Khó tránh khỏi làm đạm đài thanh toàn liên tưởng đến, có phải là sở tiêu ghi hận quân tiêu giao trong lòng, cho nên xúi dục châm ngòi Hàn Bình An, làm khó dễ quân tiêu giao hay không? Nếu là trước đây, đạm đài thanh toàn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng trải qua tiệc mừng thọ, nàng phát hiện tâm tính của sở tiêu thật sự có chút thay đổi không còn là thiếu niên đơn thuần một lòng hăng hái hướng về trước như trước kia nữa nhưng đạm đài thanh toàn chỉ phỏng đoán cũng không xác định nhưng có thể khẳng định chính là cảm giác của đạm đài thanh toàn đối với sở tiêu lại giảm xuống không ít lần nữa nghe quân tiêu giao nói thế tất nhiên viên tiên sinh cũng lập tức đáp ứng hàn bình an trầm ngâm một lát cũng không nói lời phản đối dù sao đạm đài thanh toàn và sở tiêu cũng có quan hệ một khi đã như vậy vậy quyết định thế đi Viên tiên sinh cười ha ha. Tất nhiên ông ta không hy vọng Hàn Bình An và quân tiêu giao có sung gì đột. Một người là tiểu sư thúc của tắc hạ học cung, có danh xưng Bắc Nho. Một người là thiếu chủ của vân thị đế tộc, còn là nhân vật cấp đế tử. Nếu hai người xung đột thì không có lợi gì cho tắc hạ học cung cả. Trên mặt quân tiêu giao hiện ra ý cười ôn hòa, lạnh nhạt nói, vậy thì thế đi, lúc sau có cơ hội, ta cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu với hàn đạo hữu. Lời này rất rõ ràng. Đây là vinh hạnh của hàn mỗ. Hàn Bình An cũng cười đáp trả. Khói thuốc súng vô hình này làm người ta hít thở không thông. Có thể nói hai người này đều là tồn tại có tầm ảnh hưởng lớn trong các thiên kiêu giới hải. Mà khảo hạch của tác hạ học cung cũng rơi xuống màn che dưới tình huống này. Số lượng thiên kiêu thông qua cửa thứ hai không đủ một hai phần mười. Nhưng bởi vì số lượng rất lớn, cho nên nhân số cũng không phải ít. Có thể nhìn ra khảo nghiệm thực chiến thứ ba mới là nguy hiểm nhất, cũng có thể kiểm tra ra trình độ bình quân của một thiên kiêu nhất bởi vì khảo nghiệm thứ ba là thực chiến, cho nên cần sắp xếp một phen, tất cả thiên kiêu đều có thời gian mấy ngày để điều tức chuẩn bị. Sở tiêu được Hàn Bình An mời để tụ hợp một phen. Lần này còn phải đa tạ hai vị Hàn Huynh, Hạc Huynh. Sở tiêu chân thành chắp tay nói, nếu không có bọn họ giải vây, nói không chừng sở tiêu còn không vào được cửa của tác hạ học cung. Đâu nào, lấy năng lực của sở huynh thì vốn có thể gia nhập, chẳng qua là bị người ta cản trở mà thôi. Hàn Bình An hơi mỉm cười mặc kệ như thế nào, tiểu đệ kính nhị vị một ly. Sở tiêu nâng chén, không khí giữa ba người rất hòa hợp. Sau đó, Hàn Bình An nói, lấy thực lực của sở huynh, Hàn ải thực chiến thứ ba này không phải vấn đề quá lớn. Nhưng yêu cầu duy nhất cần chú ý chính là vân tiêu kia, hắn tuyệt đối không phải người đơn thuần. Hàn Bình An có thể chất đặc thù, trời sinh mang hạo nhiên chi tâm, tâm tư rất chính trực. Hắn có thể phát hiện được, so với nói quân tiêu giao là một anh hùng, chi bằng bảo là một kiêu hùng tâm cơ thâm trầm anh hùng và kiêu hùng chỉ cách nhau một chữ, nhưng lại khác nhau như trời với đất. Đa tạ Hàn Huynh quan tâm, ta sẽ chú ý, sở tiêu nói. Như vậy đi, tử hiên, ngươi đi cùng sở huynh một chuyến. Hàn Bình An nói. Hạc tử hiên thân là một trong thập đại chân truyền thánh nhân của tác hạ học cung, thực lực cũng sâu không lường được, có mặt hắn ta cũng không đáng lo. Được. Hạc tử hiên khẽ gật đầu. Đa tạ hai vị. Sở tiêu vui sướng. Cứ như vậy, quân tiêu giao cũng khó có thể công khai ngáng chân hắn, mà bên kia đám người quân tiêu dao đạm đài thanh toàn tống đạo sinh cũng họp mặt lần này ít nhiều cũng nhờ thiếu chủ bằng không ta đã tống đạo sinh cảm kích nói đâu nào quân tiêu dao cười nhạt đạm đài thanh toàn đứng bên cạnh chỉ mỉm cười châm trà với quân tiêu dao tống đạo sinh nhìn cười nói đạm đài cô nương và thiếu chủ thật là có duyên đạm đài thanh toàn nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên quân tiêu dao lại khẽ cười và nói các ngươi đều là bằng hữu của ta sao lại không phải một loại duyên? Mà nghe được lời này, trong lòng đạm, đài thanh toàn lại khựng lại, chỉ là bằng hữu sao? Quân tiêu giao không chú ý tới biểu cảm hơi thay đổi của đạm đài thanh toàn. Hắn nói, Tống Huynh biết được bao nhiêu về Hàn Bình An. Tống đạo sinh nghe vậy cũng nói, Hàn Bình An có địa vị phi phàm, được cố phu tử nhặt được từ bên ngoài. Nhưng hắn trời sinh có hạo nhiên chi tâm, tư chất yêu nghiệt, còn được coi là có thánh nho chi phong, cho nên mới được giao cho địa vị tiểu sư thúc, có thể nói ở tắc hạ học cung trừ bỏ trừ vị phu tử ra, thì không ai có địa vị cao hơn hắn. Nghe Tống Đạo Sinh nói xong, quân tiêu giao lộ ra một tia hứng thú, hạo nhiên chi tâm. Vậy thì Hàn Bình An thật là một nhân vật thú vị, khó trách sẽ trở thành bác nho trong năm đại thiên kiêu vương giả. Mà quân tiêu giao cũng nhớ tới, hình như đánh dấu của hắn như còn chưa được kích hoạt. Xem ra còn chưa thật sự tới địa điểm đánh dấu nằm sâu trong tắc hạ học cung. Nhưng quân tiêu giao... Cảm thấy lần này có khả năng mình sẽ đánh dấu được bỏ bối có liên quan đến nho môn. Đến lúc đó, Hàn Bình An còn có thể giữ được địa vị siêu nhân này hay không? Quân tiêu giao cười lạnh trong lòng. Rất nhanh, thời gian mấy ngày đã trôi qua. Trước sơn môn tắc hạ học cung, lâu thuyền, tinh thuyền, cổ thú phi hành chi chít che trời. Thiên kiêu thông qua hai quải trước tụ tập tại đây, chuẩn bị được cường giả tắc hạ học cung dẫn dắt đi đến nơi thí luyện. Quân công tử, trên đường cẩn thận. Đạm Đài Thanh toàn mặc váy áo thuần trắng, đón gió mà đứng, như lãng uyển tiên hoa, băng thanh ngọc khiết, không chút khói lửa. Trong mắt nàng mang theo một tia lo lắng. Quân Tiêu giao mỉm cười gật đầu. Bên kia, Sở Tiêu và Hạc Tử Hiên lên cùng một tinh thuyền. Sở Tiêu nhìn cảnh nàng ta thì trái tim như bị vô số con kiến gặm cắn. Lúc này Đạm Đài Thanh toàn mới quay qua Sở Tiêu, cũng nói một câu, "Sở Tiêu, người cũng cẩn thận." Sở Tiêu lộ ra nụ cười rất miễn cưỡng, nắm tay lại siết chặt. Nhị phải nhị sở tiêu tự nói với bản thân hắn tin mình tuyệt đối có cơ hội xoay người đến lúc đó đạm đài thanh toàn nhất định vẫn thuộc về hắn lần này nơi thí luyện của tắc hạ học cung nằm ở một nơi tên là thế giới huyền ương thế giới huyền ương là một thế giới cấp bậc đại thiên từng cực kỳ cường thịnh vào thời cổ cho dù là trong các thế giới đại thiên của giới hải thì thứ hạng vẫn thuốc dạng đứng đầu còn là phạm vi dừng chân của một thế lực mà ở thượng cổ sau hắc họa chi kiếp minh mông, thế giới huyền ương cũng bị đánh đến tan hoang, không gian toàn bộ thế giới đều không ổn định. Cho nên cũng dẫn tới nơi đây thường xuyên xuất hiện kẽ nứt hư không, cái khe không gian. Phía vô nhân khu, thường xuyên có những sinh linh tăng yêu khủng bố bị khí tức quỷ dị lây dính, thông qua kẽ nứt hư không mà đi vào thế giới này, càng không thiếu bóng dáng hắc họa tộc đàn thần bí khủng bố. Cả thế giới huyền ương vẫn luôn bị chú ý, có không ít cường giả giới hải đều chấn thủ tại nơi đây còn có rất nhiều thiên kiều mộ danh tới đây rèn luyện giao chiến với sinh linh của hắc họa tộc đàn bởi vì thế giới huyền ương là thế giới cổ xưa còn lại từ thời cổ cho nên cũng có rất nhiều di tích cổ hấp dẫn một đám tu sĩ tầm bảo có thể nói nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại ở thế giới huyền ương giờ phút này trong thông đạo không gian bên cạnh thế giới huyền ương có vô số những bóng dáng hiện lên đó chính là đội ngũ tới từ tắc hạ học cung rất nhiều thiên kiều nhìn vũ trụ bị tàn phá tràn ngập khói thuốc súng và suy bại này thì ánh mắt cũng trở nên căng thẳng ngưng trọng. Đây là sự nguy hại do hắc họa tộc đàn mang đến. Nếu không ngăn cản, cuối cùng hắc họa tộc đàn sẽ ăn mòn toàn bộ thế giới giới hải. Mà quân tiêu giao vừa đi vào thế giới huyền ương, thì lập tức sinh ra một cảm giác khó hiểu. Tâm niệm của hắn khẽ động, ánh mắt thâm thúy. Cùng lúc đó, sở tiêu cũng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, sở tiêu quá quen thuộc với cảm giác này. Mỗi khi hắn gặp được cơ duyên gì đều sẽ sinh ra cảm giác bản năng này đáy mắt sở tiêu trượt loài ánh sao, quả nhiên hắn vẫn có được khí vận. Xem ra trong thế giới huyền ương, có lẽ hắn sẽ tìm được thu hoạch không tầm thường. Sau khi đội ngũ tắc hạ học cung tiến vào thế giới huyền ương thì liên tục thâm nhập. Hoàn cảnh của thế giới huyền ương cực kỳ phức tạp, tuy rằng thường xuyên có hắc họa tộc đàn hiện thân, nhưng tu sĩ phe giới hải cũng chiếm nửa giang sơn. Còn có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, thành trì được phía giới hải khống chế. Cho nên tiếp viện là không có vấn đề đội ngũ tắc hạ học cung, trực tiếp đi về hướng mảnh đất chi chít kẽ nứt hư không. Mà bên kia, trong kẽ nứt hư không một màu tím của thế giới huyền ương, bỗng có một loạt bóng dáng hiện lên, rõ ràng là sinh linh bạt tộc, mà trong đàn sinh linh bạt tộc này có một thanh niên cầm đầu. Thanh niên này có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da thịt tái nhợt, trên người có khí tức cao quý. Điều này làm người ta khó mà tin nổi, trong tưởng tượng của mọi người, sinh linh bạt tộc luôn là tồn tại lạnh nhạt hung tàn, thị huyết như yêu. Kết quả nhìn qua thanh niên này còn có cảm giác quý tộc ưu nhã, không biết còn tưởng rằng là thiên kiêu đế tộc phương nào. Mà đôi mắt hắn hiện ra một màu tím nhạt. Màu tím chính là màu tôn quý nhất trong Bạt tộc, một trong Tam Vương Bạt tộc đã từng xâm lấn thế giới năm đầu, Tướng thần cũng có đôi mắt màu tím. Đương nhiên, cũng không phải nói thanh niên trước mắt là tồn tại có thể sánh được với Tướng thần, chỉ là trong thân thể gã chảy xuôi huyết mạch vương giả Bạt tộc, cho nên đôi mắt mới có màu tím nhạt. Điện hạ, ngài cần gì đích thân đi chuyến này? bên người thanh niên này có một cường giả bạt tộc thần tôn kính cần nói. Thanh niên này là hậu duệ đời thứ ba của một trong tam vương bạt tộc, Doanh Câu. Trong cơ thể chảy xuôi chân huyết của vương giả bạt tộc Doanh Câu, xếp thứ 9, gọi là cửu vương tử. Bạt tộc có nhất đế tam vương, trừ nhất đế ra thì tam vương còn lại đều kéo dài huyết mạch, có được con nối dõi đời thứ hai. Con nối dõi đời thứ hai lại diễn sinh ra hậu duệ đời ba. Trên cơ bản con nối dõi thuần huyết đời thứ hai của vương giả bạt tộc, đều có tu vi đại đế cảnh trở lên cũng có nghĩa là hậu duệ đời thứ ba như cửu vương tử tương đương với nhân vật cấp đế tử thiên phú thực lực bất phàm mà quân tiêu giao cũng là thiên kiêu cấp đế tử thực lực của phụ thân là thiên nhai đại đế chỉ mạnh chứ không hề thua kém những đại đế bạt tộc đời hai đó ta có dự cảm có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ ở thế giới này cửu vương tử mang khí chất ưu nhã như quý tộc giờ phút này khóe miệng hiện ra một tia ý cười chẳng lẽ điện hạ ám chỉ là bạt tộc thần tôn đứng bên cạnh lộ ra ánh mắt kinh dị cử vương tử hơi mỉm cười, lộ ra răng nanh hút máu trắng hiếu đặc trưng của bạt tộc. Không sai, trước kia tộc của ta vẫn luôn tìm kiếm chuyển thế của vị ấy, bởi vậy không tiếc xâm nhập các thế giới. Nhưng vẫn không tìm được, thậm chí còn rút dây động rừng, khiến cho thủ quan nhân chú ý. Ba vị vương thượng và đám người phụ vương khó có thể dùng chân thân bước vào giới hải, trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nếu ta tìm được thì ta sẽ là mấu chốt xoay chuyển vận mệnh toàn bộ tộc đàn, còn có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh cả đại thế trong mắt cửu vương tử mang đầy dã tâm. Trong cơ thể gã là huyết mạch vương giả bạt tộc, mơ hồ đã nhận ra trong thế giới huyền ương, này có một khí tức không giống bình thường đang hấp dẫn mình. Đi, đám người cửu vương tử, lắc mình rời đi. Bên này, tất nhiên đoàn người tắc hạ học cung, không biết một con cá lớn của bạt tộc đã bơi vào thế giới huyền ương. Dưới sự dẫn dắt của cường giả tắc hạ học cung, đám người quân tiêu giao đã dần dần thâm nhập vào sâu trong thế giới huyền ương. Trên đường đi tới, bọn họ thấy được rất nhiều tinh vực bị tàn phá máu và lửa đang rực cháy đôi khi thấy được sinh linh trên cả một sinh mệnh cổ tinh đều bị diệt sạch rất nhiều thiên kiêu lần đầu tiên tiếp xúc điều này đều tái xanh mặt mày ánh mắt quân tiêu dao lại bình đạm đến cực điểm sau khi trải qua hắc ám náo động cấp sử thi quân tiêu dao đã nhìn thấy quá nhiều những hình ảnh này mà rất nhanh bọn họ đã tiếp cận một kẽ nứt hư không ở nơi nào đã có tu sĩ của phe giới hải đang chém giết với tăng yêu của vô nhân khu Tuy rằng thủ quan nhân vô nhân khu, và quân đội có thể chấn thủ đa số sinh linh hắc họa của vô nhân khu, nhưng cũng không tránh được có cá lọt lưới. Phóng mắt nhìn khắp, tang yêu che trời lấp đất như không ngừng trào ra từ kẽ nứt hư không. Cũng may bên thế giới huyền ương vẫn luôn có tu sĩ giới hải chấn thủ, nếu không thì toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn tan biến luân hãm. Được rồi, thời điểm rèn luyện tới rồi. Một cường giả của tắc hạ học cung nói. Loại rèn luyện cấp bậc này không phải là dạng trước đó ở thế giới năm đầu trong tăng yêu có không ít tồn tại cấp bậc thiên tôn, thậm chí huyền tôn, không phải thiên kiêu bình thường có thể đối phó. Ta tới trước. Trong đội ngũ tắc hạ học cung, một bóng dáng cả người tràn ngập thần quang ám kim, nhìn như người khổng lồ trực tiếp lao ra tiên phong. Đó là cổ kình thiên của cổ thần đế tộc. Tuy rằng cổ kình thiên tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nhưng thực lực thật không phải bình thường. Một quyền tung ra, quyền quang mênh mông, đánh nứt cả hư không phía trước, thân thể tang yêu lập tức vỡ nát. Ồ, đây là sức mạnh nhục thân của cổ thần đế tộc sao rất nhiều thiên kiêu hít sâu một hơi mà sau khi cổ kình thiên ra tay những thiên kiêu còn lại cũng sôi nổi tiến công chỉ khi nào đánh chết số lượng hắc họa tộc đàn nhất định bọn họ mới có tư cách gia nhập tắc hạ học cung trên lâu thuyền quân tiêu giao nhìn cảnh này mà rất ung dung bình thản hắn cũng ra không vội ra tay mà bên kia ánh mắt sở tiêu vẫn luôn lập lòe càng thâm nhập vào sâu thế giới huyền ương cảm giác mơ hồ kia lại càng rõ ràng rốt cuộc là cái gì trong thế giới huyền ương tuyệt đối có cơ duyên đang hấp dẫn ta chờ đến lúc đánh hỗn loạn ta liền nhân cơ hội rời đi trong lòng sở tiêu đã đưa ra quyết định sở huynh chúng ta cũng nên ra tay hạc tử hiên đứng bên cạnh hơi mỉm cười và nói sở tiêu gật gật đầu đáy mắt lại có ánh sao hiện lên chuyện được đọc bởi kênh haley audio sau khi đội ngũ tắc hạ học cung gia nhập chiến cuộc cả cục diện lập tức hỗn loạn lên tiếng sát phạt tiếng quát tháo tiếng thần thông va chạm không dứt bên tai vang vọng khắp tinh vũ một đám lại một đám tăng yêu bị tiêu diệt đương nhiên phía tắc hạ học cung cũng có thương vong xuất hiện mà lúc này trong kẽ nứt hư không bỗng có vô số những bóng dáng hình người xuất hiện nơi chúng đi qua một luồng khí hoang vu đang tràn ngập rõ ràng là sinh linh bạt tộc ta cảm giác được khí thức làm người ta chán ghét là tắc hạ học cung của nhân tộc sinh linh bạt tộc nhìn thấy đội ngũ tắc hạ học cung trong mắt phụt ra hung mang có thể nói tắc hạ học cung và bạt tộc là đối thủ một mất một còn trời sinh. Bởi vì nho môn có hạo nhiên chi khí đặc trưng, tổn thương đối với bạt tộc đặc biệt rõ ràng, có tác dụng tăng cường cực mạnh. Trong những trận đại chiến trước kia, cũng không thiếu nhân vật cấp phu tử của tác hạ học cung đi đến vô nhân khu, thét dài một tiếng, hạo nhiên chi khí trùng tiêu, trực tiếp diệt sát ngàn vạn bạt tộc. Cho nên bạt tộc rất chán ghét và thù hận tác hạ học cung. Sát, giết sạch người của tác hạ học cung. Đàn sinh linh bạt tộc ra tay mà đối mặt với đám sinh linh bạt tộc xung phong lao tới, bên rất nhiều thiên kiêu phía tắc hạ học cung biến sắc. Trong đó có một số thiên kiêu là lần đầu nhìn thấy hắc họa tộc đàn, khó tránh khỏi hoảng hốt. Mà cường giả tắc hạ học cung lại thản nhiên nhìn chăm chú vào tất cả. Đây vốn là một buổi khảo nghiệm và rèn luyện, cho nên bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều. Nếu cả trường hợp trước mắt mà cũng không thể ứng phó, kia vậy thiên kiêu kia cũng không có tư cách gia nhập tắc hạ học cung. Mà sau khi sinh linh bạt tộc tham chiến, nơi này lập tức trở nên càng tàn khốc và huyết tinh đồng thời cũng càng thêm hỗn loạn cũng ngay vào lúc này rốt cuộc quân tiêu dao cũng ra tay hắn nâng trưởng phất qua một cái hạo quang tận trời tảng lớn tinh vũ đều run rẩy trên bầu trời mênh mông giống như không chịu nổi uy lực một trưởng của quân tiêu dao hắn giáng một trưởng xuống trực tiếp chụp chết vài bạt tộc cấp bậc tiểu thiên tôn thực lực này bên kia các thiên kiều đế tộc như cổ kình thiên và hạ hầu phong vân thấy thế thì đồng tử cũng hơi co rụt lại Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ cũng có thể đánh chết bạt tộc, cấp bậc tiểu thiên tôn, nhưng dùng một trường chụp chết mấy thiên tôn bạt tộc, chụp ruồi thì vẫn khiến người ta vô cùng chấn động. Trong mắt hạ hầu phong vân lộ ra một tia kiêng kỵ. Cũng may trước đó hắn ta không tùy tiện ra tay gây hấn, nếu không không biết chắc được tình hình sẽ như thế nào. Còn cổ kình thiên đầu óc đơn giản kia thì chiến ý trong mắt càng sụp sôi, hắn càng muốn đọ sức với quân tiêu giao hơn. Mà trong lúc hỗn loạn, có một bóng dáng lại càng đánh càng xa, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi chiến trường này. Bóng dáng kia chính là sở tiêu. Đối với sở tiêu mà nói, tìm kiếm cơ duyên vận mệnh mới là quan trọng nhất. Còn khảo hạch, chờ hắn tìm kiếm xong cơ duyên trở về lại đi chém giết mấy bạt tộc cũng không muộn. Sở tiêu thi triển thân pháp, thân hình hóa thành một ánh quang hồng, lao thẳng đi nơi xa. Hắn cho rằng không ai biết được hành động của mình, nại chưa không ngờ quân tiêu giao. Ở trung tâm chiến trường lại mơ hồ lộ ra một tia ý cười trên khóe miệng. Trước đó quân tiêu giao từng âm thầm để lại thủ đoạn trên càn khôn hồ lô, cho nên sở tiêu đi đâu, hắn cũng có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ sở tiêu này lại có phát hiện gì? Quân tiêu giao thầm nói trong lòng. Hắn biết khí vận chi tử am hiểu nhất là tầm bảo, không biết sở tiêu này lại mang đến bất ngờ gì cho hắn đây. Thân thể sở tiêu như tia chớp quang hồng, xẹt qua từng mảnh tinh vực, mà càng thâm nhập thế giới huyền ương, trình độ hung hiểm cũng càng cao. Nhưng lấy thực lực của sở tiêu, hắn có tự tin có thể tránh khỏi một ít hung hiểm rất nhanh hắn đã phát hiện một khối đại lục hoang vắng lơ lửng trong vũ trụ diện tích của đại lục này cực lớn tương đương với một khối tinh vực trên đó có đoạn bích tàn viên cung điện sụp đổ di tích cổ xưa nhìn qua cứ như di tích cổ nào đó còn lại sau khi văn minh bị hủy diệt nhưng không biết vì sao đi vào mảnh đại lục hoang vắng này lại làm trái tim sở tiêu run lên hắn cũng không rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì rốt cuộc là cái gì đang hấp dẫn ta sở tiêu nghĩ thầm trực tiếp là đáp xuống đại lục kia trên đại lục hoang vắng này cũng loáng thoáng có thể thấy được một số người tầm bảo nếu đại lục này thật sự tồn tại cơ duyên sợ là đã sớm bị những người đó lật tung cả lên rồi nhưng tâm tư của sở tiêu không chút dao động hắn tin tưởng trực giác của mình rất nhanh sở tiêu đã thâm nhập tới một địa vực trong đại lục hoang vắng này địa vực đó được những người tầm bảo kia gọi là cấm địa bởi vì nó trải rộng quá nhiều tàn trận sát chiêu có lẽ đi hai bước liền động vào sát trận vô cùng khủng bố trực tiếp thân tử đạo tiêu cả thi thể cũng không giữ lại được cho dù là sở tiêu sau một hồi thăm dò cũng phát hiện rất khó thâm nhập cũng vì hung hiểm như vậy nên mảnh cấm địa này hiếm có tầm bảo giả nhìn trộm vậy nên làm sao bây giờ sở tiêu nhíu mày cứ như phát hiện một tòa bảo sơn lại không cách nào tới gần xem ra chỉ có thể nói cho việc này hạc huynh sở tiêu nghĩ thầm hắn làm như vậy tuyệt đối không phải muốn chia sẻ cơ duyên trong đó với hạc tử hiên mà là hạc tử hiên thân là chân truyền thánh nhân của tắc hạ học cung có lẽ có biện pháp nào đó để thâm nhập đến lúc đó chờ tiến vào rồi lại chia nhau đi tình cơ duyên sở tiêu tin tưởng dựa vào khí vận của mình cuối cùng cơ duyên lớn nhất vẫn sẽ thuộc về hắn một khi đã như vậy chia cho hạc tử hiên một chút canh cũng chưa chắc không được nghĩ đến đây sở tiêu trực tiếp lấy ra một ngọc giản đưa tin cho hạc tử hiên đây là thứ hạc tử hiên giao cho hắn khi tới thế giới huyền ương vì phòng ngừa sở tiêu xuất hiện bất chắc gì dù sao sở tiêu cũng là bằng hữu của hàn bình an tất nhiên hạc tử hiên phải chăm sóc chú đáo nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha